Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện nơi chia sẻ những câu chuyện ngôn tình hay, mới lạ và đặc sắc nhất. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình, các bạn hãy dành một chút thời gian để đăng ký kênh và bấm vào chuông theo dõi bên cạnh nhé. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần giới thiệu của câu chuyện kỳ này. Thầy giáo sao có thể làm tình nhân của học trò, nhưng đứng trước cô học trò quyến rũ là cô, anh làm sao có thể cầm lòng được? Các bạn hãy theo dõi câu chuyện tình yêu thầy trò cực hấp dẫn này nhé. Thái hiệu Hiểu Úc vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Du Chính Dung là tình cảnh như thế nào. Cô đang hút thuốc. Khi cô đến vẫn chưa tới giờ học, ở trong phòng học trống rỗng, tùy tiện tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Học kỳ năm thứ nhất cũng là học kỳ duy nhất học mỗi một môn này. Cứ nghĩ đến mình cùng người bạn nhỏ hơn vài tuổi cùng một chỗ tại phòng học này, cô liền cảm thấy mệt mỏi. Nhưng là Ai bảo cô trước kia không chịu học mới có thể trì hoãn kéo dài đến một năm, còn phải ở học kỳ cuối cùng mà chọn chương trình học thật sự không quan trọng. Hay bởi vì gần tốt nghiệp mới học đây? Cô vốn là tưởng dị vãng 4 năm trôi qua, chọn cái tốt nhất để học, mặc kệ là cái gì xem xét đều ổn. Chỉ cần thầy giáo có thể không điểm danh, vậy mọi sự đều như ý. Về phần rốt cuộc học được cái gì, cô mới không muốn dùng não suy nghĩ nhiều. Sau lại là đàn em khóa giới của cô, cũng cùng cô giống nhau giống nhau ở chỗ học môn tốt nghiệp trước mới học các môn linh tinh khác gian thành bân cật lực khuyên bảo cô đến chọn cửa con người và môi trường này này nghe qua sẽ rất khó cô nhăn mặt đối cậu ta nói hơn nữa là học viện kỹ sư mở khóa chúng ta sao lại tự đi tìm phiền toái sẽ không khó sự học này cũng không khó lắm đâu cậu em qua dưới miệng đầy cam đoan gian thành bân bộ dạng thuần khiết trong sáng vóc dáng vừa ốm vừa cao môi hồng răng trắng là người duy nhất ở trong trường học mà Hạ Hiểu Úc quen biết. Nghe cậu nói như vậy, cô đành phải bán tính bán nghi. Chỉ thấy Giang Thành Bân đôi mắt lấy ra tiêu hương phấn, giống như chào hàng nói. Hơn nữa, thầy giáo ở khóa đó đều là thầy giáo kỹ sư trẻ tuổi. Mấy ngày liền đổi một người, chị thấy ý tưởng này không phải rất tuyệt sao? Hạ Hiểu Úc cặp mắt vừa xinh đẹp mà quyến rũ, tà tà nhìn cậu. Thì ra cậu như thế là do có chủ ý này. Cô cười nhạo. Thật sự em đi hỏi thăm qua Trên khoa chúng ta có rất nhiều người Chọn qua khóa này Đều nói rất ổn San Thành Bân còn thật sự đẩy mạnh sự chào hàng Được rồi được rồi Nghe lời cậu Cậu chọn tôi liền chọn Như vậy mới có thể co vờ hỗ trợ lẫn nhau Hai hiểu úp lời biếng nói Sau đó ngáp một cái San Thành Bân cũng cười ngạo đứng lên Cái gì co vờ lẫn nhau Hẳn là em giúp chị che giấu đi Giúp chị lấy giảng trình Nhắc nhở chị ra bài tập hoặc là trực tiếp giúp chị viết một phần. Em với chị không phải là cùng nhau học để qua cửa này sao? Cậu biết là tốt rồi. Cô vườn tay vỗ vỗ gương mặt trắng nõn nhã nhản của cậu. Em trai ngoan, chị đây sẽ mời cậu ăn cơm, cậu vất vả rồi. Bọn họ đang ở trường học đối diện tiệm ăn nhanh, vừa ăn cơm trưa, vừa thảo luận việc tuyển khóa, không cam lòng ở nơi công cộng bị đàn chị sỗ sàng. Giàn Thành Bân căm giận nói, chị không nên như vậy, ngộ nhỡ bị người quen nhìn thấy, hiểu lầm em thì làm sao bây giờ tôi còn không sợ thanh danh bị hao tổn cậu sợ cái gì hạ hiểu úc lời biếng nói lần như vậy cũng luôn không để ý cái gì dù trời có sập xuống cũng là bộ dáng không thay đổi cô có ngũ quan quyến rũ điểm động lòng người là cặp mắt khi cười đôi mắt khẽ sâu lên giống như một đôi mắt đẹp ẩn tình hơn nữa khi cô cười như không cười nhìn người làm cho người ta nhị không được mà tim đập nhanh hơn kiểu tóc tuy rằng là tóc ngắn đơn giản ngang tai nhưng sợi tóc đen nhánh bóng mượt giúp cô lộ ra gương mặt trái xoan xinh đẹp. Tuy rằng chỉ giống như một chú mèo quý tộc biếng nhác, bất quá này cũng tạo thành mị lực đặc biệt của cô. Hạ Hiểu Úc cao quý như vậy cũng là do được sinh ra trong một gia đình cao quý. Cô là cháu gái của nguyên lão quốc dân đảng Hạ Trấn Thanh. Hạ gia ở thương trường cũng là có danh thế, làm cho cô có phẩm chất không giống người thường. Cũng bởi vì thân thế như thế này nên cô vẫn không có nhiều bạn bè, bạn học cùng cô trong lúc đó luôn luôn có khoảng cách ngoại trừ ngoài gian thành bân ra được rồi vì để cảm ơn chị đã mời em em muốn làm việc tốt chút gian thành bân đem một túi giấy giải quăng cho cô đây là em cùng bạn học tìm được tư liệu có bài ghi chép có đề khảo cổ chị nếu muốn học qua được khóa này trước hết nhìn xem đi học thì học ai sợ ai không phải sợ không sợ mà là không học sẽ không có thể tốt nghiệp đàn chị của em chị đã ở đây 5 năm San Thành Bân trêu nói, y hạ hiểu Úc tài liếc liếc mắt một cái. Nhìn theo thân ảnh gầy yếu của cậu rời đi, Hạ Hiểu Úc nhàm chán không có việc gì, câu được câu không, ăn miếng khoai đã nguội, Miệng cưỡng lật xem tư liệu của đàn em để lại. Con người và môi trường, nhập học hệ sở, môi trường viện công trình nghiên cứu, thời gian đi học, tiết 3, tiết tư của ngày thứ tư mỗi tuần, 10 giờ đến 12 giờ, giáo sư giảng bài, du chính dung, trịnh trí thành, lương văn hùng, Trần Tín Hòa. Quả nhiên danh sách sắp xếp từ trên xuống dưới đều là thầy, cũng khó trách San Thành Bân nóng lòng muốn thử xem sao. Bởi vì San Thành Bân thích cũng là đàn ông. Tiểu Giang cái chọn người như vậy đều khen không dứt miệng. Cô thì thảo tự nói đứng lên, mình như thế nào có thể không đi xem đây. Đầu mùa xuân buổi sáng thứ tư, Hạ Hiểu Úc đi vào gian phòng học kia. Bởi vì không có liên quan với các khóa khác, cô có thể trước thời gian đến, cầu thang phòng học vắng vẻ mà lại rộng như vậy cô ở bên cửa sổ ngồi xuống yên lặng làm cho người ta hốt hoảng dù sao không có người cô từ trong túi lấy ra bao thuốc trong bao lấy ra một điếu thuốc cùng cái bật lửa rất có ý thức ở nơi công cộng nên cô đem cửa sổ đầy ra trầm thuốc hút một ngụm kỳ thật cô trước kia không có thói quen hút thuốc chính là trải qua mấy tháng đau khổ sau khi chia tay cô nhiễm luôn thói quen hút thuốc Nói là thói quen, cô nhiều lắm là đưa lên miệng hút một hai hơi, sau đó để cho điếu thuốc tự cháy. Nhìn khói trắng từ từ bay lên thôi. Không biết vì sao, nhìn khói trắng lượn lờ, cô không hiểu vì sao để cảm thấy bình tĩnh. Có lẽ lý do mỗi người hút thuốc cũng không giống nhau. Đối hạ hiểu Úc mà nói, này chẳng qua chính là chống lại tinh thần bị xa sút Dù sao, khi cô cùng bạn trai trước tan rã trong hoàn cảnh không vui, cô luôn cảm thấy mình không đủ chăm sáng đáng yêu. Đơn thuần ngọt ngào, như vậy cô liền thật sự thử xem làn khói mê hoặc là cảm giác thế nào. Hết thầy đều là vì diện mạo của cô. Từ trước kia đến bây giờ, không đếm được có bao nhiêu lần Hạ Hiểu Úc nghe thấy người khác phê bình cô lớn lên giống như hồ ly tinh. Đàn chị không cho đàn anh cùng cô nói chuyện nhiều, bạn học có bạn trai, cũng đều báo cho nhau cẩn thận cố gắng đừng bị Hạ Hiểu Úc quyến rũ. Vấn đề là trừ bỏ một đôi mắt hoan anh đào. Hạ Hiểu Úc hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì làm cho vài nữ xung quanh đều xem cô như mãi thú hồng thủy liền ngay cả khi đi học mà quen biết bạn trai nên gọi là bạn trai trước cũng đều cho rằng trong thời gian qua lại luôn hoài nghi cô cùng tên con trai nước mắt đưa tình thôi dù sao cô cũng có thói quen tăng thêm thành kiến cho bản thân cô đang hí mắt chăm chú nhìn làn khói trắng một bên trầm tư suy nghĩ một tiếng nói có cảm xúc ôn hòa đột nhiên phá vỡ yên lặng của phòng học cũng đánh gãy suy nghĩ của cô xin hỏi đại cương về môi trường và con người và lên lớp ở nơi này sao bị quấy dày hãy hiểu úc cảm thấy không vui sương mắt nhìn về phía xa vĩnh cưỡng trả lời không phải đối phương bộ dáng có chút nghi hoặc bếch quá không nhiều lời nói cảm ơn liền rời khỏi cô lại giúp một điếu thuốc bị sạc khói trắng làm cho ánh mắt cô có một chút không thoải mái cô đem điếu thuốc để ra một chút thực xin lỗi bạn học em xác định đại cương về môi trường và con người không phải học ở trong này. Thành âm của chủ nhân kia lại trở lại. Hạ Hiểu úp thế này mới hướng mắt nhìn đối phương. Quần dài áo sơ mi đơn giản làm tôn lên dáng người đúng chuẩn, kính mắt không khuôn, mang đến một phong độ khó tả của người trí thức. Người đàn ông kia bộ dạng còn tuấn tú tu kiêu ngạo, đôi mắt sau mắt kính, lấy ra tia ôn hòa. Đường môi cong duyên dáng, giờ phút này đang nhếch lên, vào má trái cư nhiên có một lúm đồng tiền. Cô nhún nhún vai, tôi không biết. Đại cương về môi trường và con người học ở nơi nào? Bất quá, phòng học này chờ một chút sẽ vào gọi, tên gọi là Đại cương về con người và môi trường. Đúng rồi, không nghĩ tới đối phương phản ứng không chậm, lập tức liền hiểu, ý cười xuất hiện trên đôi mắt đẹp của anh, đúng đồng tiền bên má trái cũng càng sâu. Thì ra đúng là nơi này, tôi có thể đã đem tên khóa nhớ ngược. Hạ Hiểu Úc lại nhún nhún vai, không đáng bình luận. Người đàn ông kia cũng không có nhiều lời, tự mình tìm một vị trí trước bục giảng ngồi xuống, mở ra bút ký hình máy tính, bắt đầu làm việc. Thời gian vào học nhanh đến, có những người khác lục tục tiến vào phòng học. Hai ba người thành một nhóm thảo luận tìm chỗ ngồi, trong phòng học nhất thời náo nhiệt. Hạ Hiểu úp mắt lạnh, nhìn người học trò thứ hai này, lời biếng không nghĩ sẽ nhúc nhích. Bởi vì ngón tay cô cầm thuốc, cùng với ánh mắt hờ hững, những người khác đều chỉ có nhìn cô vài lần, nhưng không có người nào lại gần cô, cô cũng vui tính. Thẳng đến khi chuông vào học vang lên, San Thành Bân mới vọt vào, đã thấy phòng học ngồi đầy tám phần cầu thang, liếc mắt một cái, nhìn đến Hạ Hiểu Úc. Cậu bà bước cũng làm hai bước chạy đi lên, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Đừng theo đạo hồi hút thuốc, thực thối nha. Cậu đánh tay cô một chút, thanh âm thực vang, mọi người ngồi gần đều nghe thấy được nên không khỏi gáy mắt. Ngay cả người đàn ông phía trước bục giảng kia cũng quay đầu lại đây nhìn thoáng qua. Ánh mắt anh mỉm cười ôn hòa. Không biết vì sao làm cho Hạ Hiểu Úc có điểm xấu hổ. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, cô đem điếu thuốc rụi đi, một mặt thấp giọng nói thầm. Thầy giáo lại còn không có đến, cậu làm sao quản nhiều như vậy? Ai nói còn không có đến? Vừa nhắc đầu, Hạ Hiểu Úc liền kinh ngạc, phát hiện người đàn ông vừa mới hỏi phòng học ở nơi nào, đang đứng lên, sau đó hướng mục giảng đi lên hiển nhiên không chỉ hạ hiểu úc không muốn làm rõ ràng chân tướng các sinh viên cũng không muốn làm rõ ràng chỉ thấy anh lên sau đài tự mình điều chỉnh microphone tiếp mở laptop các học sinh đều tiếp tục nói chuyện phiếm không có người chú ý anh hẳn là trợ giáo hoặc bạn học đi thầy giáo nào có trẻ tuổi như vậy điều chỉnh tốt microphone người đàn ông cúi đầu thanh thanh yết hầu mỉm cười nói các vị bạn học chúng ta vào học thôi thế nào Toàn khóa thế này mới vang lên tiếng kinh hô Anh ta chính là giáo sư Hạ Hiểu Úc chấn động Quay đầu mắt phự xinh đẹp thẳng trừng Sang Thành Bân đang cười Thực trẻ tuổi đi Anh ta vừa mới từ nước ngoài trở về đây Sang Thành Bân đắc ý xảo giạt nói Em đã điều tra Đáng tiếc anh ta không chính thức dạy Em muốn chọn cũng không được Học kỳ này sẽ không lại bỏ lỡ Anh ta Tôi trước đơn giản giới thiệu một chút Khóa này chủ yếu có bốn người cùng dạy giữa kỳ sẽ có cuộc thi cuối kỳ sẽ nộp báo cáo tôi tên là du chính dung trong vài tuần này là do tôi đứng lớp trên đài người đàn ông chậm rãi nói mang theo nét mỉm cười ôn hòa phòng thái mê người nhã nhặn nhò nhã đến đây học yêu cầu là hy vọng mọi người tận lực đều có thể tham dự để lúc thảo luận có thể lên tiếng nhiều hơn du chính dung nói tới đây còn đặc biệt nhìn hướng hạ hiểu Úc nước mắt một cái còn có ở trên lớp học của tôi muốn ăn này nọ uống nước, hút thuốc đều có thể, chính là không quấy nhiễu đến người khác. Lời vừa nói ra, Hạ Hiểu Úc chỉ cảm thấy bên tay mình một trận nóng lên. Những người khác đều cố tình dùng ánh mắt tò mò hoặc hèn mọn nhìn cô, đột nhiên biến thành lực trung tâm chú ý. Hạ Hiểu Úc đặc biệt cảm thấy không được tự nhiên, hận không thể mở cửa sổ ra nhảy đi. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu vào học. Đầu tiên tôi sẽ giải thích chương trình học đại cương một chút. Ngọn đèn chuyển tối, bắt đầu truyền phát tin Powerpoint trên đàn chiếu. Dù chính dung tiếng nói dễ nghe, xuyên thấu qua tiếng vọng microphone, học sinh trong phòng học giống như bị anh mê hoặc, mọi người đều im lặng nghe. Chỉ có Hạ Hiểu Úc còn cảm thấy mảng nhị nóng nóng, hoàn toàn không để tâm nghe khóa. Người đàn ông này rõ ràng là khiêu khích, nhất định là mang thù, nhớ cô không chịu nói cho anh biết vị trí phòng học. Là chính anh nhớ sai tên khóa. Hơn nữa, ai nhìn ra được anh chính là thầy giáo còn cố ý nói ở trước mặt toàn ban, thật giận. Mới đi học ngày đầu tiên, không đến 20 phút, Hạ Hiểu Úc đã muốn đứng lên đi ra khỏi phòng học. Thật vất vả mới đến giờ nghỉ giữa giờ, cô dọn dẹp mọi thứ, khi chuẩn bị rời đi thì bị Giang Thành Bân mới từ toàn lét trở về kêu lại. Chị thế nào lại đi? Ăn cơm, sau đó về nhà, cậu muốn đi hay không? Cô trả lời. Quá còn không có chấm dứt, chị muốn đi sao? Giang Thành Bân vẻ mặt không dám tin, Ai nói còn không có chấm dứt Lần đầu tiên đi học Không phải đều chỉ tiết một là có thể bỏ chạy lấy người sao Hạ Hiểu Úc mới nói xong nhìn thấy San Thành Bân ánh mắt đột nhiên sáng lên Bất quá cô biết cùng cô không quan hệ Bởi vì San Thành Bân đang nhìn thẳng ở phía sau cô Ai ở phía sau tôi Cô cảnh giác thấp giọng hỏi Tiểu Giang cậu hoàn hồ cho tôi Ai ở phía sau tôi Nói Là tôi Tiếng nói ôn hòa lại có khuynh hướng cảm xúc mỉm cười trả lời thái độ tốt như vậy lại làm cho Hạ Hiểu Úc cảm thấy sau gáy một trận tê tê, đồng loạt trên cánh tay đều nổi da gà. Lại là tên đàn ông kia. Hiện tại muốn đi, còn sớm mà, tôi còn chưa có điểm xanh. Dù chính dung cười dài nói, ánh mặt trời xuyên thấu qua kính mắt của anh, trong mắt anh lấy ra. Hạ Hiểu Úc chính nghiêng đầu tà tà nhìn anh. Cô chán ghét như vậy, nỗi tay nghe thấy được, cũng là toàn thân đều bắt đầu phản ứng, cô giống như con mèo nhỏ chuẩn bị tiến vào chiến tranh lông toàn thân dựng thẳng lên ngay sau đó sẽ lộ ra răng nanh cùng lợi trào thầy giáo này là xảy ra chuyện gì mới lần đầu tiên gặp mặt vì sao giống như bộ dáng sinh viên rất quen thuộc giả bộ quen thuộc chán ghét thầy giáo thầy chờ một chút hãy điểm danh không nghĩ tới gian thành bân này phản đồ không nhìn đàn chị trước mặt sắc mặt không thoải mái chính là cao hứng phấn chấn bắt đầu cùng giáo sư tuổi trẻ anh tuấn bắt chuyện mắt thấy anh gương mặt trắng nõn tỏ ra sự hưng phấn sáng rọi hạ hiểu úc quả thực đồn để chết ngủ ngốc cô không nghĩ tiếp tục ở đằng kia bị kẹp giữa hai người đàn ông trò chuyện với nhau thật vui cô cúi đầu sau đó lui từng bước lại từng bước chuẩn bị rời đi tôi giảng bài như vậy không thú vị sao gấp đi như vậy sao Trầm giọng nói treo ghẹo cơ nhiên hàm vài phần nói thật làm cho hạ hiểu úc kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu Ánh mặt trời tắt ra từ đôi mắt kia đàn truyền chú nhìn thẳng cô. Mỉm cười như còn mang theo thật tình. Tôi tôi không có. Chính là... Cô theo bản năng định giải thích. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng lại hối hận. Chỉ có thể xấu hổ cắn môi dưới chính mình. Các người là quan hệ gì? Là năm hai sao? Phát hiện cô đã muốn dừng bước. Đại khái sẽ không rời khỏi. Dù chính dung mỉm cười hỏi. Chúng ta thoạt nhìn giống năm hai sao? Gian Thành Bân hoàn toàn không chú ý tới hai người này ánh mắt giao nhau, chính là hưng phấn được yêu thích mặt đỏ lên, thực vui vẻ đáp lại câu hỏi dù du chính dung. Em là năm tư, thầy giáo, chị là đàn chị em, năm năm nha, chúng em đều là hệ ngoại văn. Hệ ngoại văn, năm năm. Có năm chữ đơn giản như vậy, làm cho Hạ Hiểu Úc luôn luôn hờ hững lại không cần, mẫn cảm bị đâm bị thương. Khẩu khí thoải mái như vậy lại giống như một cây đao đâm vào ngực cô, anh dựa vào cái gì nói như vậy Dùng ngữ khí như vậy Anh cái gì cũng không biết Cuối đầu Hạ Hiểu Úc cố gắng không chế chính mình Không hiểu thế nào lại đốt cháy lên tức giận Tôi đi vào ngồi trước Cô nói khẽ với San Thành Bân Đã muốn bị giáo sư làm cho hôn mê Chúng ta cùng nhau vào thôi Vào học Dù chính dung thoải mái mà nói Vì cảm ơn hai người không bỏ giờ giữa chừng Chờ tôi một chút Nhất định sẽ điểm danh làm cho thành tích bình thường lấy công thưởng tư cho cảm ơn thầy giáo san thành bân cười mở mặt dù chính dung nhìn như đối thoại cùng san thành bân kỳ thật vẫn đem lực chú ý đặt ở vẻ mặt bất tuân không chịu mở miệng cũng không chịu mặt ngay đáp lại trên người hạ hiểu úc gặp được như vậy không hài lòng không hợp làm học sinh làm thầy giáo ai sẽ cao hứng trở lại vào lớp học bục giảng đến chỗ ngồi khoảng cách bất quá hơn 10 mét nhìn thân ảnh xa kia mặt đẹp anh tuấn Hạ Hiểu Úc chỉ cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Cô chán ghét người đàn ông này. Lúc điểm danh, một đường danh sách gọi từ trên xuống dưới, người bị kêu đến nhấc tay đáp lại. Khi đến phiên cô, vẫn là Giang Thành Bân thôi cô một chút. Cô mới ngẩng đầu lười biếng nói. Ở đây. Hạ Hiểu Úc sao? Dù chính dung mỉm cười suy nghĩ, mỉm cười ánh mắt sáng quắc phóng lại đây, làm cho cô lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Sau đó tiếp tục học. Anh ở trên bục giảng trước bảng đen chuyện trò vui vẻ. Bởi vì là khái luận tính gì đó, sinh viên chọn khóa lại lần các đến hệ sở. Không thể nói được, dù chính dung còn thường thường dừng lại, thần thiết hỏi mọi người có nghe hiểu hay không, có rất khó khăn hay không. Thật vất vả đến khi tan học, đáp tốp hạ hiểu Úc là trống rỗng, đuổi chữ cũng không viết. Đi học nội dung rốt cuộc là cái gì, cô hoàn toàn không có ấn tượng, thầm nghĩ lập tức rời đi phòng học này. Sau đó tuyệt không trở về, cô không nghĩ sửa lại không học khóa này vậy hôm nay đến đây thôi tiếng chuông cuối sở vang lên Dù du chính dung buông phấn viết mỉm cười nói các bạn nghe xong khóa hôm nay trở về có thể cẩn thận suy nghĩ số cuộc đối khóa này đề tài con người và môi trường thảo luận có hứng thú hay không có hứng thú lại đến không có hứng thú thì không cần miễn cưỡng bằng không tôi thấy các bạn ngồi ở dưới mày trau mặt ủ trong lòng cũng sẽ thực băn khoăn Lời nói hài hước của anh khiến cho lớp một trận cười vang. Ở trong tiếng cười điếc tai, Hạ Hiểu Úc chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hai tay gắt gao nắm, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay. Anh rõ ràng là cố ý, những lời này hoàn toàn là nhằm vào cô. Hơn nữa, cố ý vô tình kia đều tới được tầm mắt, khóe môi luôn mỉm cười. Dọn dẹp mọi thứ xong, cô tập cửa xông ra. Thật sự là xui xẻo tới cực điểm, học kỳ cuối cùng, môn khóa cuối cùng cố tình lại gặp gỡ giáo sư như vậy. Hiểu Úc, chị không được như vậy. Lại là tiệm ăn nhanh đối diện trường học, Hạ Hiểu Úc cùng San Thành Bân hẹn ở nơi này gặp mặt. San Thành Bân tận tình khuyên bảo, về mặt không sao cả khuyên đàn chị. Chị đã chọn khóa, tốt xấu cũng đi tốt đi, nên một môn khóa như vậy mà thôi, mỗi tuần chỉ đến hai lần khó khăn như vậy sao? Là không khó chính là tôi không nghĩ đi. Hạ Hiểu Úc tự ăn khoai tây, miễn cưỡng nói. Chị làm sao chán ghét Du Chính Dung như vậy? Gian Thành Bân hoàn toàn không thể lý giải. Trên gương mặt trắng nõn đôi mắt hoang mang. Thầy ta vừa tuổi trẻ lại xuất, thầy dạy cũng thực tốt. Làm ơn, tham dự dẫn rất cao. Tôi chính là nhìn anh ta không vừa mắt, không được sao? Cô quả thực tưởng mắt trợn trắng. Cả tính này của chị nha, thật sự rất tệ. Gian Thành Bân mãnh liệt lắc đầu. Mỗi lần đều như vậy, yêu đùa giỡn, không thích sẽ không đi, khó trách có trách bị nợ một đống học phần, đến bây giờ còn ở lại học, đúng không? Hạ Hiểu Úc chẳng hề để ý tiếp lời nói. Gian Thành Bân ảo não thở dài. Chị rõ ràng có thể dụng tâm một chút, thành tích tốt như vậy, không thích khóa để khiến cho nó kém như vậy. Nào có người như vậy? Cậu như thế nào so với tôi còn lề mề? Không kiên nhẫn đàn em quan tâm lải nhải, cô nắm lên một đống khoai tây nhét vào miệng cậu. Nhìn Gian Thành Bân bị nhét đầy miệng, nhíu mày trừng mắt, nói không được lại rất muốn lại đầy bóp chết bộ dáng của cô hạ hiểu úc nhịn không được cười ha hả chị gian thành bân tức giận đến đỏ mặt tía tai thân thủ lại muốn đánh cô cô nghiêng người né tránh vẫn là vui vẻ cười Hãy thiếu chút nữa đụng vào người mới vừa đi lại đây đứng ở bên cạnh bàn bọn họ các người đang nói chuyện gì bộ dáng lại cao hứng như vậy tiếng nói hòa khí mỉm cười làm cho hạ hiểu úc trên mặt tươi cười lập tức đông cứng ngay lập tức mà gian thành bân lại tương phản lập tức mắt sáng lên lộ ra biểu tình vui mừng thầy giáo thầy cũng đến ăn bữa sáng sao người tới không phải chính là vị thầy giáo sao trên mặt tuổi trẻ anh tuấn rào rạt ý cười ôn hòa trên tay anh bưng khay đang cúi đầu đối bọn họ mỉm cười đúng vậy vừa mới đến liền nhìn thấy hai người nói chuyện thật vui vẻ dù chính dung một thân nhẹ nhàng quần bò giày chơi bóng nếu trên gương mặt không có khuôn kín mắt mang đến vài phần nhãn nhặn ổn trọng làm cho anh thành thục chút. Nếu không, Thoan nhìn quả thực tựa như giống như bạn học San Thành Bân. Thầy giáo mời ngồi. San Thành Bân thực ân cần tiếp đón, luôn cuống tay chân, đem túi sách của Hạ Hiểu Úc cầm lấy phòng tới phía trước, chưa ra vị trí cho Du Chính Dung ngồi xuống. Hạ Hiểu Úc trừng mắt, nhìn anh liếc mắt một cái, nhỏ giọng oán giận. Cậu làm sao? Em mời thành giáo ngồi, này cũng không được nha. Đương nhiên không được, cậu lại không có hỏi qua tôi, tôi cũng ngồi ở đây. Vậy chỉ có thể đi đường ngồi bàn này Được, đi thì đi Hai người hạ giọng nói vài câu Bị gian thành bân gặp sắc quên bạn Hạ hiểu úp giận dữ Nhắc tới, thật sự người đã muốn đi Đừng để vì tôi mà quấy dậy hai người Dù chính dung không có ngồi Anh rất phong độ nói Cặp mắt đẹp kia nhìn thẳng hạ hiểu úp Vừa đứng lên, trong mắt chớp động Mang tia chiều ghẹo Tôi nghĩ đến, chính là tôi giảng khóa cho em Không thể chịu đựng được Cho nên mới không lên khóa không nghĩ tới, dù Su chính Dung thoải mái cười nói em là đối với con người của tôi có ý kiến hoàn toàn không dự đoán được anh sẽ nói trực tiếp như vậy hai hiểu Úc chỉ cảm thấy ở ánh mắt nhìn chăm chú của anh mặt mình không chịu thua kém toàn nhiệt lên cô không thích người đàn ông này bộ dáng khi thế như vậy cô chán ghét tồn tại của anh làm cho cô thực không thoải mái không thể bỏ qua tồn tại của anh tôi tôi không phải không phải cái gì không đúng đối với tôi có ý kiến Du Chính Dung ung dung hỏi Lập tức đổi chủ đề Nếu như vậy Kia ngày mai đến đi học được không Không dự đoán được anh sẽ nói như vậy Hay hữu úp giật mình dơ mi lên Được được Chị ấy ngày mai nhất định sẽ đi Gian Thành Bân lại bắt đầu bán bạn cầu vinh Ở trước mặt thầy giáo hiến ân cần Em nhất định sẽ cùng chị ấy đi Vậy là tốt rồi Cuối tuần sẽ đổi thầy giáo Ngày mai là ngày cuối cùng đứng lớp của tôi Tôi sẽ điểm danh nha anh mỉm cười nói, làm bộ phải rời khỏi, cuối cùng còn bổ một câu. Bạn trai em đối với em thật tốt, luôn giúp em lấy bài, mà nhớ đọc bài, giữa kỳ có kiểm tra. đội bóng dáng thon dài nhã nhặn kia, hai người chăm miệng một lời hô lên. Cậu ấy không phải bạn trai tôi, chị ấy mới không phải bạn gái em. Dù chính dung ngay xong, chính là gương mặt mỉm cười không có nói gì. Anh đi rồi, hạ hiểu úc một lần nữa ngồi xuống, trừng mắt nhìn về mặt say mê của Gian Thành Bân đối diện nước mắt một cái. Cái cậu gặp xác quên bạn phản lồ này. Cô tức giận mắng. Nhìn đến soái ca nên cái gì cũng đều quên. Còn khẩn cấp muốn đuổi tôi đi. Đáng giận. Hừ. Gian Thành Bân thật vất vả hoàn hồn thu hồi tầm mắt lưu luyến ngược lại trừng hạ hiểu úc. Cậu làm sao? Chị còn nói thầy giáo đối với chị chú ý như vậy chị còn không cao hứng. Gian Thành Bân thử ghen nói Chị không đi học thầy đều biết Còn đặc biệt gọi chị đi Cũng nói cho chị giữa kỳ có kiểm tra Hạ hiểu úc lại không hiểu Cảm thấy bên tai tử nóng nóng Mắt phượng quên rũ oán hận chừng đàn em Sau đó có chút không được tự nhiên rời đi Nào có tôi thấy anh ta là xem tôi không vừa mắt Chị thứ nhất là trên giảng đường Ngay tại lớp học hút thuốc Còn muốn bỏ tiết Sau đó lại không lên khóa Nếu em là thầy giáo cũng nhìn chị không vừa mắt San Thành Bân vẫn là ê ẩm như vậy nói. Em cùng thầy nói chuyện, thầy đều nhìn chị trả lời. Tôi... Hạ Hiểu Úc trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, càng ngày càng mãnh liệt, cô cảm thấy thực không thoải mái. Tôi không thèm nghe cậu nói nữa, trong lòng cậu có thành kiến. Tốt nhất là như vậy, San Thành Bân không quá cam nguyện trả lời, thuận tiện cảnh cáo cô. Chị không nên cùng em tranh nha, là em coi trọng anh ta trước. Bệnh thần kinh, Hạ Hiểu Úc đối với lời cậu nói cười nhạt, làm ơn, cũng không phải mỗi người ánh mắt đều giống như cậu. Hôm sau, Hạ Hiểu Úc vẫn là đúng giờ xuất hiện ở phòng học. Tuy rằng cực nguyện không cam lòng, bất quá thầy giáo đã uy hiếp sẽ điểm danh, cô thật sự không nghĩ, lấy thành tích của chính mình ra nói dỡn. Ngồi ở cầu thang cuối cùng phòng học, cô chồng má, chán muốn chết chờ ra thành bân xuất hiện. Trong phòng học vẫn là rất đông người, có thể thấy được mị lực du chính dung, thật sự là không sai cô thậm chí quan sát đến sắp xếp ở mấy vị trí trước phần lớn là sinh viên nữ chiếm ngồi hơn nữa một người so với một người thật sự xinh đẹp thường mắt cảnh đẹp phi thường vui thật không thể tưởng tượng hạ hiểu úc nhị không được mắt trợn trắng nhanh đến thời gian vào học cô gặp san thành bân đi vào nhìn một vòng phòng học cùng cô vẫy tay chào hỏi nhưng cũng không có đi tới ngược lại đi đến dãy thứ hai ở trước bục giảng ngồi xuống thật giận san thành bân cư nhiên lại lần nữa gặp sắc quên bạn. Cô ở phía sau, trừng mắt nhìn thẳng mục tiêu, Sơn Thành Bân lại hoàn toàn không có cảm giác, vô cùng cao hứng, ngồi vào hàng chờ đợi thầy giáo xuất hiện. Dù chính dung đi vào phòng học, ngừng đầu, liền ở trong đám người nhìn đến gương mặt trái xoan, đang phẫn nộ đằng đằng sát khí. Rất kỳ quái, anh cừ nhiên rất muốn cười. Cô bộ dám vì sao luôn thở phì phì. Hạ Hiểu Úc cũng là sừng sốt. Cô thực xác định, sắc mặt mình khó coi, nhìn thấy du chính dung đi vào muốn cúi đầu đã muốn không kịp cứ như vậy ngay mặt chống lại nhưng là anh vì sao đột nhiên lộ ra mỉm cười như vậy hàm xúc nhãn nhặn lại mang một tia nghịch ngợm cư nhiên làm cô tim đập đột nhiên nhanh hơn thật giận cô cúi đầu một cỗ hờn rỗi bừng lên trong lòng hôm nay thầy thật cao hứng bởi vì nhìn thấy mọi người đều đến đây học thực cho tôi mặt mũi lời dạo đầu của anh làm cho hàng các nữ sinh đều che miệng nở nụ cười lập tức bắt đầu vào học dù chính dung giải thích hoàn cảnh ảnh hưởng đánh giá tầm quan trọng của báo cáo anh chậm rãi mà nói nếu ví dụ sinh động thú vị tuy rằng không có gì thú vị đề tài cũng không tính hoạt bát lại vẫn như cũ có thể nói được thập phần hấp dẫn người hạ hiểu úc tuy rằng không cam lòng nhưng là không thể không thừa nhận đây là một thầy giáo giảng bài thật sự hay khó trách có nhiều nữ sinh như vậy đều cao hứng phấn chấn ngồi ở hàng còn hợp thời đưa ra vấn đề hoặc cùng thầy giáo đối thoại cười khẽ. Này, kỳ thật là tôi ở đại học và thời điểm thảo luận đề tài đã có một chuyện thật lâu thật lâu trước kia. Dù chính dung thuận miệng nói xong, dưới liền vang lên nũng nịu kháng nghị. Thầy giáo, thầy mới không có già như vậy. Sau đó chính là một chàng tiếng cười vui vẻ. Dù chính dung nhưng thật ra không có nói nhiều, anh ôn hòa cười cười, tiếp tục giảng bài. Hạ Hiểu Úc có điểm ngoài ý muốn, cô gặp qua nhiều lắm thầy giáo tuổi trẻ, liền thừa cơ cùng nữ sinh vài câu vui đùa bất quá dù chính dung cư nhiên không có hết hai tiết cô miễn cưỡng xem như nghe được năm phần cũng hợp với tình hình thẳng đến khi chuông tan học vang lên cô mới nghĩ đến căn bản không có điểm xanh cô đột nhiên ngẩng đầu khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn kia giống dường như đang đợi cô cũng đang đẹp mặt nhìn lại đây hai người tầm mắt ở không trung giao nhau một mỉm cười chắc chắc một bất bình tức giận hạ hiểu úc tức giận đến đòi mạng lại không biết chính mình tức cái gì cô sách ba lô lên bước đi chán ghét chán ghét chán ghét bộ dáng khí thế kia khí chất nhã nhặn kia cùng đôi mắt luôn lấy ra hào quang nghịch ngợm kia chán ghét chán ghét dạng tâm tư rối loạn như ma cô chán ghét tốt nhất vĩnh viễn đều không cần gặp lại anh ta thầy giáo thật đáng giận xong khóa liền theo phòng học chạy trôi chết sau hạ hiểu úc sinh một thời gian hờn rỗi nhưng lại không thể cùng gian thành bân mặc cả gian thành bân đã muốn trở thành người cận vệ của đội trưởng du chính dung suốt ngày dùng ngữ khí say mê đối với cô nói thầy giáo có bao nhiêu suất nhiều khí chất nhiều nhã nhặn nghe được lỗ tai cô đều dài hơn kén tầm không cần nói nữa tôi nói đủ rồi cô chịu không nổi đối với gian thành bân hô to gian thành bân chính là nheo mắt lại trên gương mặt trắng nõn biểu tình thực sắc bén chị không nghe sao được em đây không cho chị mượn bút ký báo cáo cũng không với chị trung tổ nha chị sẽ lo lắng một chút hay không? Cậu đáng giận. Hạ Hiểu Úc chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nén giận. Ai bảo cô không thường đi học, người quen biết lại không nhiều, chỉ còn có một Giang thành bân tin cậy. Cô lại không nghĩ cùng những người khác lui tới. Quen biết bạn học mới, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại hành vi rõ ràng hào sắc của Giang Thành Bân. Tuy nói như thế, Hạ Hiểu Úc không cam lòng, không muốn đình chỉ công kích sau lưng Du Chính Dung. Giang Thành Bân vẫn là rất đạo nghĩa, cùng đàn chị hợp tác thật tốt cô không nghĩ khi đi học san thành bân liền giúp cô sao chép bút ký lấy bài giảng hai người một tổ báo cáo san thành bân cũng thật sự tìm tư liệu để cho hạ hiểu úc sửa sang lại viết đại cương bọn họ luôn luôn hợp tác khăng khít tuy rằng cãi nhau ẩm ĩ bất quá những năm gần đây hai người cảm tình vẫn tốt lắm đối lẫn nhau cũng đặc biệt hiểu biết quả thực giống như chị em gái cho nên một thời gian về sau san thành bân vẫn còn nhắc đến du chính dung không có rời đi đối tượng hào sắc điều này làm cho hạ hiểu úc có điểm kinh ngạc cậu hiện tại vẫn mê anh ta như thế nào còn không có thay đổi người cô kinh ngạc hỏi thầy du thật sự tốt san thành bân khi nói đến du chính dung trên gương mặt trắng nõn sẽ xuất hiện biểu tình say mê lại nhãn nhận lại có khí chất em đối với người như thế này thật không có cách Cậu trước kia coi trọng ai trong lời nói đều giống nhau như thế. Hạ Hiểu Úc cười nhạt. Huống chi lần này. Chị lại mắng thầy Du sao? Gian Thành Bân vẻ mặt đề phòng nhìn cô. Được, vậy chị tự mình đi theo thầy thảo luận chuyện báo cáo đi. Em không giúp. Cái gì kêu giúp? Báo cáo cậu cũng có phần. Điểm cũng không phải một mình tôi lấy. Em mặc kệ, em chịu đủ chị rồi. Thầy không biết vì sao chị lại thấy thầy không vừa mắt như vậy. Có lẽ là ghen đi, Giang Thành Bân nhìn ra được dù chính Dung đối Hạ Hiểu Úc có khác thường, chẳng hề để ý Hạ Hiểu Úc, cũng có dị thường không được tự nhiên. Cậu chính là mất hứng. Cho nên lần này, dù là theo thầy khác thảo luận báo cáo, cũng sẽ không nhìn thấy dù chính Dung. Chuyện này liền quang cho đàn chị, cho cô nếm một chút mùi vị đau khổ. Tốt lắm, chính mình cũng vui vẻ thoải mái. Kết quả thực rất ẩm ý, Hạ Hiểu Úc phải đem tư liệu báo cáo, đúng hẹn đi vào phòng giáo viên, đi tìm thầy giáo thảo luận. Trần Tín Hòa, Trần Tín Hòa. Cô đứng ở lầu một dãy hành lang phía trước, cố gắng tìm dãy số phòng nghiên cứu của thầy giáo. Chỉ đồ thừa chính mình thích tới thì tới, đi học cũng không thường xuyên lên lớp, mới có thể đến bây giờ cũng không biết phòng nghiên cứu thầy giáo ở nơi nào, lại nên đi như thế nào. Vô những chi tiết này đều dựa vào Giang Thành Bân giúp cô chuẩn bị, cô chỉ cần phụ trách cuộc thi, viết báo cáo là tốt rồi. Không nghĩ tới vì một du chính dung mà làm cho bọn chị em họ xung đột thật giận. Thật sự là khách ít đến, tiếng nói mỉm cười kia như thế nào quen thuộc như thế, lại ẩn ẩn có cảm giác thật giận. Tìm không thấy phòng nghiên cứu sao? Muốn tìm vị thầy giáo ấy. Tiếng nói trầm ổn dễ nghe còn tiếp tục nói, "Sẽ không phải muốn tìm tôi đi, tôi ở 313." Hạ Hiểu Úc vừa quay đầu lại, quả nhiên chính là cái tên đáng giận dù chính dung. Anh hôm nay ăn mặc thực chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây đậm màu, còn thắt cà vạt màu xám thoạt nhìn lại phong độ trên mặt anh tuấn vẫn như cũ tươi cười chân thành đôi mắt sau kính mắt ôn hòa nhìn cô lại là cái loại cảm giác khẩn trương không thoải mái này làm cho hạ hiểu úc rất muốn bỏ chạy đi vì sao oan ra ngõ hẹp lại gặp được anh ta dù chính dung thanh thản tay đút trong túi quần thân sắc tự nhiên đến gần thời gian vào học trên hành lang trống rỗng chỉ có bọn họ hai người anh càng bước càng gần hạ hiểu úc lại càng cảm thấy cổ họng khô nóng Cô hít sâu một hơi, lui từng bước về mặt đề phòng. Tôi muốn tìm thầy Trần Tín Hòa. Cô lên tiếng trước. Dù chính dung nhướng mi lên, mặt đẹp làm cho người ta tim đập nhanh hơn. Anh cười cười nói. Tìm Trần Lão Sư có chuyện gì? Muốn thảo luận báo cáo học kỳ này. Hạ Hiểu Úc vô muốn nói. Liên quan gì đến thầy? Bất quá nó đến đầu lưỡi vẫn là nuốt trở về. Vẫn là không muốn đắc tội thầy giáo. Tuy rằng anh đã chấm dứt không còn dạy tiếp nữa, Bất quá lại nói như thế nào Thành tích học kỳ cũng có một phần là của anh nha Huống chi đắc tội anh Ai biết cái người ủng hộ gian thành bân kia Cuối cùng sẽ độc hại cô như thế nào Báo cáo học kỳ Có thể theo tôi thảo luận Dù sao tìm người thầy nào thảo luận đều có thể Để mục của các em không phải làm di tích thứ 13 Cùng hệ thống cung cấp nước uống gì đó sao Đến đây đi Tôi có thể cho em một chút ý kiến Hạ Hiểu Úc vẫn đang hà hốc mồm chỉ có thể lăng lăng nhìn về mặt sung sướng ý cười của Du Chính Dung. Nhưng là chúng tôi đã hẹn cùng Trần Lão sư Không quan hệ, tôi đi nói với anh ta một tiếng là được rồi. Du Chính Dung xoay người, làm tư thế mời, cười dài chờ cô. Cô chỉ cảm thấy một trận xấu hổ sông lên mặt, còn muốn chạy nhưng đi không xong. Muốn đi theo lại không cam lòng, về mặt cứng đờ ở nơi đó, tiến thoái lưỡng nan. Hay là em muốn nói ở trong này? Cũng có thể, đem tư liệu lấy ra đi dù chính dung thấy cô không chịu động lại là vẻ mặt quật cường cô ý nói như vậy nơi này tuy rằng hiện tại trên hành lang không có người nhưng chờ một chút khi đến giờ nghỉ dậy nhất định sẽ có người đến người đi cô cũng không nên tôi vậy đi thôi mãi cho đến vào phòng nghiên cứu hà hiểu úc vẫn là thực không cam lòng không nguyện dù chính dung quả nhiên đi qua phòng kế bên cùng một thầy giáo khác chào hỏi sau mới trở về anh cúi đầu lật xem bản báo cáo đã chỉnh sửa của cô, một mặt nhẹ nhàng bâng cua hỏi. Quán này không thú vị như vậy sao? Mỗi lần nhìn đến em cũng không thật là bộ dáng vui. Vẫn là em đối con người của tôi có ý kiến sao? Nghe một chút, đây là vấn đề gì? Chẳng lẽ cô là học sinh có thể trực tiếp thừa nhận, nói vâng sao? Hạ Hiểu Úc thông minh lựa chọn trầm mặc không nói, bắt đầu xem phòng nghiên cứu. Này gian phòng nghiên cứu không tính nhỏ, Bất quá cảm giác có thể coi như chỉnh tề, đồ vật cũng rất ít. Trên bàn, trên tường đều không có ảnh chụp hoặc tranh vẽ, sạch sẽ, chỉ có một giá sách có một chậu diệp thực vật, xanh mượt. Đó là nghiên cứu sinh của tôi mang đến, thấy xinh đẹp không? Nghe anh nói như vậy, cô lại hoảng sợ, triệu hồi tầm mắt, phát hiện du chính dung chống má, đang nhìn cô cười, căn bản không có đang nhìn báo cáo. Cặp mắt ôn nhu kia, đôi mắt còn có chút nếp nhăn tinh tế trên mặt khi cười, thật nhìn càng sâu thẳm cửa sổ mở ra phòng nghiên cứu thông gió tốt đột nhiên làm cho cô có điểm không thở được đứng ngồi không yên đứng lên đều là anh ta đều là lỗi người đàn ông này làm sao vậy có vấn đề gì sao anh còn mỉm cười hỏi nói thầy rốt cuộc vì sao hạ hiểu úc nhị không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng vì sao muốn như vậy thế nào chính là luôn gây cho tôi phiền toái cô thốt ra Xu Chính Dung bị cô hỏi như vậy, thu hồi ý cười, ôn hòa ngay lập tức, sắc mặt nghiêm. Tôi không có khiến em phiền toái, anh thật lòng nói. Vậy thầy vì sao, thái độ kỳ quái như vậy? Cô mới không tin truy vấn. Anh bứt lên khóe miệng, khẽ cười, về mặt kia, làm người ta tim đập. Em muốn hay không đoán thử xem? Thầy giáo có thể đối học trò mà phóng điện loạn xạ dạ sao? Đáp án là có thể. Học trò bị biến thành tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ? Đáp án là không thể làm sao bây giờ. Một thời gian kế tiếp tuy rằng bình an vô sự, nhưng sau khi Du Chính Dung nói những lời này, lại luôn cuồn cuộn ở trong lòng Hạ Hiểu Úc. Cô lại không thể nói cùng Gian Thành Bân, bởi vì cô rất rõ ràng Gian Thành Bân sẽ không vui cỡ nào. Bất quá, may mắn đã đuổi học thành thầy giáo khác, cô trừ bỏ mỗi lần từ cửa lớn đến phòng học một đoạn này đều lộ ra bất an không yên, sợ hội ngộ ở bên ngoài, không cần tiếp tục nhìn đến Du Chính Dung. Khóa cô đều có đến, báo cáo cũng thật sự tiến hành, khi kiểm tra giữa kỳ cũng không tệ lắm, không có điểm để cho Giang Thành Bân có thể uy hiếp, cho nên... Cho nên chỉ cần dáng chờ đến học kỳ chấm dứt, đem báo cáo nộp là sẽ kết thúc đi, sẽ lại không có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới đến cuối học kỳ, thật đúng là lại xảy ra chuyện. Vốn bọn họ đâu có phân công, Giang Thành Bân phụ trách định đề mục, tìm tư liệu, Hạ Hiểu Úc phụ trách sửa sang lại, viết báo cáo. Kết quả, Giàn Thành Bân đem phần công tác của mình hoàn thành sau, liền chuyên tâm chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ của khoa. Hai hiệu Úc và thời điểm cuối cùng lại phát hiện trong nhà mình mạng hỏng rồi. Mắt thấy kỳ hạn nộp báo cáo tới gần, cô cấp tốc gọi điện thoại hỏi nhân viên công ty mạng phục vụ khách lại được tin xét đánh ngang tay, nhanh nhất, cũng muốn đến 3 ngày sau mới có thể đến sửa chữa. Xong đời, cô nếu trước hôm nay không đem báo cáo gửi email đến hộp thư của thầy thành tích học kỳ của cô cùng Giang Thành Bân sẽ thiếu mất 50%. Đùa giỡn cái gì? Cô cũng không nghĩ lại mất đi một năm, còn thuận tiện bị bạn tốt kiêm đàn em Giang Thành Bân đánh chết. Tới chạm vạng kỳ hạn hôm đó, cô cắn xăng, đem báo cáo ấn ra. Sau đó, ngay cả quần áo đều không kịp đổi, mà đôi giày chơi bóng đền hướng bên ngoài, ngồi taxi thẳng đến trường học. Mặc kệ, cái gì đều trước để qua sau đầu. Email không thể thực hiện được, cô ít nhất có thể giao bản báo cáo giấy. Khi cô chạy vọt vào trong trường, một hơi chạy lên lầu ba, chạy qua mấy phòng, hình như đều còn có người đang làm việc phòng nghiên cứu. Dù sao cậu nghe theo là được rồi, không cần ý kiến nhiều như vậy. Âm thanh lớn giọng trách cứ từ một phòng nghiên cứu nào đó chuyển ra. Hạ Yểu Úc không có nhiều thời gian để ý, cô một đường đi vào gian phòng nghiên cứu lầu ba phía trước, thở hồng hộc muốn đẩy cửa ra, cửa lại không chút động đậy. Thật giận, vì sao gian phòng này lại không có người? Loại chuyện này cậu ra mặt thì tốt rồi Tôi không có thời gian để ý đâu Cậu cùng lão trầm phối hợp đi Trước ngày mai cho tôi đáp án Cứ như vậy đi Giọng đang lớn tiếng trách mắng kia Sau khi mắng xong vẻ mặt hung hăng từ phòng bên cạnh đi ra Là một người khá lớn tuổi Người đàn ông tóc đều xám trắng Không biết vì sao tính tình cũng lớn như vậy Ông tức giận bừng bừng rời khỏi hai Hiểu Úc đầu đầy mồ hôi Nghĩ biện pháp đem tập báo cáo giày kia Từ dưới khe cửa nhét vào đi Cô ngồi sồm ở cửa, vất vả nửa ngày mới nhét vào một nửa. Sau đó, cô phát hiện bên cạnh có một đôi giày da đàn ông xuất hiện. Thuận nhìn qua, chiếc quần tây màu dì xét, áo sơ mi trắng, dáng người hoàn hảo, lại vẫn như cũ có ý cười thản nhiên trên mặt. Cô ngồi sồm, ngồi đầu nhìn anh. Sao báo cáo? Dù chính dung cúi đầu mỉm cười, tiếng nói có chút khàn khàn. Như thế nào không dùng email? Mạng bị hỏng rồi. Hà Hiểu Úc tức giận nói. Giao cho tôi đi, dù sao cũng giống như vậy, chúng ta đều có thể nhận. Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, đem báo cáo mà cô nhét nửa ngày, lót một chút liền rút ra. Anh lập tức đứng lên, đem báo cáo phóng tới phòng nghiên cứu của anh, sau đó lại đi ra. Được rồi, giao xong rồi. Anh tay đút trong túi quần, nhàn nhàn nói, chúng ta đi tản bộ đi. hai Hiểu Úc sững sờ, tản bộ, với thầy. Đúng vậy, dù chính dung nhún nhún vai, Em vừa mới không có nghe thấy tôi bị thầy giáo huấn sao? Lớn tiếng như vậy, phủ tổng thống đều nghe được. Đến, đi cùng với tôi đi. Tôi vì sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi thôi. Tôi vừa mới còn giúp em ra báo cáo nha. Cứ như vậy, cô bị bắt cùng du chính dung đi tàn bộ. Cô một thân t-shirt, quần đùi vận động, trên chân đôi giày thể thao, lộ ra một cặp đùi đẹp cân xứng. Chân bóng loáng mà thon dài, làm hại du chính dung đi ở bên người cô, đi đường có chút không chuyên tâm làm gương người tốt làm gương người tốt anh ở trong lòng mặc niệm bọn họ đi một đoạn đường thật dài đều không có người mở miệng phải đi nơi nào đi đi suốt cục Hai hiểu úc tức giận mở miệng hỏi liền đi dạo Dù du chính dung giống như một người đang trong mộng bị cô hỏi mới hoàn hồn đã đi dạo một đoạn đường rất dài rồi lại đi tôi không cùng đi nữa cô ngẩng đầu nhìn đường cái xe đối diện tính đi qua ngồi xe Kết quả, mới bước ra một bước, trước mặt liền có một chiếc xe máy chạy ngang qua như đang gào thét. Thiếu chút nữa cô bị đụng vào, lảo đảo hai bước, cổ tay phải bị một bàn tay to lớn nóng rực chặt chẽ nắm lấy. Cẩn thận, dù chính dung trên khuôn mặt tuấn tú kia luôn có ý cười hoàn toàn biến mất. Anh còn thật sự bảo, em đừng có không tập trung như vậy chứ. Tôi bị chặt chẽ bắt được, đôi mắt sáng ngời kia lại đang nhìn cô. hạ Hiểu Úc chỉ cảm thấy toàn thân máu bắt đầu hướng trên mặt cô bắt đầu mơ hồ nhận ra thời gian gần đây khi cô nhìn anh cảm giác toàn thân không thoải mái số cuộc là chuyện gì xảy ra không hiểu để ý không hiểu xấu hổ không được tự nhiên chạy trốn gần một học kỳ rõ ràng vẫn là phải đối mặt đường lộ như miệng cọp em chưa từng nghe qua sao qua đường có sông loạn như vậy dù chính dung nói một mặt kéo cô đi qua đường lộ anh nắm nhanh như vậy mua tranh thoát cũng không có biện pháp có thể buông tay đi thầy giáo cố ý cường điệu hai chữ quả nhiên làm cho du chính dung cảnh giác buông tay ra hạ hiểu úp do cổ tay phải của mình có chút chừng liếc mắt anh một cái cặp mắt phượng xinh đẹp kia mới thoáng nhìn khiến cho du chính dung thật sâu hít một hơi làm gương người tốt làm gương người tốt đều đã nhịn lâu như vậy chỉ cần nhịn vài ngày đi học kỳ cũng sẽ xong thầy du bọn họ hai người dừng lại trong vài giây còn đang khi nhìn nhau mà lại dừng ngay bên cạnh chạm bớt thì đã có một học sinh lên tiếng chào hỏi thầy giáo thầy sao ở chỗ này hai hiểu úp đi qua từng bước ẩn vào trong bóng đêm nên làm cho hai nữ sinh trẻ tuổi tiến lên đây thực vui vẻ nhiệt tình trên vào giữa bọn họ lướt qua đỉnh đầu của hai cô nữ sinh đang ì xèo thì thầm so với các cô cao hơn chính là du chính dung một mặt trả lời một mặt nhìn lại đây trong bóng đêm anh không thể rời ánh mắt chính mình trên gương mặt trái xoan cái miệng nhỏ nhắn đang nhích lên biểu lộ một tia bướng bỉnh khuôn mặt như một bức tranh tuy rằng ánh mắt lưu chuyển không dám nhìn thẳng anh nhưng lại vẫn mê người như vậy tựa giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô đã vững vàng thu hút tầm mắt của anh đúng vậy mắt lần đầu tiên nhìn đến cô dù chính dung liền đối với cô sinh ra hứng thú đặc biệt chính là anh không thể nói không thể biểu đạt cái gì cũng không thể làm không quan hệ tiếp qua vài ngày nữa cô sẽ không còn là học sinh của anh xe bút đến hạ tiểu úc cúi đầu tìm tiền lẻ cố gắng lên xe rất nhanh nhìn đến anh một cái anh vẫn là kiên nhẫn trả lời vấn đề của học sinh nhưng ánh mắt mỉm cười cũng không ngừng nhìn qua đây hẹn gặp lại hạ hiểu úc có chút bối rối dùng hình miệng không tiếng động nói dù chính dung mỉm cười kiên định gật đầu giống như hứa hẹn chuyện gì quan trọng nhưng là học kỳ đã sắp kết thúc bọn họ rõ ràng sẽ không gặp lại không phải sao phải không Bắt đầu kỳ nghỉ hè, hai hiệu Úc nhận được email của thầy giáo, muốn cô đến nói chuyện, cô thiếu chút nữa bị sặc. Cô tưởng báo cáo cuối kỳ xảy ra vấn đề gì, sợ một thân mồ hôi lạnh. Gian Thành Bân nắm chắc cơ hội nhập ngũ, chạy tới phòng xoay lữ hành, cô đành phải cứng rắn ra đầu, một người một ngựa, đi tìm du đại nhân nói chuyện, không yên đi vào khu phòng dành cho giáo viên. Một lần nữa trở lại chỗ này, cô là sinh viên hệ ngoại văn, đi ở trong này tràn ngập phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm kiến trúc, đã rất kỳ quái. Hơn nữa cô suốt đời không quên được bản thân mình và bạn học của cô đều có việc tại đây. Đi vào cửa phòng nghiên cứu, tuy rằng cửa chính là khép hờ, cô vẫn là có lễ phép gõ cửa. Mời vào. Đẩy cửa đi vào, người ở bên trong đồng thời ngẩng đầu nhìn cô, cô sững sờ ở tại chỗ. Dù chính dung ở sau bàn công tác, ngồi đối diện là một cô gái, ước chừng 27-28 tuổi thì phải, cầm trên tay bản ghi chép cùng bút. Hai người giống như đang thảo luận vấn đề quan trọng, vừa thấy cô tiến vào cô gái kia liền im lặng không biết có còn gì cần giúp không dù chính sung đối cô cười nhẹ vĩnh viễn đều là nhã nhặn như vậy ngữ khí có lễ ngón tay anh thon dài mân mê bút mỉm cười hỏi nói được rồi cảm ơn anh thầy du cô kia thản nhiên cười đứng dậy chuẩn bị rời đi có gì cần nói tôi sẽ liên lạc với anh có thể chứ không thành vấn đề cô gái kia bộ dáng gọn gàng trang điểm tỉ mỉ sau khi rời đi Bên trong còn lưu lại một mùi nước hoa nhàn nhạt. nhạt. Hà Hiểu Úc tựa vào tường. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Mời ngồi. Dù chính Dung mỉm cười nói. Đôi mắt sau khi buông kính, lấy ra ý cười sung sướng. Thầy tìm tôi có chuyện gì? Báo cáo của chúng tôi có phải? Có vấn đề gì hay không? Cô có chút đề phòng hỏi. Ngồi xuống ở vị trí mỹ nữ kia vừa mới ngồi. Cô cảm giác có chút không đúng. Báo cáo không thành vấn đề. Viết không sai. Có thể cầm trở về. Dù chính Dung đứng dậy, đến mặt sau ngăn tủ tìm ra báo cáo của bọn họ, thuận tiện nói về một chút thành tích. Em cùng ra thành bân một tổ đúng không? Muốn biết thành tích học kỳ không? Không có nghe tiếng trả lời. Anh quay đầu, nhìn thấy Hạ Hiểu Úc đang xem tấm danh thiếp ở trên bàn, không có nghe đến câu hỏi của anh. Anh nhân cơ hội thưởng thức cô bên cạnh. Âu phục đơn giản, không tay cùng giày xăng đan, làm cho cô tràn trề sức sống, hơi thở động lòng người, ngay cả ngón chân nhỏ nhỏ đều đáng yêu như vậy làm cho người ta rất muốn. Dù chính dung ý cười càng sâu. Ôm cánh tay, anh nhàn nhàn tựa vào giá sách, ung um dung chờ. Hà Hiểu Úc nghiên cứu xong danh thiếp kia mới biết được mỹ nữ trưởng thành vừa mới kia chính là phóng viên, có một chút ghen tuông cổ quái, chậm rãi hình thành trong đầu. Bọn họ thoạt nhìn chính là rất hợp nhau, mặc kệ là tuổi, ngoại hình, chức nghiệp. Đối cô mà nói, dường như là thế giới kia. Xem xong rồi chưa, có thể để ý tôi không? Cô hoảng sợ, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt mỉm cười của anh kín đáo lại nóng bỏng nhìn cô lại là cái loại cảm giác kỳ quái này tìm đập nhanh hơn hô hấp bắt đầu khó khăn anh tìm tôi có chuyện gì hạ hiểu úc bối rối thiếu chút nữa nói không nên lời chỉ có thể tùy tiện tìm vấn đề hỏi hiện tại lại biến thành anh vừa mới không phải còn có người gọi tôi là thầy sao cụ thể mặt của cô nhất định đỏ lên thật giận dù chính dung sẽ nghĩ như thế nào nữ sinh ở trước mặt anh đều là háo sắc sao? Không, không chỉ nữ sinh, còn có nam sinh cũng không thể bỏ được, ví dụ như Gian Thành Bân. Không có chuyện gì, chính là đem báo cáo trả lại cho em, thuận tiện muốn hỏi. Dù chính dung đi tới, nhàn nhàn tựa vào góc bàn, cặp chân dài trướng mắt kia, cách cô gần như vậy, Hà Hiểu Úc cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên đáng sợ. Hỏi tôi cái gì? Muốn cùng tôi đi ăn cơm không? Tôi ở Đài Bắc đâu như vậy, đều chưa ăn qua được món cơm nào ngon anh nghiêng thân hướng về phía cô sủng nịnh cười hỏi chúng ta có thể trò chuyện một chút muốn muốn nói cái gì hạ hiểu úc cúi thấp đầu không dám nhìn anh chỉ cảm thấy trái tim thỉnh thịch đập thật nhanh cô thậm chí cảm thấy anh cũng nghe thấy tiếng tim đập của mình tôi cũng không biết dù chính dung nói lời này là thật anh quả thật không biết muốn nói cái gì chính là anh không có cách nào kiềm chế nhiều dục vọng của bản thân đối với cô xem ra anh ngay cả tay của chính mình cũng không có biện pháp để khống chế anh ôn nhu nhẹ nhàng mà giúp cô vén sợi tóc ra sau tai ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua mang đến từng đợt nóng đáng sợ hai hiểu úc cảm thấy lỗ tai chính mình có lẽ gần như đã bị thiêu đốt dù chính dung rất đúng mực anh không có lưu luyến tuy rằng anh rất muốn tiếp tục được không tiếng nói nhã nhặt mà hơi trầm thấp thật ôn nhu hỏi cái gì cái gì được không trời ạ à, thanh âm của cô cơ nhiên hơi hơi phát run này rất không giống cô. Hạ Hiểu Úc, cô đã làm sao vậy? Để cho tôi mời em ăn cơm, được không? Dù chính Dung giật ra âm thanh cười nhẹ, anh còn thở ra một hơi thật dài. Suốt cục có thể quang minh chính đại mà nói, tôi nhịn đã lâu rồi. Anh... Hạ Hiểu Úc rốt cục ngẩng đầu, trên gương mặt trái xoan thản nhiên đỏ ửng. Cô hoài nghi liếc nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười kia. Anh có thể như vậy sao? Anh là thầy giáo. Đã không phải rồi. Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, ánh mắt ý đây là thật. Nhưng là vì sao là tôi? Cô vẫn là tràn ngập nghi vấn. Chẳng lẽ anh sẽ ở cuối học kỳ hẹn từng nữ sinh đi ra ngoài ăn cơm sao? Đối với chất vấn sắc bén của cô, dù chính dung chỉ có thể cười khổ. Quả nhiên, không phải chỉ là con mèo nhỏ nhu thuận mềm mại, cô là có mong vuốt. Tuy rằng lười biếng, tuy rằng luôn giống đám chìm ở giữa thế giới của chính mình. Cô có ý cười thông minh để cho anh hiểu. Đầu tiên là mắt, cô lười biếng nói cho anh gian phòng học này không phải anh muốn tìm ánh mắt xinh đẹp lười biếng và không chú ý này khi nhìn xung quanh còn có thể câu dẫn lòng người từ đó anh quên không được cặp ánh mắt kia cô cứ như vậy hết lần này tới lần khác hoàn toàn không phát hiện ra cô hoàn toàn không biết bản thân mình có bao nhiêu hấp dẫn người bên người nam sinh nhỏ nhìn chăm chú cô đều nhìn như không thấy tốt lắm chính là như vậy em đoán tôi có thể không hắn cố ý hỏi có thể hay không cái gì? Anh nở nụ cười, cười đến thật vui vẻ. Có thể hẹn từng nữ sinh đi ra ngoài không? Em vừa mới hỏi. Dù chính dung cười nói. Tiểu thư, em thật sự là không đủ chuyên tâm. May mắn lúc em đi học không phải như vậy. Tôi... Cô ảo não lại xấu hổ cắn môi. Để nhất định phải như vậy để cho anh chế diễu sao? Hạ hiểu Úc, cô vì sao lại chịu thua kém như vậy? Dù chính dung cẩn thận nhìn trên gương mặt trái xoan kia có chút không đành lòng mặc dù ở trong quá trình trêu chọc cô anh bao giờ cũng rất vui bất quá chớ chọc con mèo nhỏ nổi giận khả năng sẽ bị mong vuốt làm bị thương anh ở trong lòng tự cảnh báo chính mình đáp án là sẽ không anh mỉm cười vạch trần đáp án tôi sẽ không hẹn hò với nữ sinh đi ra ngoài trên thực tế tôi cho tới bây giờ không có hẹn hò với học sinh cho tới bây giờ không có hẹn hò hà hiểu úc mới không tin cô hử một tiếng vậy anh vừa mới nói với tôi một đống vấn đề lớn Hỏi tôi muốn đi ăn cơm với anh không Là ý gì Em thật đúng là không chuyên tâm Tôi ngay từ đầu không phải nói sao Anh cúi người về phía trước Điểm điểm chóc mũi cao của cô Em đã không phải là học sinh của tôi Sợ vào gần như vậy Khuôn mặt anh Tuấn mà nhã nhặn Ở trước mắt cô phóng đại Cười đến như vậy đáng sợ lại mê người Hại cô cơ hồ đã quên hô hấp như thế nào Đáng chết Anh lại còn có má lúm đồng tiền thật sâu Tình huống càng ngày càng cổ quái Có lẽ không tính cổ quái gì dù sao nam nữ kết giao Không phải là một chuyện tốt sao Bất quá nếu hai người trong lúc đó Còn có quan hệ thầy trò Vậy có chút cổ quái Đương nhiên cũng có người không biết Tỷ như nói dù chính dung Nhưng vẫn là có người cảm thấy không được tự nhiên Tỷ như nói hạ hiểu úc Có thể từ trong giọng nói của cô Nghe ra được không được tự nhiên Sống hiện tại Em không cần phải đi Cô dầu dĩ đối điện thoại nói Ngày mùa hè sau giữa trưa mặt trời sáng rồi Đang phát huy uy lực bên trong đã có sự dễ chịu điều hòa, nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ. Hạ Hiểu Úc ở nhà, một thân nhẹ nhàng, áo ba lỗ cùng quần đùi, thanh thản nằm ở trên sofa, hưởng thụ không khí mát mẻ. Bất quá, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên khuôn mặt quyến rũ đều là thần sắc phiền não. Vì sao không cần? Điện thoại bên kia, tiếng nói nam tính ôn hòa mỉm cười, ung dung hỏi. Chính là không cần. Cô thay đổi tư thế, dùng cổ cố định điện thoại. Bên ngoài thực nóng, hơn nữa anh lại ở trên cao em nghe nói qua những thầy giáo khác đều đều dùng ánh mắt thực hâm mộ nhìn tôi rồi chính dung cười yếu ớt nói đây là thật sự anh ở trong lòng âm thầm nghĩ anh tuy rằng chỉ dễ vài ba lần là được nhưng hiểu úc sẽ không chịu nhưng mỗi lần cô xuất hiện vài phòng nghiên cứu cách vách thầy giáo cùng học trò đều có điểm tâm thần không yên chính cô không biết luôn giận dỗi nghĩ đến những người khác chú ý đều là bởi vì thân phận của cô đặc biệt kỳ thật, căn bản không phải. Bất quá anh cũng không có nhiều giải thích, chính là cười trừ. Vậy em muốn làm sao? Thật sự không theo tôi đi ra ngoài một chút sao? Anh không phải bề bộ nhiều việc sao? Lời này là thật, Hạ Hiểu Úc sau mới dần dần hiểu biết, dù chính dung thật sự bề bộ nhiều việc. Chẳng những muốn soạn bài, dạy học, chỉ đạo nghiên cứu sinh ở ngoài, còn muốn chủ trì nghiên cứu kế hoạch, họp ở nhiều nơi. Hơn nữa, anh chẳng những ở trường học nhậm chức, hiện tại còn đảm nhiệm cố vấn bảo vệ môi trường. Bên ngoài có rất nhiều kế hoạch công trình, cũng đều có một phần của anh, còn có rất nhiều cuộc họp cùng diễn thuyết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm, ngay cả xem phim điện ảnh cũng chưa có thời gian, nhiều nhất chính là ở trường học đi tàn bộ. Sau đó, Du Chính Dung phải đưa cô về nhà, ở cửa nhà, khẽ hôn cô rồi nói ngủ ngon. Cũng như bề ngoài của anh làm cho người ta cảm giác giống nhau, sống chung với nhau, nhã nhặn mà hàm xúc. Chính là Hạ Hiểu Úc cảm thấy đôi mắt đẹp kia của anh luôn dùng một loại ánh mắt có thể đem người thiêu cháy. Ánh mắt răng quắc nhìn thẳng cô làm cho cô không khỏi tim đập nhanh hơn, cảm thấy khẩn trương hơn. Dường như có một chút giã tính, không giống như thần thái hàng ngày của Du Chính Dung. Việc của tôi đã ổn cả, bất quá tôi rất muốn nhìn thấy em. Anh thẳng thắn thừa nhận. Hạ Hiểu Úc chỉ cảm thấy lỗ tai dựa vào điện thoại bắt đầu tê tê nóng nóng cô không biết trả lời như thế nào chính là tâm hoàng ý loạn cắn môi như thế nào không nói lời nào em không nghĩ muốn gặp tôi sao dù chính dung cười khẽ hạ giọng hỏi em đang làm gì vậy em đang sửa sang lại tư liệu cô nhìn trên bàn tràn đầy trang giấy tự điển cùng bút ký với máy tính chậm rãi trả lời vừa giao đi một phần bàn thảo cô nhận một ít tài liệu phiên dịch có thể ở nhà công tác đôi khi phải ra cửa giao bàn thảo trừ lần đó ra cô căn bản không thường ra khỏi cửa. Vừa giao bản thảo, cho nên em gần đây luôn ở nhà, mấy ngày không ra khỏi cửa, đúng không? Anh vô cùng thân thiết cười hỏi, có chút không thể nề hà, không tiếng động thở dài, biết cô là lừa gạt không được. Tôi sẽ đến tìm em. Nhưng là... Cô do dự. Được rồi, như vậy đi. Buổi tối sau khi làm việc xong sẽ qua gặp em. Gắt điện thoại, lỗ tay hãy còn cay nóng hai hiệu úc lời biếng nằm ở trên sofa vuốt ve gối ôm đem khuôn mặt vùi vào gối cũng không phải không nghĩ gặp mặt anh chính là ai da, nói như thế nào đâu chính là cảm thấy không được tự nhiên cô chán ghét chính mình ở trước mặt anh chân tay luống cuống khuôn mặt nóng lên anh lại luôn cố tình tự nhiên ôn hòa như vậy dường như giống như đại ca ca nhìn tiểu cô nương sủng nịnh nhìn cô lúng túng chán ghét chán ghét chán ghét Cô mãi cho đến chuông điện thoại vang mới lĩnh ngộ đến chính mình đang ngủ nhưng lại ngủ một hồi lâu bên ngoài sắc trời cũng đã tối rồi. Dương phu nhân giúp việc đã chuẩn bị tốt cơm chiều của mình sau đó rời khỏi và trong nhà chỉ còn cô. Cô dãy ruộng đứng lên mở cửa. Cửa vừa mở ra dù du chính dung trên gương mặt anh Tuấn liền nở ôn nhu tươi cười. Em mới vừa rồi đang ngủ sao? Anh thần thủ khẽ vuốt gương mặt trái xoan đang ngủ đỏ bừng của cô. Cô mới từ trong mộng bừng tỉnh còn có chút mơ hồ chính là gật gật đầu phẳng phất như con mèo nhỏ vừa ngủ đủ lười biếng mà quyến rũ dù chính dung trên mặt ý cười càng sâu sau khi vào cửa anh nhìn hạ hiểu úc lại nằm trên sofa ôm ôm gối vội dáng thật thoải mái anh ngồi ở bên cạnh cô sủng nịnh hỏi không ăn cơm sao đã 7 giờ rồi em có muốn tiếp tục ngủ sao nàng dùng giọng mũi nồng đậm lười biếng trả lời khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào ôm gối dù chính dung đột nhiên thực ghen tị cái gối kia đứng lên với tôi nào tôi liều mình đem công tác hoàn thành thật nhanh mới có thể lại đây tìm được em anh ôn nhu rỗ đưa vài khẽ đẩy tay của cô tay ấm áp ấn lên da thịt mượt mà bóng loáng bởi vì khí lạnh thổi qua cho nên da thịt hơi lạnh nên không đành lòng nhẹ nhàng an ủi cô chỉ giống con mèo nhỏ ôn thuần không hề cảnh giác ngoan ngoãn nhận an ủi của anh cơ hồ thoải mái lại ngã vào mộng đẹp dù chính dung đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này bàn tay to xuôi theo vai chậm rãi dao động hướng lên trên lướt qua chiếc cổ trắng nõn của cô sau đó bắt đầu vuốt khẽ vào vành tay tinh xảo đáng yêu của cô từng đợt nhiệt nóng không ngừng sông lên hai hiệu úc nhịn không được mà run rẩy trong mơ hồ cô chỉ cảm thấy ngón tay ô nhu kia đang trêu đùa vành tay của cô sau đó rời đến cái gái của cô cố định lại đầu cô một loại ấm áp khác liền vây quanh lỗ tai của cô khiến nó nóng lên cô khi ngâm ra tiếng là môi anh thật cẩn thận ngậm mút hơi thở ấm áp thổi tới bên tai mẫn cảm của cô cô cảm nhận được sóng chiều xa lạ ở trong cơ thể mãnh liệt nụ hôn nhỏ dừng ở bên tai của cô hai má mùi nóng cháy di chuyển trên gương mặt trái xoan bóng loáng cuối cùng không chút do dự lại in lên cái miệng nhỏ nhắn của cô nụ hôn của anh tuyệt không nhã nhặn tham luyến mà không hề thỏa mãn anh lần nữa xâm nhập quấn mút môi ngọt của cô đầu lưỡi non mềm của cô lần nữa bắt buộc cô đáp lại làm cho cô nhị không được giật ra ngầm ngà kháng nghị yêu kiều thật vất vả để chấm dứt nụ hôn nhiệt tình này hơi thở của cô dồn dập tim đập như là điên rồi dường như lại không theo quy luật nằm ở trên sofa khuôn mặt của cô đã muốn ửng hồng mắt phượng trong suốt môi anh đào đỏ tươi xinh đẹp tuân lệnh người mê say đừng nhìn tôi như vậy phụ ở phía trên cô sự thật và gần khuôn mặt tuấn tú kia xào sạt mỉm cười thỏa mãn ánh mắt nhu tình chăm chú nhìn cô tôi sẽ lại muốn em hạ hiểu úc không nói gì lặng lặng nhìn anh dù chính dung thâm ngâm một tiếng kháng cự không được dụ hoặc không nói gì kia lại lần nữa cúi đầu đoạt lấy ngọt ngào của cô ôm gối ngã nhào trên sàn đè lên thân thể mềm mại của cô anh kéo cánh tay của cô vòng sang cổ của chính mình làm cho hai người gắt gao kề nhau. Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà theo từ thân thể của cô chạy dọc đến eo nhỏ mẫn cảm của cô. Sợ ngứa cô né tránh, lại tránh bất quá bàn tay to nam tính kia. Khi anh nhẹ nhàng xoa lên lưng cô làm cho bàn tay to xoa ra thịt trắng mịn của cô, anh ở môi cô gian nan thở dài. Không cần, thật ngứa. Cô kháng nghị nói, một mặt tiếp tục né tránh, eo nhỏ uốn éo. Đừng lộn xộn nha, bằng không em cũng đừng trách tôi dù du chính dung thở nhẹ mất tiếng cảnh cáo cô cô bị gắt gao áp chế cơ hồ không thở nổi lại nghe đến anh nói như vậy thân thể lập tức cứng đờ động cũng không dám động toàn thân đều mẫn cảm không thể nói nên lời từ trận sóng triều đình nhiệt tình sát tứ chi hướng lên đầu hạ hiểu úc cảm thấy đầu choáng váng giống như có một cơn lốc xoáy lớn ở bên trong không ngừng xoay tròn xoay tròn trời ạ à, em thực ngọt anh suy sụp thở dài cảm nhận được cô kinh hoàng cứng ngắc của mất tự nhiên anh khẽ hôn gương mặt của cô buông ra thức ăn ngon đang ở ngay miệng còn không đến lúc đó anh không nghĩ dọa vật nhỏ ngọt ngào đáng yêu chạy mất chính là kiềm chế như vậy thật sự đau khổ bóng dáng cao lớn đứng dậy anh kéo hạ hiểu úc mềm nhũn vẫn là khó khăn rời ra mà ôm vào trong ngực hôn xuống khuôn mặt cùng chiếc cổ trắng của cô mới bằng lòng buông ra thân thể mềm mại mê người kia lần sau sẽ không đơn giản buông tha cho em như vậy anh điểm điểm chóp mũi của cô khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng hồng cô vừa thẹn lại vừa quẫn quay đầu ra kéo chỉnh tề quần áo đã bị nhăn đến kỳ cục từ giữa xổ phà đứng lên anh ăn cơm chưa Sau phút này cô chỉ có thể tìm bừa vài vấn đề để rời đi lực chú ý còn không có bớt quá ăn qua món điểm tâm rất ngọt ánh mắt rõ ràng của anh thẳng tắp nhìn cô làm cho cô lại một trận xấu hổ cùng quẫn vậy anh muốn ăn ở nhà em không cô cắn cắn môi có chút không cam lòng nguyện hỏi dù sao nhà của em chỉ có một mình em nghe vậy dù chính dung có chút kinh ngạc hiểu úc nói đến gia đình của mình cực ít chỉ biết là cha mẹ cô hình như thường không ở nhà hơn nữa gia cảnh hẳn là không sai nhà cô chẳng những địa điểm tốt hơn nữa diện tích cũng rất rộng cô sau khi tốt nghiệp cũng không gấp mà tìm việc hiển nhiên không cần anh nhị không được tò mò hiểu úc nhà em chỉ có một mình em sao Mỗi khi anh gọi tên cô thân mật như vậy, cô lại cảm thấy bên tai nhiệt năng nóng lên, ít dám nhìn thẳng anh. Ba em ở Singapore, mẹ em đã mất nhiều năm, nhà của em cũng chỉ còn một mình em. Đi đến phòng bếp, cô bắt đầu dọn cơm. Bảy bát đũa, để món ăn mà Dương Phu Nhân nấu bảy đơn giản trên bàn, một mặt nhẹ nhàng bâng cua nói. Dù chính Dung cũng lại đây, thuận tay giúp cô dọn, lặng lặng nghe. Dù sao cũng đã như vậy, em cũng đã tốt nghiệp đại học, ở một mình cũng không có gì không tốt. Ngày ra trong thanh âm của cô xa vẻ hờ hững, anh đưa tay sờ sờ đầu cô. "Quả thật không có gì không tốt." anh mỉm cười nói, "Dù sao, tôi cũng có thể thường đến đây với em. Em không cần anh quan." Anh không để cho cô nói xong, dùng một nụ hôn ngăn chặn lời của cô. "Em không cần người khác quan tâm, nhưng là tôi không giống như vậy." anh sửa chữa cách nói của cô. "Em thật sự không cần." Lại là một nụ hôn nuốt trọn kháng nghị của cô hạ hiểu úc được buông tha vừa giận lại quẫn trưng anh liếc mắt một cái thoát khỏi anh bưng lấy bát ngồi xuống ăn cơm anh vui vẻ ngồi xuống ở đối diện cô nhìn anh bộ dáng cười đến như vậy thực sự giống với một đứa trẻ lớn xác làm sao lại có bộ dạng thầy giáo như vậy quả thật không thấy anh giống một thầy giáo cô cúi đầu ăn cơm một mặt buồn bực lầm bầm tôi cũng không thấy em là một học sinh đáng yêu anh lưu loát tiếp lời nói đúng vậy thầy trò làm sao có thể biến thành như vậy hồn môi cùng ôm nhiệt liệt như vậy lại tiếp tục đi xuống sẽ biến thành thế nào đây dù chính dung ôm cô chặt như vậy rõ ràng làm cho cô cảm nhận được thân thể của một người đàn ông trưởng thành có thể nóng cháy mà cứng rắn cỡ nào mang sức mạnh lạ thường môi của anh có thể nhãn nhặn mỉm cười như vậy cũng có thể ôn nhu nhưng bá đạo hôn cô như vậy mềm yếu xa lạ cùng run rẩy không ngừng quấy nhiễu hạ hiểu úc làm cho cô lại bắt đầu mặt đỏ tai hồng toàn thân nóng lên em suy nghĩ gì vậy ngồi ở đối diện cô cười đến thật đáng giận một mặt uống canh một mặt hứng thú nhìn thẳng cô mặt em đều đỏ cả lên có phải thực nóng không máy lạnh không đủ mát sao không có việc gì cô chết cũng không dám thừa nhận chỉ có thể cúi đầu ăn mãnh liệt dù chính dung luôn kiểm chế chính mình không được xúc động mà muốn cười nhìn cô khiến cho tâm tình của anh tốt hẳn một lát sau anh mới chú ý tới cô đem cà rốt trong món thịt bò kho tàu cẩn thận lấy ra chất đống ở chiếc đĩa bên cạnh đĩa rau ở nơi đó cô cũng chưa động đến một lần em cũng chưa dùng bữa anh nhắc nhở cô kèn ăn như vậy không tốt đâu em không thích ăn cô dầu dĩ nói vẫn là không ngẩng đầu chuyện này bình thường không ai chú ý cho dù chú ý tới cũng sẽ không nói thêm cái gì bên cạnh cô dù sao cũng không có người thân. Được rồi, bên cạnh không có người thân. Ít nhất ăn hai miếng đi. Không nghĩ tới, dù chính dung cũng không có buông tha cho, ngược lại tiếp tục khuyên nhủ. Cà rốt có vitamin A phong phú, nếu thiếu chất này, em sẽ liền bị bệnh quá gà nha. Rau xanh cũng là không thể bỏ qua. Em nếu... Em chính là không thích ăn thôi, cà rốt hương vị thực đáng ghét. Cô không mấy vui vẻ, ngẩng đầu chừng anh khi xem vào việc của người khác. Ăn, bằng không tôi qua đó đút cho em. Dù chính Dung không có bị cô dọa đến, chính là mỉm cười nói, ánh mắt nóng rực, nhìn thẳng cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi cong lên của cô. Cái ánh mắt này, giống như anh không phải muốn lại đây đút cô ăn cái gì, mà là muốn đem cô giống như món điểm tâm ngọt, một ngụm ăn luôn. Em ăn là được, bị ánh mắt của anh là mặt đỏ tim đập, Hà Hiểu úp một mặt xinh hờn rỗi, một mặt há miệng to, nuốt vào mùi vị cà rốt, làm cô khó có thể nuốt xuống kia thực sự rất khó chịu vì cô ăn quá mau nên không cẩn thận bị sặc bắt đầu mãnh liệt ho khan thấy cô chật vật du chính dung đau lòng rót chén nước đi đến bên cạnh cô uống miếng nước đi làm sao lại ăn nhanh như vậy cũng đâu có ai đua với em đâu chiếm tiện nghi còn khoe mã hạ hiểu úc ho khan không ngừng hốc mắt đều đỏ mãnh liệt uống một mạch cô hít sâu thật vất vả mới áp chế ho khan Dù chính dung tay nhẹ nhẹ vỗ sau lưng cô, giúp cô thuận khí, một mặt dỗ cô chậm dại uống đừng để lại bị sặc cô oán hận tàng nghễ nước mắt anh một cái trong đôi mắt phượng xinh đẹp lấy ra tức giận lại có thể vẫn là mê người như vậy xong rồi chính mình chẳng lẽ là bị cuồng ngược sao dù chính dung đôi mắt lại chuyển sâu thẳm anh cúi người xuống chậm rãi hướng tới gần cô anh anh muốn làm gì giúp em đem mùi vị đáng ghét của cà rốt tẩy đi hết anh cúi đầu không chê cái miệng nhỏ nhắn của cô không có xâm nhập lại dùng đầu lưỡi tinh tế lướt qua, nhẹ cắn cánh môi mềm mại của cô. Cô vẫn muốn né tránh, lại bị tay của anh chặt chẽ cố định đầu, không có đường trốn. Thân ngầm tinh tế lại giật ra, cô hai tay để ở trong ngực cứng rắn của anh, vốn định chống đẩy, lại phát hiện chính mình mềm yếu không thể sử dụng lực. Chẳng chọc truyền miên một lúc, cô hoảng hốt thất thần, đôi chóng váng cơ hồ lại yếu đuối, bên tai lại mơ hồ, truyền đến hình như là chuông cửa đang reo. Tích tích tích, chuông cửa, dù chính Dung thật vất vả buồn ra cái miệng nhỏ nhắn mê người kia ở bên môi cô thở nhẹ nói Trời ạ, à, anh hình như vĩnh viễn không thể thỏa mãn Anh 31 tuổi giống như trở lại 17-18 tuổi thời kỳ thiếu niên huyết khí phương cương đối với một cô gái mê luyến mà xúc động như thế không thể kiềm chế chính mình có dục vọng với cô Bị hồn hỗn loạn hai hiểu úp đôi mắt mông lung sương mù mị hoặc say như chết làm cho Du Chính Dung thiếu chút nữa lại cúi đầu lần nữa yêu sủng cô. Nhưng là anh chính là hít sâu một hơi, buông tha tiểu mỹ nhân còn chưa có hoàn hồn. Có người ấn chuông cửa, anh cố gắng áp dục vọng của chính mình xuống, thanh âm khàn khàn nói. Thật vất vả nghe rõ lời nói của anh, hạ hiểu úp xấu hổ đến thiếu chút nữa kiếm cái lỗ chui vào. Cô gần như hòa tan, chỉ là một cái hôn mà thôi. Kích động đứng dậy, cô thoát đi ồm ấp qua mức mê người của anh, lao ra phòng khách, cảm thấy mặt mình đang phát ra nhiệt độ cao đến đáng sợ. Nếu cả đêm đều như vậy, chắc sẽ nhanh bị đốt rụi mất. Chưa kịp nghĩ nhiều hoặc hỏi nhiều, cô đột nhiên mở cửa lớn ra. Đã lâu không gặp, ngoài cửa là mái tóc ngắn, một thân quân trang xanh đá mạ. Giang Thành Bân, cậu, cậu làm sao có thể đến? Hạ Hiểu Úc chấn động, đôi mắt phương thẳng, chừng đàn em đã gần đi nghĩa vụ. Em còn nói với chị, chỉ nghỉ có một ngày, em mới không nghĩ quay về Đài Trung. Em nói có thể tới hang ổ của chị một chút mà. Giang Thành Bân hít hít mũi. Chị đang ăn cơm sao? Thơm quá nha, em cũng muốn ăn. Em sắp chết đói rồi. Cậu có nói với tôi sao? Cô còn không có hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Làm ơn, em trải qua thiên tân vạn khổ mới sắp xếp được điện thoại gọi cho chị nha. Quân đội thật sự là giống như ngồi tù, không khác biệt lắm. Giang Thành Bân đã tới nhà cô không ít lần, quen thuộc đẩy cô ra đi vào bên trong, một mặt reo lên. Thơm quá, là món thịt bò sao? Mau cho em ăn, em đã gần vài tháng đều. Tiếng của cậu im bặt. Đang khi thân ảnh thon dài cao lớn đi tới nhìn đến nhà ăn, Giàn Thành Bân như là bị xét đánh tới, sững sờ ở nguyên trạng, động cũng không động. Hai, đã lâu không gặp. Dù chính dung bộ dáng một chút cũng không có không được tự nhiên, thanh thản mà tiếp đón, giống như anh xuất hiện ở trong này, không phải là chuyện long trời lở đất. Thầy Du, sao thầy có thể ở trong này? Sau một lúc thật lâu, Giàn Thành Bân mới thốt ra một câu này anh ánh mắt trường thật to vẫn là bộ dáng không dám tin tôi đến gặp em ấy dù chính dung thoải mái thừa nhận chỉ chỉ phía sau gian thành bân chính là chủ nhà đang xấu hổ không biết làm thế nào mới tốt thầy thầy cùng hiểu úc gian thành bân thực bình tĩnh quay đầu nhìn hạ hiểu úc đếc mắt một cái lại thực bình tĩnh quay đầu lại ánh mắt của cậu trống rỗng khiếp sợ không thể chấp nhận sự thật chúng ta tôi cùng anh ta tôi hạ hiểu úc lo lắng muốn giải thích cũng là lắp bắp nửa ngày, cái gì đều nói không được. Bốn năm qua, cô cùng Giang Thành Bân là giao tình không hề thua kém bạn bè tốt. Này bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác, nhưng không có cho cậu biết. Huống chi, người đàn ông này vẫn là người trong lòng của Giang Thành Bân. Tình huống còn có thể càng tệ hơn không? Giang Thành Bân cùng Hà Hiểu Úc gây ẩm ý một trận, Ngày đó ở Hạ gia, khi thấy Du Trình Dung xuất hiện, Giang Thành Bân khuôn mặt trắng nõn, nhã nặn cũng đã bị phẫn nộ cùng ghen tị biến thành vặn vẹo. Biểu tình trở nên cứng ngắc, mà này tất cả Du chính Dung đều nhìn thấy. Anh thông minh không có nói nhiều, hỏi nhiều cái gì, cũng thực lễ phép sớm xin phép rời đi. Chỉ có điều trước khi rời đi, anh đi tới cửa chuẩn bị đóng cửa thì kéo Hạ Hiểu Úc vào trong lòng, sau đó cho cô một nụ hôn ngủ ngon nóng bỏng chở anh cuối cùng hết sức thỏa mãn hạ hiểu úc khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ môi anh đào phủ nhẹ vừa xấu hổ lại khó xử đẩy anh ra bối rối quay đầu nhìn sang thành bân san thành bân trong mắt bắn ra tia thù hận làm cho cô cảm thấy giống như có bổn nước lạnh chuẩn bị tạt vào người chị lại chị lại quyến rũ thầy du dù chính dung chân trước mới đi ra ngoài san thành bân liền nổ mạnh cậu phẫn nộ gầm rú lên giống như dã thú bị thương hạ hiểu úc Tôi không nghĩ tới chị là người như thế Chị từ đầu tới cuối đều gạt tôi Tôi lầm chị rồi Mời cậu không chế chính mình một chút Tôi đã lừa gạt cậu khi nào Rõ ràng có Chứ chị làm bộ như thực chán ghét bộ dáng của thầy Kết quả giờ thế nào Gian thành bân giống thanh âm cực lớn Làm cho Hạ Hiểu Úc không khỏi lo lắng Sợ làm cho Du Chính Dung đã xuống lầu Đến bãi đỗ xe có lẽ đều nghe thấy được Cô đi qua Đôi tay im muốn trần ăn Gian thành bân Lại bị cậu hung tợn một tay chụp lấy Tôi lúc trước và lúc chúng ta cùng nhau đăng ký khóa Thật sự còn không có Nói chính cô còn trột dạ mà dừng lại Cô có thể nói như vậy sao Dù chính Dung nói qua Anh vẫn là đối với cô Chị xem chị trột dạ đấy thôi Nói không được nữa đi Giang Thành Bân cùng cô quen thuộc như vậy Đương nhiên nghe ra được trần trở của cô Lập tức bắt lấy điểm này Nghiêm khắc phê phán Chị phản bội tôi, chị thật quá đáng Mắt thấy khuôn mặt quen thuộc của đàn em Kiêm bạn tốt tràn ngập biểu tình đau khổ hạ hiểu úc cảm thấy ngược dâng lên một trận buồn bực đau xót bọn họ vẫn là bạn tốt nhất trong 4 năm qua san thành bân đối với cô rất tốt bọn họ chia sẻ rất nhiều rất nhiều mặc kệ tốt xấu san thành bân thân là người đồng tính luyến ái cùng luôn thất bại hạ hiểu úc đối mặt với loại quan hệ này thiếu tình cảm ấm áp của gia đình hai bên tìm được cảm giác như anh chị em mà dựa vào nhau nhưng là hiện tại nay từng cùng tiến lên khóa trốn khóa ăn cơm đi chơi Tức đêm viết báo cáo lấy điện thoại tán gẫu vài giờ cùng bạn bè người bạn tốt duy nhất đang dùng ánh mắt đau khổ của giá thú bị thương nhìn cô phê phán cô phản bội sao cô phản bội sự tín nhiệm của gian thành bân sao hạ hiểu úc đứng ở sofa dùng sức dựa vào lưng ghế tay cô ấn thật sâu vào tấm da trên ghế sofa cậu hãy nghe tôi nói được không cô suy yếu thỉnh cầu chúng ta tôi cùng anh là gần đây mới có vẻ mới tôi thật sự không phải cố ý muốn gạt cậu hơn nữa tôi Là không biết nói như thế nào ra miệng Cô cũng không có kinh nghiệm như vậy Quần chi dù chính dung người này Nhìn như nhã nhặn có lẽ Nhưng là đối với anh khi muốn gì đó Thì vừa kiên trì lại vừa tích cực Mà làm khiến cho lòng người hoàng sợ Không hề có đường lui Tôi không tin tôi sẽ không tin tưởng chị nữa Gian thành bân bé nhọn đánh gãy cô Chị rõ ràng đã thích thầy Từ ngay từ đầu đã như vậy Đừng tưởng rằng tôi không biết Hạ hiểu úp im lặng Mắt phượng xinh đẹp có hoang mang, cô lặng lặng nhìn về mặt cuồng loạn nổi giận của Gian Thành Bân. Thật vậy sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Gian Thành Bân giống cũng giống qua, mắng cũng mắng qua. Hạ Hiểu Úc gương mặt luôn luôn cùng cậu lý luận sắc bén. Giờ phút này chính là im lặng ngóng nhìn cậu. Cảm xúc của cậu đang ở trung tâm gió lốc, chính mình cũng hỗn loạn bắt đầu không nói gì. Quen biết nhiều năm, cậu cũng rõ ràng biết Hạ Hiểu Úc tuyệt đối không phải cố ý lửa gạt người của cậu, nhưng là vẫn là rất tức giận. Chị không nhận ra sao? Giàn thành bân hít sâu mấy lần, dùng sức lau mặt, thanh âm chất vấn lại vang lên. Chị ngay từ đầu thái độ đối với thầy Du đã không bình thường. Quen biết lâu như vậy, tôi chưa từng thấy qua chị để ý một người đàn ông đến như vậy. Tôi vẫn nghĩ đến, tôi không biết. Cô đau khổ lắc đầu. Cậu nói đúng, tôi thực để ý anh ấy nhưng là tôi nghĩ đến đó là chán ghét hoặc là không ủng hộ. Mới không phải. Kìa rốt cuộc là thế nào? Hạ Hiểu Úc mãi cho đến giờ phút này mới lộ ra vẻ mặt bất lực mà mờ mịt. Cô đối với tất cả đều bất lực. Tôi thật sự không biết. Chị như vậy còn nói là không biết sao? Gian Thành Bân ác thành ác khí mắng chửi. Chị đều để cho thầy hôn chị. Chính mình suy nghĩ tốt một chút đi. Trước kia những người muốn theo đuổi chị, người nào được chị để ý trong mắt trước? Cho dù quen bạn trai, chị căn bản cũng chẳng thèm để ý đến người ta. Hạ Hiểu Úc suy yếu tựa vào sofa, cắn môi, yên lặng nghe người con trai hiểu cô nhất đang phân tích chính cô đều cảm thấy tình huống không rõ ràng. Nhưng là anh ấy thực kiên trì. Kia có dám dùng, nếu không thích thầy, chị đã sớm đưa ra mặt xấu, đem người ta ướp đếm đến nam cực. Giàn Thành Bân có tâm tư tỉ mỉ hơn so với nam sinh bình thường, cậu phẫn hận nói ra kết quả quan sát của chính mình. Thừa nhận đi, không cần lại trốn tránh. Tôi không cần, dù sao tôi đã quyết định tôi sẽ không làm bạn với chị nữa. Những lời này vừa mới quăng ra, giống như một trái bom tạc hạ hiểu úc, đầu trong váng hoa mắt, suýt nữa té xỉu. Cô dùng sức cố gắng bình tĩnh, không thể tin được. Sau đó hốc mắt của cô có cảm giác như bị bỏng, cô lại cảm thấy mỗi một trận mãnh liệt đau, nói không ra lời. Gian Thành Bân không có rảnh chú ý, cậu xách lên gói đổ to lúc nãy mang theo khi mới bước vào cửa, dường như cơn gió xoay lướt qua phòng khách, đi đến cạnh cửa, muốn nhanh mở cửa để bước ra ngoài. Hạ Hiểu Úc chúng ta sau này sẽ không gặp lại. Giang, Hạ Hiểu Úc mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ chỉ thấy Giang Thành Bân đang muốn lao ra cửa. Cô cũng không nghĩ gì nhiều mà tiến lên muốn giữ chặt cậu. Chờ một chút, cậu không cần đi vội, chúng ta nói rõ ràng một chút. Không có gì để nói. Cửa sắt phịch một tiếng, đóng lại thật mạnh. Trên mặt kính ngược đang phản chiếu ra gương mặt đầy nước mắt, ngoại trừ một mình cô, không ai thấy. Hạ Hiểu Úc đã mất ngủ nhiều đêm, Ngày đó Giang Thành Bân phải tay áo bỏ đi, không biết có tìm được nơi ở hay không. Sau khi vào bộ đội, liên lạc không tiện, cô bó tay không có biện pháp, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô một mình đối mặt với phòng ở trống rỗng, nghĩ đến chính mình sống có thói quen chống trả như vậy. Vài ngày gần đây lại cảm thấy đặc biệt bất lực. Ban đêm tràn trọc không hề buồn ngủ, bản thân nhìn thẳng trần nhà, thẳng đến phía chân trời mặt trời nổi lên. Cô không ngừng nhớ tới gian thành bân khi rời đi lời nói phẫn nộ, cô thậm chí suy nghĩ nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt rồi cô không nên đổi khóa học không nên quen biết du chính dung không nên bị lạc vì sự nhãn nhặn nhung mị hoặc của anh không nên giống một cô gái trẻ ngây thơ mà bị đả động mâu thuẫn cùng cảm giác tội ác không ngừng dày vò cô làm cho cô mỗi ngày đều đần độn có lẽ là tinh thần không tốt là mấy khi nhận được điện thoại ân cần thăm hỏi của du chính dung cô suy yếu không có nói nhiều chính là yên lặng không tiếng nói ôn nhu, trầm thấp mà có tính nhẫn nại dỗ cô. Vừa khai giảng, có nhiều chuyện thật sự bề bộn, tôi đại khái không thể qua với em, em phải nhớ ăn cơm đúng giờ biết không? Dù chính dung đối với chuyện ngày đó, Gian Thành Bân đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có hỏi nhiều. Anh chính là đem lực chú ý đặt ở trên người Hạ Hiểu Úc. Cô lời biếng trả lời, không có tinh thần gì. Cô không nghĩ đối mặt, thừa nhận tâm tình của chính mình Cô kỳ thật vụng trộm chờ mong có thể nhìn thấy anh. Bất quá, chỉ là nghĩ như vậy. Cảm giác tội ác lìa rời núi lấp biển mà đến. Em không có tinh thần gì, không khỏe sao? Anh tiếng nói ôn hòa hỏi, thân thể không thoải mái sao? Vẫn là tâm tình không tốt sao? Đi ra ngoài một chút thế nào? Em không nghĩ ra khỏi cửa. Vậy em có nghĩ đến anh không? Có người ở phòng nghiên cứu, hiển nhiên có điều kiêng kỵ, cho nên dù chính dung hạ giọng nói. Tiếng nói trầm thấp kia lại có hương vị mê hoặc, làm cho Hạ Hiểu Úc lỗ tai bắt đầu tê tê. Em, lúc trước cô không hề suy nghĩ mà cứng nói. Không có, nhưng giờ phút trần trở này lại mang vài phần thẹn thùng xấu hổ, làm cho Du chính dung cúi đầu nở nụ cười. Đến đây đi, hiện tại không có ai, em biết phòng nghiên cứu của anh. Anh hôm nay muốn làm đêm, đợi đến lúc khuya, em không phải muốn ra ngoài giao bản thảo sao? Đến gặp anh được không? Anh sẽ đưa em trở về. Nhưng em... Hiểu Úc, đến gặp anh đi, anh mấy ngày không gặp em rồi anh tiếp tục dụ dỗ cô ôn nhu dụ dỗ muốn dẫn người phạm tội ác tiếng nói ở bên tai cô nhẹ nhàng làm cho cô toàn thân bắt đầu có máu nóng chạy nhanh cô không đi cô mới không cần đi kết quả quyết định này là sau giữa trưa sau khi giao bản thảo xong ánh mặt trời tự như ở đầu thu ấm áp làm tan khối băng chậm rãi hòa tan biến cuối cùng cô bĩu môi không quá tự nguyện xuất hiện ở nơi làm việc vô dụng thật sự là vô dụng tới cực điểm Khó trách, gian thành bân giận thành như vậy, cô ngay cả ý chí tự do của chính mình đều đã phản bội. Chạm vạn sau khi tan học, có lẽ là vào thời gian cơm chiều không có người đi lại, cô nhấc tay lên gõ cửa, đến mở cửa chính là Du Chính Dung. Nhìn thấy cô, anh cái gì cũng chưa nói, chính là trưng ra nụ cười vô cùng sáng lạn. Em chỉ là tới nhìn một chút, lập tức phải đi. Hai hồ úc cứng rắn nói, về mặt không cam lòng. Dù du chính Dung đem cô kéo vào phòng nghiên cứu, vẫn là không nói lời nào, cười meo meo nhìn cô. Cô mặc áo sơ mi màu bạc cùng quần bò, nhẹ nhàng mang theo một cổ quyến rũ không nói nên lời, mắt phượng lưu chuyển né tránh, chính là không nhìn thẳng anh. Ăn cơm chưa? Dù chính dung vừa nhìn thấy cô thì vất vả cả ngày giống như đột nhiên tan thành mây khói. Cô tuy rằng bộ dáng không mấy vui vẻ, nhưng mà... Còn không có, trở về mới ăn. Được rồi, anh đã nhìn thấy em, em có thể trở về chưa? Mới không đến một phút, em đã nghĩ chạy sao? Anh không thể hiểu nổi hỏi. Em có việc gì? Trong nhà có chuyện gì sao? Vẫn là cùng bạn có hẹn sao? Với ai? Cô tức giận tả nghĩ nước mắt anh một cái. Hai người dần dần quen thuộc, dù chính Dung cũng biết cuộc sống của Hạ Hiểu Úc quả thực đơn thuần đến nhàm chán. Mỗi ngày chính là đọc sách, phiên dịch bản thảo, ngủ, xem tivi, ra cửa liên tục đi dạo phố mua này nọ đều rất ít. Cô không có một đám bạn có thể cùng nhau sống phóng túng, cũng không sống cô gái tuổi trẻ đương thời, có thể lấy điện thoại tán gẫu đến mấy giờ liền. Duy nhất người bạn chính là Giang Thành Bân mà cậu đi nhập ngũ. Gần đây, tình bạn của hai người lại xuất hiện vết nứt. Dù chính dung này không chỉ là bạn trai từ trước đến nay được xem ở trong mắt, đương nhiên hiểu ý yêu thương. Cô gái xinh đẹp tuổi trẻ không hưởng thụ ánh sáng thanh xuân, mỗi ngày lại nhốt ở trong nhà, thật sự là dậm chân giận dữ anh đối với người gian thành bân này kỳ thật hiểu biết không nhiều chỉ biết là người tuấn tú sáng sủa hay nói là một cậu nhóc lớn con Gian thành bân mỗi lần gặp được anh luôn thực khoái trá nói chuyện phiếm cùng hạ hiểu úc giao tình cũng không tệ thường xuyên xuất hiện cùng nhau nói thật anh đối với gian thành bân có một chút thù địch nguyên nhân rất đơn giản anh không thích nhìn thấy người đàn ông nào xuất hiện ở bên người hiểu úc nhưng là lấy việc luôn luôn có thứ tự đến trước và sau hiểu úc cùng Gian thành bân đều đã quen biết lâu như vậy anh lại có thân phận là thầy giáo, đương nhiên không thể nói thêm cái gì. Anh biết gần đây Hiểu Úc cùng Gian Thành Bân có chút không thoải mái, hẳn là vì lần trước ở Hạ Gia, bọn họ hai người không hẹn mà quan hệ bị bắt gặp. Anh thực thông minh, không đi giải quyết cũng không đi hỏi nhiều, thực sống ăn trộm đi. Cô cùng Gian Thành Bân có vết nứt, đặc biệt tốt, như vậy là anh có thể độc chiếm cô. Với ai? Đương nhiên tốt nhất là theo anh, anh thấy cô không nhìn mình mà tình nguyện nhìn các văn kiện báo cáo giải rác trên bàn. Nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Hiểu Úc tiến vào trong lòng. Cô cũng không dãy dụa, chính là tà tà chừng anh liếc mắt một cái. Nơi này là phòng nghiên cứu, anh có thể buông ra không? Nếu không phải là ở phòng nghiên cứu là có thể không cần buông ra sao? Anh lão luyện hỏi lại, nhanh chóng ở trên mặt cô trộm hôn một cái. Trên gương mặt trái xoan thanh lệ chậm rãi đỏ ửng lên, cô căm giận kháng nghị anh không sợ sẽ có người tiến vào sao Không thấy qua có thầy giáo như thế này Em có thể quên anh là thầy của chuyện này sao Chỉ có vài điểm chung thôi Dù chính dung cúi đầu xuống Nén giận dán tại môi đỏ mọng nói Hư anh muốn hôn em Không thể ở trong này Kháng nghị không có hiệu quả Môi của cô bị công chiếm không giống bề ngoài nhã nhặn ôn hòa, Xu Chính Dung lúc hôn cô luôn nhiệt tình làm cho người đỏ mặt. Đòi hỏi vô độ, mạnh mẽ vơ vét tài sản đáp lại của cô, làm cho cô không thể tự hỏi, không thể chống cự, chỉ có thể mặc anh, anh cần anh cứ lấy. Thân ngân nga mềm mại bất lực quanh quẩn, cô ở giữa hơi thở ôm ấp tràn ngập nam tính, trong váng huyễn mê loạn. Phản ứng yêu kiều lại ngọt ngào như vậy, làm cho du chính dung hôn càng sâu, càng nóng. Bàn tay to của anh xoa dọc theo sống lưng của cô, đem thân mình mềm mại của cô càng gần sát vào trong lòng mình hơn đường cong vừa hợp giống như vì đối phương mà tạo ra đường cong nam tính kiên cường dùng thân thể nữ tính yểu điệu mềm mại hoàn toàn phù hợp sau một lúc lâu anh mới miễn cưỡng khắc chế nhiệt tình cuồng dã buồn ra cái miệng nhỏ nhắn mê người kia của cô cô bị hôn nồng nhiệt cho nên hơi thở dốc ôm gương mặt đỏ ửng của hạ hiểu úc và trong lòng gương mặt trái xoan nóng bỏng đặt tại bên gái của anh thật đáng tiếc thời gian địa điểm cũng không tốt dù chính dung thở dài anh không chút nào che giấu khát vọng cùng nhiệt tình của chính mình làm cho hạ hiểu úc mặt càng nóng anh vì sao lại đối với em như vậy sau một lúc lâu hơi thở của cô chậm rãi khôi phục bình thường lại ở trong lòng anh yếu ớt nhẹ hỏi không nghĩ cô là người từ đầu đến cuối lại không dám hỏi vấn đề này bởi vì anh thích em anh bị em hấp dẫn không có lúc nào là không nghĩ ở gần bên em mỗi lần nhìn thấy em đã nghĩ đem em một ngụm ăn vào trong bụng lúc không gặp được em đã nghĩ tìm cơ hội để đến gặp em dù chính dung cười trả lời tiếng cười trầm thấp của anh ở trong vòng ngực dán chắc gợi cảm mà mê người nhưng là em không biết của gác cầm ở cạnh xương quai xanh của anh dầu dĩ nói hết em không biết em có thích anh hay không em có thích dù chính dung giống như một thầy giáo ân cần dạy bảo người học trò đầu tiên làm anh đầu tiên tâm liền động em nếu không thích sẽ không để anh tiếp cận em cũng sẽ không làm để cho anh ôm em, hôn em, cả không thể đáp lại anh. Em, em nào có đáp lại anh? Xấu hổ đến muốn tìm lỗi chui, Hạ Hiểu Úc kháng nghị. Không có sao? Kìa lúc anh vừa mới hôn em cảm giác được, chẳng lẽ là tưởng tượng của anh thôi sao? Quẻ miệng của anh dơ lên, có vài phần tà khí trêu chọc. Anh tự tay nâng người của cô lên, trong mắt lấy ra nghịch ngợm quang mang. Được rồi, chúng ta sẽ làm thí nghiệm, nghiệm chứng lại một lần nữa, thẳng đến khi xác định được đáp án. Em đã hoài nghi kết luận của anh, chúng ta đây. Anh đôi môi hàm ý cười lại tiếp tục hôn cái miệng ngọt nhỏ nhắn của cô. Chúng ta sẽ xem thí nghiệm. Em... Kháng nghị lại bị hàm trụ, cô lại bất lực thừa nhận lùi nóng tàn sát bừa bãi của mút. Tay anh lại càng không yên phận, ở thắt lưng cô khẽ dao động, sau đó từ vạt áo sơ mi mà chui vào. Da thịt trơn mềm cảm xúc mê người như vậy, anh ở môi cô khó khăn thở dài bàn tay thôi giáp mơn trớn lưng của cô hưởng thụ làn da trắng mịn như lụa anh đã cố gắng áp chế ý muốn của mình mới không có đem quần áo của cô mà cởi bỏ hạ hiểu úc lúc này lười nóng mà yêu cầu hôn ở bên trong không hề có khả năng suy nghĩ thân thể nam tính nóng bỏng mà dàn chắc dính sát vào cô cô ở trong lòng anh giống như một khối bơ gặp nóng chậm rãi hòa tan cô có đáp lại anh sao thật vậy chăng cô thích anh sao cô chỉ nhớ rõ dù chính Dung ngay từ đầu cũng rất cố chấp, cố chấp của anh bị bề ngoài tao nhã cùng cách nói chuyện làm người ta không thể chống đỡ được. Nhưng là cô quả thật không có từ chối hoặc trốn tránh. Ẩn ẩn bên trong, cô hình như ngay từ đầu liền quá mức để ý thầy Du luôn mỉm cười có lễ này. Ai biết anh nhiệt tình như thế mà lớn mật. Dù chính Dung mặc dù không có cởi bỏ quần áo bên người của cô, bàn tay to lại tuyệt không an phận, không biết khi nào đem nút áo sơ mi mà cởi ra, ngón tay thon dài ở trước ngực đẫy đà của cô mà bắt đầu dao động. Dù chính dung giúp cô sửa sang lại quần áo, cài nút áo lại, khẽ hôn một chút lên giữa đôi lông mày của cô. Đến đây đi, anh đưa em trở về, đừng chừng anh như vậy. Anh, anh làm sao có thể? Cô hiện tại còn khiếp sợ, ngay cả nói đều nói không xong câu. Đây là bình thường, anh khát vọng em. Anh một tay dắt lấy cô, một tay rơi xuống giữa lông mày, tiêu sái mà xuất khí, anh dẫn cô đi ra phòng nghiên cứu thoải mái nói đàn ông khát vọng người phụ nữ mà mình thích có cái gì không đúng em chẳng lẽ không có bị khát vọng như vậy đương nhiên không có cô xấu hổ và giận dữ trả lời bị lời nói của anh khiến cho điên rồi em không quen qua bạn trai không biết vì sao hạ hiểu úc cảm thấy tươi cười của anh mang đắc ý cùng sung sướng quá đáng có chính là anh ta không giống anh như vậy khuôn mặt bị đốt đến nóng bỏng Hạ Hiểu Úc suy nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu không giống anh sắc như vậy. Dù chính dung cười đến càng vui vẻ Hiểu Úc em còn không hiểu sao anh là thầy giáo vô cùng có trách nhiệm ôn nhu vì cô mà giải thích nghi hoặc cho nên anh nói em thích anh bằng không làm sao có thể để cho anh đối với em sắc như vậy đây. Hạ Hiểu Úc xấu hổ sắt thiêu cháy cô thấp đầu đi mau rất muốn dùng sức đá người bên cạnh đang cười dài một cước dường như ngại cô còn chưa đủ xấu hổ dù chính dung còn cuối người dán tại lỗ tai cô ái muội nói huống chi này không đáng kể chút nào nếu thời gian không đúng nơi cũng không thích hợp anh sẽ cho em biết về kiến thức chân chính sẽ là bộ dáng gì nữa anh câm mồm bị tiếng nũng nịu của cô mà làm anh phải cười ha ha dù chính dung thực vui vẻ nhìn đến biểu tình của cô vốn có chút vắng vẻ chống trải đã muốn hoàn toàn biến mất hiện tại bộ dáng hởn rỗi quyến rũ động lòng người của cô không rời khỏi tầm mắt của anh bọn họ một đường đi đến bãi đỗ xe trên đường gặp được học sinh quen hoặc thầy giáo dù chính dung đều rất rộng rãi chào hỏi mà một tay kia vẫn chặt chẽ nắm hạ hiểu úc không cho cô tránh ra anh không cần như vậy em không quen vừa đến bãi đỗ xe bốn bề vắng lặng tiểu thư liền kháng nghị để cho em tự mình đi được không dù chính dung không để chính là không để anh cúi đầu nhìn cô hứng thú hỏi lại Em trước kia cùng gian thành bân Chẳng lẽ không phải như vậy sao Em vì sao lại cùng gian thành bân như vậy Hạ hiểu Úc bị hỏi nên không hiểu Cầm giận trường anh liếc mắt một cái Bạn trai trước kia của em Không phải đang nói gian thành bân sao Anh thấy hai người tốt lắm mà Hạ hiểu Úc nghe xong Chính là mở to hai mắt Giống như nhìn đến người ngoài hành tinh Mà trừng mắt nhìn anh Sau một lúc thật lâu đều nói không ra được lời nào anh, anh cư nhiên hoàn toàn không biết chuyện, còn hiểu lầm. Này thật sự là hỗn loạn tới cực điểm. Hạ Hiểu Úc dần dần phát hiện Xu Chính Dung thật ra là một người đàn ông trong ngoài không đồng nhất. Mà cô cũng phát hiện mình càng ngày càng để ý tới anh, để ý từng ly từng tí, đến cả dáng vẻ bề ngoài, xem ra có lòng quên được người ta rồi. Trong khi đang làm việc, anh là một học giả vô cùng chuyên chú. Khi ngồi trong lớp học, anh là một giáo sư vui tính mà hơi ngại ngùng. Nhưng lúc thời gian khi hai người ở chung một chỗ, anh lại biến thành một người hoàn toàn khác. Sáng sớm ngày Chủ nhật, anh mang theo laptop và một đống giấy tờ tới nhấn chuông cửa. Hạ Hiểu Úc còn đang ngái ngủ đi ra mở cửa. Sau đó anh rất tự do mà chiếm cứ bàn ăn, ung um dung mà bắt đầu công việc y như ở nhà của mình vậy. Đến lúc ăn cơm thì đến gần giường đem Hạ Hiểu Úc đứng lên. Anh lại cười mỉm mà kiên quyết vô cùng đem cô đang cáu kỉnh không muốn ăn mà kéo đi ăn còn không cho phép cô ăn kiêng nhưng phong độ kia chỉ là hình tượng bề ngoài là để cho người khác nhìn thật ra dù chính dung căn bản là một đứa con nít lớn xác mà thôi tính cách anh có chút nghịch ngợm có chút thích đùa dai luôn cười nói vui vẻ và giả bộ vô tội cô luôn có thể nhìn thấy một bộ dáng lại một bộ dáng khác nhau của anh trong một ngày làm việc ở nhà hạ hiểu úc dù chính dung sẽ vào lúc chập tối đi ra ngoài chạy bộ hoạt động thư giãn gần cốt. Sau đó mượn phòng tắm mà tắm rửa qua loa, hai người sẽ cùng nhau ngồi xuống, thưởng thức bữa ăn tối do Hạ Hiểu Úc chuẩn bị. Nói là cô chuẩn bị bữa ăn, thật ra cũng chỉ là sắp xếp bát đũa. Dù sao phần lớn món ăn đều là du chính dung chạy bộ ở ngoài tiện đường mua về. Sau khi anh tắm xong, liền phát hiện trên bàn ăn đã dọn xong bát đũa, đồ ăn nằm trình tề trên đó. Hạ Hiểu Úc mặc bộ y phục nhẹ nhàng, không có ngồi ở trước bàn ăn mà là cuộn tròn ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách. Từ thế cô giống như một con mèo nhỏ lười biếng, tay đang cầm ống nghe thấp giọng nói gì đó, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu mày lộ về phiền não. Vẫn không có liên lạc sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Có, con có hỏi qua người bạn học khác, cậu ấy nói là sẽ về nhà. Được, vậy làm phiền bác nói với cậu ấy, bảo cậu ấy liên lạc với con. Vâng, chào bác trai, gặp lại sau. Dù chính Dung không có hỏi nhiều, chẳng qua là dùng khăn lông, lau khô mái tóc ngắn, yên lặng quan sát cô. Khi anh còn đang nhìn chăm chú, hai hồ úp cảm giác như mình là một đứa học sinh ngốc nghếch, không thể che giấu bất kỳ điều gì trước mặt thầy giáo. Nhưng mà cô thật sự là học sinh của anh. Em, em vừa gọi điện cho ba Giang, muốn hỏi một chút, Giang Thành Bân cậu ấy nghỉ có về nhà không? Cô vụng về mà giải thích. Đã lâu rồi không có tin tức của cậu ấy, em hơi lo lắng. Ừ, dù chính Dung chỉ là thản nhiên lên tiếng. Em cùng Giang Thành Bân không phải là bạn trai bạn gái, cậu ấy chẳng qua chỉ là đàn em của em, hiện tại đã tốt nghiệp rồi. Cô lại có chút trột dạ mà tiếp tục giải thích. Mấy ngày qua, cô một mực tìm cách liên lạc Giang Thành Bân. Mặt khác, cô lại muốn làm cho Dù du Chính Dung tin tưởng cô và Giang Thành Bân không có mối quan hệ trai gái gì cả. Cô để ý như vậy, thái độ tích cực liên lạc như vậy Hạ Hiểu Úc tự mình cũng biết lời giải thích của cô thật sự không có tính thuyết phục. Dù chính Dung vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản, làm cho người ta khó lòng nắm bắt. Ừ, rất tốt. Anh khẽ mỉm cười, dường như không để ý mà nói. Đem khăn lông vắt lên trên lưng ghế dựa, lập tức ngồi lại trước mặt xếp tài liệu cao, đem laptop rời qua, bắt đầu chuẩn bị công việc. Thật mà, cậu ấy căn bản sẽ không thích em, cậu ấy chỉ thích. Cô vội vàng giải thích, thiếu chút nữa lỡ miệng thốt ra bí mật cô vội vàng cắn môi dưới im lặng không nói gì thêm không sao anh không để ý chuyện đó anh ôn tồn cười đáp rồi cúi đầu nhìn chi tiết trên màn hình hạ hiểu úp cắn môi cách xa phòng khách mà nhìn tới bóng lưng anh anh là một người đàn ông tốt thái độ thăm xong lại tự tại giơ tay nhấc chân đều phát ra mị lực mê người một người đàn ông như vậy tại sao lại thích cô nhỉ hơn nữa anh một lần lại một lần không khống chế được tâm tình làm cho cô hiểu được rõ ràng anh có bao nhiêu khát vọng cô thay đổi sang một diện mạo khác anh lại có thể thản nhiên như vậy dường như trở nên rất xa xôi khoảng cách rất xa hạ hiểu úc tỉ mỉ quan sát mấy ngày nay ở chung đã có thể từ từ nhận thức ra tâm tình của anh không giống với bộ mặt bên ngoài như hiện tại mặc dù nhìn như đang chuyên chú làm việc đối với lời nói của cô mà lạnh nhạt không nghi ngờ Thế nhưng từ động tác cau mày kia Đôi môi nhếch lên Xem ra anh không phải là thực sự không để ý lời cô nói Hơn nữa Mấy ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn Theo quy luật Tiết tấu nhanh dần đã tiết lộ tâm tư phiền não của anh Anh gạt em Anh có phải rất để ý hay không Hạ Hiểu Úc không nhịn được Cất giọng hỏi Để ý cái gì anh không có để ý gì hết Ngón tay gõ lên mặt bàn lại càng nhanh hơn Dù chính Dung nói Nhưng là cố gắng giữ vững bình tĩnh nam bộ như không quan tâm đến cô có thật không cô càng lúc càng xác định rõ tâm tư anh không biết tại sao cô cảm thấy có một kích động rất muốn cười lớn lên anh thường ngày bộ dáng hào phóng phong nhã thần thiết ôn hòa thế nhưng bây giờ còn không dám nhìn vào mắt cô rõ ràng là rất để ý lại làm ra vẻ giận dỗi nếu anh thật sự không có để ý thì tại sao lúc nói chuyện không dám nhìn em cô cố nhị cười đứng dậy từ từ đi tới Gian Thành Bân tuyệt đối không phải là bạn trai, nhưng cậu ấy là một người bạn rất quan trọng. Em nghĩ, không cần nói nữa, em đứng ở đó, không được đi qua đây. Dù chính dung đột nhiên cắt đứt lời cô, Hạ Hiểu Úc lại càng hoảng sợ. Anh chưa bao giờ nói chuyện với nàng mà hung dữ như vậy, cảm giác ủy khuất bất chợt dâng lên trong lòng. Cô đứng trước cửa phòng ăn, cách chừng 5 mét, dõi mắt nhìn vào bàn tay Du Chính Dung, đột nhiên nắm chặt thành quyền. Thời gian chậm chậm trôi qua, vẫn không có ai mở miệng. Em không có lửa anh Cô hít sâu vài hơi mới khó khăn giải thích Cho dù anh không tin Cũng không cần phải làm như vậy Không phải anh không tin Dù chính dung cúi đầu không dám nhìn cô Vậy anh hung dữ như thế làm gì Còn nói em không được đi qua Cô nói Cố gắng để nén cảm xúc ủy khuất xuống Nhị không được mà cắn môi Kỳ quái từ lúc nào mình biến thành Một kẻ yếu đuối như thế này rồi Dù nghiêm nghị đột nhiên cười lên quỷ dị anh chỉ sợ nếu như em đi tới sẽ làm uổng phí công sức anh mới vừa tắm xong. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sau kính mắt lấy ra một tia xuồng dã, nhìn chằm chọc vào người cô. Ánh mắt đó rõ ràng như vậy không hề có ý che giấu dục vọng của mình. Cô vội vã quay đầu rời đi. Không để ý tới anh. Cô tức giận quay trở về ghế sa lông ngồi xuống lung tung phát hiện toàn thân mình bắt đầu nóng lên. Chỉ hai câu trêu chọc đơn giản đã làm cho cô bắt đầu khẩn trương. Trời đất, Cô rốt cuộc biến thành người nhu nhược như vậy từ lúc nào? Không để ý tới anh, vậy cũng không được. Không cho phép em để ý tới người đàn ông khác. Dù chính dung chậm rãi gõ bàn phím, nói rất ôn hòa nhưng kiên định. Anh không cần biết cậu ấy có phải là đàn em của em hay không? Giọng nói hời hợt vẫn làm lộ ra một chút tình cảm chân thật. Hạ Hiểu Úc quay đầu lại, cầm tức chừng mắt nhìn anh. Bên ngoài có hào hoa phong nhã đến mấy, cũng không có tác dụng, tên này rõ ràng là bá đạo đến tận xương tủy mà hạ hiểu úc dần dần phát hiện thì ra thói quen của con người thật sự có thể được nuôi dưỡng thành nhiều năm qua cô lẩy loi một mình vô cùng tiện không phải cô thích như vậy mà là thói quen đã ăn sâu vào con người cô mẹ qua đời từ khi cô còn nhỏ bà đã sớm có vợ khác quanh năm sống ở singapore và quản lý một công ty một năm đi đi về về mấy lần cô ở đài loan một mình tuy nói áo cơm không cần lo nhưng không có bất kỳ người nào chia sẻ cuộc sống với cô từ đi học thi cử, thậm chí là lựa chọn công việc. Cho tới việc vặt cuộc sống, bản thân cô tự mình quyết định, tốt xấu cũng tự mình gánh chịu. Không bao giờ có người cho ý kiến hoặc phê bình. Cảm giác như vậy hoàn toàn tự do, nhưng cũng rất cô đơn. Không biết được đã bao nhiêu lần cô kết thúc khóa học, một mình lang thang ngoài đường Đài Bắc tựa như cô hồn dã quỷ. Không biết nên đi đâu, không biết nên làm cái gì, cho dù về nhà cũng không có ai chờ đợi cô. Cô thậm chí nghĩ tới nếu như bị say tông, có lẽ cũng phải mấy ngày sau mới có người phát hiện cô biến mất rồi suy đoán đủ thứ. Ở trong trường học, cô cũng chỉ có mỗi một đàn em Gian Thành Bân là tương đối quen thuộc, bởi vì Gian Thành Bân có giới tính khác với người bình thường, khiến cho cậu trở thành một tên bị người người xa lánh. Gian Thành Bân và cô học chung một khóa, vì những người khác đều đã phân tổ xong xuôi, bọn họ thuộc phần tử tự do đành phải tùy tiện tìm người ghép tổ, không nghĩ tới một lần kết hợp như thế lại thành bằng hữu mấy năm Ngày hôm nay, cuộc sống Hà Hiểu Úc có sự biến chuyển cực lớn, đáng sợ nhất chính là cô từ từ quen với thay đổi như vậy. Dù chính dung lớn hơn cô 9 tuổi là thầy giáo của cô, trong khi tiếp xúc bình thường đã gây cho cô cảm xúc không giống với mấy tên nam sinh khác. Không chỉ như thế, anh còn là một người rất cẩn thận, mặc dù công việc bề bộn, thế nhưng anh luôn luôn chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Vì như mặc dù anh không ngần ngại ăn cơm bụi ngoài đường, nhưng lúc có thể anh sẽ chỉ cô cách lựa chọn đồ ăn ngon thích hợp ví như anh thích ngắm nhìn cô lười biếng hiền lành như con mèo nhỏ nhưng khi phát hiện cô thức đêm đọc sách hoặc viết bản thảo phiên dịch sẽ lập tức nhắc đi nhắc lại bảo cô phải làm việc và nghỉ ngơi cho đúng giờ hạ hiểu úc không chú ý lắm tới vấn đề trang phục lúc trời thu mát mẻ cô sẽ mặc áo tay ngắn ra ngoài và lúc đó dù chính dung sẽ mang áo khoác đưa cho cô thuận tiện nói nhỏ vào tai cô không nên lộ ra quá nhiều da thịt cho người khác nhìn, cứ để lại cho anh thưởng thức là tốt rồi. Ngay cả khi gần gũi với cô, dù chính dung cũng cực kỳ thích thú với vẻ ngây ngô và ngượng ngùng của cô, Thủy Trung không chịu lướt qua phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần cô khẩn trương lên tiếng kháng nghị, anh nhất định sẽ dừng cương trước bờ vực, bất kể bản thân nghiến răng nghiến lợi, đau khổ đến vô cùng. Cô chưa bao giờ được chăm sóc như vậy, một mình trưởng thành trong cô đơn, nhìn như không bị hạn chế, nhưng ngay từ nhỏ cô đã phải tự mình quyết định rất nhiều. Vào lúc Du Chính Dung xuất hiện, cô vẫn chưa để ý gì nhiều. Hạ Hiểu Úc thừa nhận, lúc bắt đầu đúng là cô bị vẻ bề ngoài và phong độ của anh thuyết phục. Sau khi ở chung với anh một đoạn thời gian, cô dần dần bị sự quan tâm và tính cẩn thận của anh làm cho cảm động. Tâm cô đang rớt xuống với tốc độ kinh người. Hơn nữa, ở trong lồng ngực của anh là nơi duy nhất cô cảm thấy được an ủi khi đó anh sẽ dạy cô những chuyện riêng tư nam nữ cần phải biết, những động tác khiến người mê mẩn, dây dưa triển miên, làm cho cô được thể nghiệm tất cả năng lượng và sức mạnh của dục vọng ẩn chứa. Trước kia cô mặc dù cũng có bạn trai nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã phải chia tay. Tên đó theo đuổi cô hơn phân nửa bởi vì cô xinh đẹp quyến rũ, không có người nào chịu khó tìm hiểu tính tình của cô chờ tới khi phát hiện cá tính cô không hề dịu dàng quyến rũ, giống như tưởng tượng nên chán ghét quay đầu rời đi. Người nguyện ý chiều cô cô, chịu được tính tình lười biếng, thật lòng ân cần chăm sóc cô, vì tương lai của cô chỉ có hai người như thế, đó là Giang Thành Bân và Du Chính Dung. Khi cô nghĩ đến đây trong lòng liền âm thầm buồn bã, từ lần trước Giang Thành Bân phải tay áo bỏ đi, cô đã bị làm cho bất ngờ. Cô thường gọi điện thoại đến nhà Giang Thành Bân hỏi thăm hành tung của cậu. Nhưng hỏi thăm liên tục mấy lần cũng không có đáp án chính xác. Giang Thành Bân chưa từng liên lạc với gia đình cũng không có tìm đến chỗ cô. và tính cậu rất khoát hơn Hạ Hiểu Úc. Suốt cuộc thời gian gần đây Gian Thành Bân đã đi đâu? Dù chính Dung gần đây luôn không tha cho tâm tình không ổn định của cô dĩ nhiên anh cũng nhận thấy cô rất cô đơn. Em còn đang suy nghĩ tới Giang Thành Bân. Nếu nói hoàn toàn không quan tâm chính là giả dối. Thế nhưng anh cũng không muốn thấy cô giàu dĩ. Ngày chủ nhật, anh luôn mang theo laptop, không mời mà cũng tới nhà cô để trình diện. Hai người cùng nhau làm việc, thỉnh thoảng mệt mỏi, dù chính Dung đi ra ngồi lên ghế salon cùng Hạ Hiểu Úc, thân mật ôm lấy cô. Hai người có thể ăn ủi lẫn nhau, cùng chia sẻ mỏi mệt. Giờ phút này, anh khẽ hôn khóe mắt phượng xinh đẹp, mùi ấm áp sủng ái gương mặt từ lần đầu vừa gặp mặt, thu hút thật sâu ánh mắt anh. Một mặt nhẹ giọng mở miệng, nếu như thật sự để ý, em nên chủ động đi tìm cậu ta em không có cô rúc vào trong lồng ngực ấm áp nhẹ giọng nói mặc dù nó rất hào phóng nhưng trong lòng du chính dung thật sự không dễ chịu ngày tốt cảnh đẹp đang ôm giai nhân nhưng hết lần này tới lần khác người đẹp trong ngực không có nụ cười trong lòng lại nghĩ tới một người đàn ông khác em phải tích cực một chút đáp lại cho đúng lúc em cứ lười biếng như thế làm sao người khác cảm giác được tâm ý của em đây du chính dung vừa nói vừa há miệng cắn nhẹ lên vành tai cô. Đây là ý gì? Mắt Phượng liếc xéo lên, cô hơi nghi ngờ ý tứ của anh. Ví dụ như, thỉnh thoảng em phải đáp lại, giống như anh đã dạy cho em. Kỹ xảo chuyển hướng đề tài quá đỉnh, theo đó là một trận lửa nóng ấp tới. Dù chính dung dịu dàng nhiệt tình, đòi hỏi cô đáp lại, cô đầu tiên hơi e dè, sau đó cũng bị dụ dỗ, từ từ buông lỏng tân tình, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Anh gầm gừ một tiếng từ sâu trong cổ họng, tiếp lấy cái lưỡi trơn mềm của cô không ngừng dây dưa cô thật vất vả mới có thể thoát ra lúc này hơi thở hai người đã cực kỳ rối loạn học sinh giỏi anh lên tiếng khích lệ càng ngày càng tiến bộ hạ hiểu úp xấu hổ chừng anh một cái sau đó vùi gương mặt nóng hồi vào trong ngực anh anh cười lên thật sảng khoái làm tinh thần cô cũng phải chấn động theo từng đợt tại sao em lại để ý gian thành bân yên lặng ôm nhau chốc lát dù chính dung không nhịn được hỏi cô buồn buồn trả lời cậu ấy là bạn tốt của em cô cô đơn đã quá lâu hai chữ bạn tốt này tuyệt đối là có trọng lượng dù chính dung tận lực đè nén cơn ghen trong tim mình âm thầm báo động bản thân phong độ cần phải giữ vững phong độ nếu như cậu ta quan trọng như thế tại sao hai người không ở cùng nhau lần nào xong thất bại rồi anh cũng không muốn nghe một câu oán hận và thương xót như thế nghe như một đứa con nít mới lớn vậy không hề có chút độ lượng nào chỉ một câu này đã đánh rớt nhân vật hô phong hoán vũ lúc trước té xuống làm bình dân. May là Hạ Hiểu Úc không có phát hiện khác thường, cô chỉ hơi sững sờ một lát. Đúng rồi, cô vẫn chưa nói rõ với Du Chính Dung. Thật ra Gian Thành Bân không thích con gái. Kết bạn được mấy năm, cô cũng rất rõ ràng, Gian Thành Bân nói thì cứng, nhưng rất để ý cách nhìn của người khác. Cô luôn luôn tôn trọng lựa chọn của Gian Thành Bân, chưa từng có giúp anh giải thích điều gì. Nếu cậu muốn để cho người ta biết giới tính thật của cậu, tự cậu sẽ nói không cần người khác lắm mồm xen vào dù sao dù du chính dung thường làm như không thèm quan tâm anh sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện này kia mà gian thành bân cậu ấy thật sự không chịu được nữa rồi một ngọn lửa ghen tuông buồn bực nôn nóng bất an đột ngột dâng trào ngoài mặt dù chưa lộ ra ngoài nhưng trong bụng du chính dung đã cực kỳ khó chịu hắn đột nhiên xoay người đặt hạ hiểu úc lên trên ghế sa lông cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn hạ hiểu úc không ngờ tới anh lại đột nhiên tiến công mắt hòa tài điếc để anh tùy ý định đoạt đôi môi nóng bỏng tàn sát bừa bãi một vòng hồi nóng từ môi cô men xuống cằm từ xương quay xanh đi xuống từ từ tiếp cận bộ ngực của cô hồi lâu sau cô nhạy cảm gần như không chịu nổi sự đối đãi khinh bạc của anh đừng đừng như vậy em chỉ muốn nói gian thành bân cậu ấy anh cắn mạnh một cái nằm cho thân thể cô cong lại hù một tiếng yêu kiều còn nói dù chính dung lẩm bẩm chuyên tâm một chút anh đang tức giận cực kỳ tức giận một người luôn luôn tươi cười ăn nói dịu dàng bất kể là khi đi học hay là đi chơi dù chính dung chưa bao giờ mất đi sự kiềm chế thế mà hiện tại chỉ mình một tên gian thành bân anh thật sự tức giận anh cô ngại ngùng giấu mắt vào trong lồng ngực của anh chỉ có anh mới được chạm vào em biết không anh ân cần dạy bảo người ở trong ngực mình không cho phép em nghĩ đến người khác không cho phép trong khi đang nói chuyện với anh lại nghĩ đến người đàn ông khác hiểu chưa cô lại càng giấu mặt vào trong không chịu ngẩng đầu lên cũng không đáp lại hai người ôm nhau ở ghế trên ghế xa lông cô mềm mại biết điều y như một con mèo nhỏ mặc dù dục vọng của cô đang chạy loạn ở trong mạch máu thế nhưng dù chính dung biết cô gái nhỏ này sẽ bị kích tình quá đáng làm cho sợ hãi cho nên anh không thể làm bừa mặc dù chỉ có thể dụ dỗ cô từng chút một thèm khát mà hôn sâu anh đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Hai người còn đang ở trên ghế xa lông, khó khăn không phân thắng bại thì điện thoại đột nhiên vang lên. Hạ Hiểu Úc lập tức nhảy dựng lên, vội vàng chạy trốn khỏi vòng tay rộng lớn dịu dàng kia, nhanh đi đến nghe điện thoại. Dù chính dung chỉ biết cười khổ, anh lười biếng ngã người trên ghế xa lông, đưa tay vớt lại mái tóc ngắn, sau đó chỉnh lại y phục không ngay ngắn. Khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt đê mê, người trong lòng anh ngọt ngào mê người như thế, dù chính dung đôi mắt lại tối sầm ý hà hiểu úc không có chú ý bởi vì cô vừa nghe điện thoại đã kinh ngạc ố lên cậu cậu đang ở đâu thành âm điện thoại truyền đến rất nhỏ hình như là gian thành bân gọi tới chị tìm tôi làm gì qua một đoạn thời gian không nói chuyện với cô bởi vì gian thành bân rất để bụng anh cố ý dùng giọng nói không kiên nhẫn mà nói tôi mới vừa gọi điện thoại về nhà mẹ tôi nói chị tìm tôi nhiều lần có chuyện gì không có gì chẳng qua là đã lâu không có tin tức của cậu. Hạ Hiểu Úc biểu đạt sự quan tâm của mình. Cậu đi đâu? Còn ở Đài Bắc không? Chị quản tôi làm gì? Chị không phải đã có thể du tới giúp sao? San Thành Bân không thể nào không chế ngữ điệu ghen tức. Các người tiến triển đến trình độ gì rồi? Còn không nghĩ lại nhớ đến bóng đèn ta đây? Hạ Hiểu Úc cứng người lại. Cô vốn không có ý giải thích, chỉ trầm mặc vài giây đồng hồ. Không có chuyện gì tôi cúp máy đây. Giàn Thành Bân lạnh lẽo nói cậu tại sao lại như vậy? cô cúi đầu nói người khác không sao cậu chẳng lẽ cũng không hiểu tôi sao? gian thành bân cũng biết mình quá đáng nhưng không có cách nào không chế thái độ ác liệt của mình trong lòng đều xem nhau như bạn tốt nếu chuyện như vậy phát sinh trên người bất kỳ người nào tin tưởng sẽ không có ai chịu đựng được vậy tại sao chị cũng không hiểu cho tôi chị tưởng nghĩ xem nếu như hôm nay đổi thành tôi và du chính dung ở chung một chỗ chị sẽ nghĩ thế nào Chị có tức giận hay không gian thành bân nói không khách khí anh ấy không cùng với cậu anh ấy là nghĩ lại câu du chính dung nói hồi nãy gương mặt hạ hiểu úc lại nóng lên một trận không nhịn được nhìn trộm cái tên đang ngồi trên ghế xa lông đây không phải là trọng điểm chị phải suy nghĩ cho tôi gian thành bân nói rất bất mãn tình bạn lại không chịu nổi sự thử thách như vậy tôi trước đây vốn nghĩ cô không với những nữ sinh khác kết quả lại chẳng khác gì cậu để cho tôi giải thích có được không Hạ Hiểu Úc cố gắng nhẫn nại nói Sau khi cậu về đây Tôi mời ăn cơm tôi sẽ nói cho cậu Hừ San Thành Bân tiếp tục làm bộ làm tịch Cậu biết tôi không có đối tượng mới Nói không chừng tôi còn phải hẹn hò Dù sao tôi vẫn chở cậu là được rồi Khi cậu về nhớ gọi điện thoại cho tôi Giọng cô đột nhiên kinh hô Khiến cho Giang Thành Bân sợ hết hồn Chị làm gì thế Tôi Thì ra là Du Chính Dung từ trong cuộc nói chuyện Đã đoán được là Giang Thành Bân gọi tới nhìn cô nói chuyện tập trung như thế lại còn vội vàng định ngày hẹn gặp cô ở trước mặt anh là bị động như thế chưa bao giờ chủ động mời gì cả thế mà bây giờ ở trước mặt anh lại hàn huyên với một người đàn ông khác lâu như thế còn chủ động yêu cầu gặp mặt anh thật sự giận dữ thừa dịp cô không chú ý đứng dậy đi tới bên cạnh cô sau đó ôm cô đặt lên chân của mình không có chuyện gì cậu nói tiếp số cuộc là khi nào về cô dãy ruộng không được dù Chính Dung đã giữ chặt cô ở trước người, cái eo nhỏ nhắn bị anh ôm chặt từ phía sau. Môi anh bắt đầu ở phía sau cổ của cô, ở tay mà tàn sát bừa bãi. Anh thường ngày không chế bản thân rất tốt, nhưng giờ phút này không hề hành động theo phép tắc. Có lẽ ngày Chủ nhật tuần sau, Gian Thành Bân nói, giọng nói rất uể oải. Chị không phải có hẹn sao? Không, không có. Cậu gọi điện thoại cho tôi. Hạ Hiểu Úc dùng sức cắn môi dưới, cố gắng giữ vững ngữ điệu bình thường. Đáng tiếc, nó không thể nào không chế hơi thở Cô đã sắp nổ tung lên rồi Chỉ muốn hẹn nhanh lên rồi cúp điện thoại Miễn cho bị Giang Thành Bân phát hiện Bản thân mình đang bị người ta bắt nạt Được rồi, vậy thì tối đó rồi lại nói Được, tạm... tạm biệt cậu Giang Thành Bân gắt điện thoại Hạ Hiểu Úc cũng ném điện thoại xuống đất Em thật sự là một học sinh không nghe lời Dù chính Dung cắn vào vai cô Hiện tại anh không muốn tiếp tục đè nén cơn giận Cô vừa nhận điện thoại đã trực tiếp quên mất anh ở bên cạnh, chuyên tâm nói điện thoại với một người đàn ông khác. Trong lòng Du Chính Dung có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Đó là Gian Thành Bân, cậu ấy cuối cùng cũng liên lạc với em. Điện lưu nhạy cảm truyền đi khắp thân thể mềm mại, Hà Hiểu Úc khó chịu dãy dụa trên đùi anh. Đôi môi anh đào hé mở, bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ. Lúc này, chỉ bảo cùng dụ rỡ cũng không thấy. Anh chỉ là một người đang bị dày vò một người đàn ông khao khát được giải phóng. Trong đôi mắt anh Tuấn, lóe lên ghen tị và dục vọng, ngón tay anh mặc sức dao động, lướt thân thể cong cong yểu điệu động lòng người, tìm kiếm tới bộ phận mỏng manh mẫn cảm nhất. Anh nhẹ một chút, cô cảm thấy cả người khô nóng, giống như bị thiêu cháy. Giờ phút này, cô chính là một đóa hoa nhỏ đang nửa rộ trong vòng tay anh, tiểu diễm. Ngọt ngào mềm mại như vậy, có người đàn ông bình thường nào có thể kháng cự. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa anh sẽ kéo quần cô xuống liều lĩnh mà cho dù đang bị ghen tị và dục vọng đốt cháy toàn thân nhưng dù chính dung vẫn không có mất đi lý trí hạ hiểu úc bị làn sóng chiều xa lạ làm cho kích động đến mất hồn không rõ ràng trong khi anh công kích cuồng mãnh cô không thể chịu được nữa mở miệng khóc lớn lên dù chính dung lại cứng rắn dùng cương trước bờ vực hiểu úc anh ôm chặt lấy cô thở gấp mấy hơi rồi nói thật xin lỗi Cô với tư thế yêu mị, không đứng đắn, đang vắt ngang qua đầu gối anh, toàn thân mềm mại vô lực, tựa đầu vào lồng ngực nóng hổi của anh, nước mắt nhảy chảy xuống như điên. "Được rồi, được rồi, xin lỗi, không phải anh cố ý bắt nạt em." Anh trở người, ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Trên khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt, anh hiếm khi để lộ xấu hổ cùng đỏ mặt, lại càng không ngừng nói lời xin lỗi. Xem chút nữa, anh không chế không nổi bản thân. Dù sao, anh cũng lớn tuổi hơn cô lại là thầy giáo của cô lại có thể anh luôn luôn lấy tính cách tự chủ để kiêu ngạo mới vừa rồi phảng phất như gió thổi tàn bạo tuyệt đối không lưu tình anh thật xin lỗi anh ôn tồn nói bên tai cô thật sự thành ý anh biết em nói điện thoại với gian thành bân cho nên cho dù như thế nào em vẫn muốn gặp mặt gian thành bân hạ hiểu úc cắn giang nghẹn ngào nhưng kiên định nói em và cậu ấy chỉ là bạn tốt lần này là có chuyện cần phải nói rõ anh không cần phải tức giận như thế Anh biết Anh vẫn còn mang theo cảm giác có lỗi Hồn nhẹ một cái chấn an cô Anh biết anh thật xin lỗi Nhìn Du Chính Dung đã bình tĩnh trở lại Cũng gần như có thể nói lý Hạ Hiểu Úc lúc này mới oan ức mà dặn dò Vậy sau này anh không nên như vậy nữa Không được bắt nạt em như vậy Nói đến đây Khuôn mặt cô lại đỏ lên Ngoài dự đoán chính là Du Chính Dung mới vừa ôn nhu xin lỗi Giờ phút này lại mỉm cười quỷ dị anh chậm rãi lắc đầu, hôn lên đôi mắt mỹ lệ kia. thật xin lỗi, anh làm không được. anh chậm rãi nói, phảng phất như lời thề. anh nhất định sẽ tiếp tục bắt ngạt em. thì ra cảm giác ghen sẽ khó chịu như vậy. dù chính dung từ nhỏ đến lớn, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. bất luận về học tập hoặc công tác đều rất thuận lợi. năng lực cùng tính toán của anh là một nguyên nhân mà diện mạo anh nhã nhạt tuấn tú, nói năng cử chỉ ôn nhã cũng làm cho con đường anh đi trôi chảy hơn so với người bình thường dĩ nhiên không thể nói được là không hề thất bại nhưng nghiêm túc mà nói khi anh muốn gì đó còn không có không chiếm được nhưng chỉ cần cố gắng cuối cùng cũng sẽ nắm được trong tay mãi đến khi gặp hạ hiểu úc tuy rằng vừa thấy liền động tâm lại phải giấu kín suốt một học kỳ chờ sau khi hai người không hề có quan hệ thầy trò mới bắt đầu theo đuổi mà cô rất ngây ngô còn không hiểu được như thế nào là cự tuyệt dù chính dung trong cơ thể hỗn loạn sao động khát vọng cùng dục niệm phải phanh xe lại nhiều lần kiềm chế và hiện bây giờ giữa trưa cuối tuần sau biết rõ cô là theo người đàn ông khác đi ra ngoài tuy rằng cô lần nữa nhấn mạnh san thành bân chính là bạn tốt mà cõi lòng dù chính dung đầy ghen tị cùng không vui cũng không thể biểu hiện ra ngoài từ đầu tới cuối chỉ bày tỏ kháng nghị quá yếu ớt nhưng vẫn là bị đôi mắt phượng cam giận chừng mắt mà liếc lại anh chỉ là nói chuyện ở phòng thí nghiệm của anh xong có thể đi qua đón em chỉ cần em nói cho anh biết một tiếng mặc kệ các em hẹn gặp ở đâu cũng không sao dù chính dung buồng công đấu tranh không được hạ hiểu úc lập tức bác bỏ đặc biệt kiên định không hề có cửa để thương lượng đùa giỡn cái gì để cho gian thành bân thấy dù chính dung tới đón cô này căn bản chính là đổ thêm dầu vào lửa làm không tốt gian thành bân còn có thể nghĩ là cô cố ý thị uy hiểu úc dù chính dung dùng giọng nói dịu dàng bắt đầu cố gắng xuống nước vị tiểu thư trước mặt này ăn mềm không ăn cứng mè nhau năn nỉ cô muốn so với dọa cô hoặc uy hiếp cô hữu hiệu hơn nhiều trải qua mấy ngày ở chung thân thiết anh đã tìm được điểm này không nghĩ tới lúc này đây hạ hiểu úc kiên trì kỳ lạ không được không được cô mạnh mẽ lắc đầu chỉ là đi uống trà gian thành bân trước bữa tối sẽ về lại quân đội cho nên em sẽ không đi lâu lắm không cần anh đón anh không cần đi nhìn cô một bộ trang phục thoải mái lại toát ra vẻ xinh đẹp cũng không quay đầu lại rời đi dù chính dung chỉ cảm thấy thất bại tới cực điểm tại sao có thể như vậy đây anh biết đánh ngay từ đầu chính là tự mình áp dụng thế công chủ động kiên trì muốn tham gia vào cuộc sống của cô từ kiên nhẫn dụ dỗ cô từ kinh hoàng đến sau khi chấp nhận anh nghĩ đến con mèo nhỏ này đã muốn phục tùng kết quả lại đột nhiên bị móng vuốt mèo mà cào bị thương từ hạ gia lái xe trở lại trường học, cảm giác thất bại của Du Chính Dung vẫn không có biến mất. Với anh mà nói, này cũng là lần đầu mới trải qua. Trước kia thời học đại học, đi nước ngoài du học, đến sau khi kết giao bạn gái, đều là bằng tuổi, quá trình học giống nhau, hai bên thế lực ngang nhau, hơn nữa cả hai điều kiện lại cực tốt, khiến cho anh chuyện tình cảm đến đều xem như là trôi chảy, không cần tốn nhiều tâm tư, cho dù chia tay cũng rất vui vẻ mà lúc này đây gặp mặt Hạ Hiểu Úc, anh thật sự là gặp khó khăn. Tuổi trẻ đơn thuần cũng không có nghĩa là dễ dàng bị lừa, ngược lại, tuổi còn rất trẻ, kia mới biết có rất nhiều sự tranh lệch, không biết nên khóc hay cười mà kiên trì. Hiểu Úc hiện tại tỏ thái độ rất rõ ràng, tình bạn cùng tình yêu, cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn tình bạn trước. Tình bạn của cô cùng Giang Thành Bân có thật sự thân thiết như vậy không? Anh rốt cuộc so với Giang Thành Bân, làm sao có thể kém hơn? vào phòng nghiên cứu, tâm tư anh chuyển tới công việc. Trong núi báo cáo của học sinh, đồng số liệu thí nghiệm, nhưng anh không cách nào duy trì sự tập trung. Suy nghĩ vẫn không ngừng thoát đi khỏi sự khống chế của anh, không tự chủ được mà đoán. Hiện tại người trong lòng của anh đang làm cái gì? Là đang trò chuyện vui vẻ về tình hình gần đây hay là đang nghiên cứu thực đơn có những món gì? Hỏi tình hình Giang Thành Bân tham gia quân ngũ mà Hiểu Úc có thể đối Giang Thành Bân nói gần đây cùng anh có tiến triển hay không? Hiểu Úc biếng nhắc, Quyên rũ lại mang cảm giác hồn nhiên, nhiệt tình lại có e lệ, làm người ta yêu thương. Khi anh lần thứ hai lại lâm vào suy nghĩ ấy, thì bị tiếng đập cửa hơi vội vàng làm bừng tỉnh. Một người trung niên mập mạp, vẫn cái bụng thịt đi đến, hai bên tóc mai xám trắng, hai hàng lông mày gắt gao nhíu lại, biểu tình không vui trưởng du chính dung. Cậu gần đây có việc gì? Giữa trưa tới tìm cậu, 10 lần có 9 lần không thấy. Ông thầy giận dữ chỉ trích. Dù du chính dung rất kinh ngạc, nhưng mà vẫn là lễ phép từ chỗ ngồi đứng dậy. Giữa trưa có chút việc đi ra ngoài, thầy Trung tìm em có việc. Anh điểm đạm hỏi. Trong mặt vị này, dù chính dung xưng Hồ người lớn tuổi ấy là thầy, vì khi anh đại học, đó là thầy đã dạy anh vài năm. Vài năm sau, anh học xong về nước, lên về nhà trường dạy học. Dĩ nhiên được vị thầy giáo này xem vào hàng ngũ học trò. Tôi tìm cậu dĩ nhiên có chuyện. Thầy Trung lớn tiếng nói, yêu cầu cậu viết mấy trang luận đại cương số cuộc viết xong chưa? Biên tập tập san người ta đã gọi điện thoại đến thúc giục. Mau nhanh đưa cho tôi xem. Dù chính dung tuy rằng vẫn là đang mỉm cười, nhưng vùng sữa lông mày lại hơi nhíu lại. Thầy Trung, em nhớ rõ tuần trước đã báo cáo với thầy, gần đây em thật sự rất bận. Trên tay còn hai văn bản kỳ thi quốc gia phải kết thúc báo cáo. Còn chuyện ký tên bảo vệ môi trường bên kia, và lại còn lên lớp. Anh chậm rãi giải thích. Chưa nói đi ra là còn có một tiểu thư nũng nịu, chuyện công và tư cùng một chỗ, anh căn bản không có thời gian giúp đỡ thầy. Chỉ thấy thầy Trung ánh mắt chừng, cực không thoải mái nói. Việc của cậu là đi theo học trò chứ gì? Đã sớm nói với cậu, đem luận đại cương sửa trước, cậu không nghe. Hiện tại được rồi, người ta đòi bài viết, tôi nói hết lời mới kéo dài được đến tuần sau, nếu không phải tôi nói. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng du chính dung, anh trầm mặc một lát. Thầy Trung kệ lớn lên mặt, từ đầu tới cuối không muốn thừa nhận chuyện học trò trở thành đồng sự vẫn như cũ đối anh vây mặt thất hàm sai khiến còn cương quyết yêu cầu dù du chính dung viết thay phần báo cáo luận văn này cho dù anh viết ra muốn thấy thầy trung sẽ mất hứng làm cho ông thấy dù du chính dung này trên danh nghĩa chỉ là một đứa nhóc cho nên dù du chính dung căn bản chính là một xạ dạ thủ khi thầy đàn áp mạnh mẽ nên buông tay mặc kệ tình hình ra sao công việc của chính mình đến nỗi không thở bỏ thời gian ra mà hoàn thành một phần báo cáo phân tích phức tạp. Cậu chớ quên, lúc trước cậu có thể quay về trường dạy học, để cử của tôi được tin tưởng nhất. Thấy Trung một tay ôm bụng thịt, một tay kia còn lại thực kích động mà vung, lớn tiếng tuyên bố nói. Cho cậu cơ hội viết luận này, cậu còn không nắm chắc cho tốt, suốt ngày chỉ làm những việc vớ vẩn vô dụng. Nếu thanh niên mà không có trí tiến thủ, Thầy Trung nước miếng tung bay mang đến 10 phút mới dừng lại đến thở hồn hền. Dù chính Dung chậm rãi mở miệng Thầy Trung, em đã nói qua rất nhiều lần, phần báo cáo này vốn không phải sở trường của em, nên là phải chọn người thích hợp hơn, em không dám nhận phần công tác này. Thời gian gấp gáp như vậy, cậu bảo tôi đi tìm ai? Có lẽ, thầy có thể suy nghĩ tự mình viết. Bàn tay dày thật mạnh đập ở trên mặt bàn, làm cho ống đựng bút trên bàn, đồ dùng trong văn phòng đều nhảy dựng. Thầy Trung gương mặt hơi mập, giờ phút này tức giận phình ra như gan lợn, toàn thân phẫn nộ liên tục run run. Cậu dám ngỗ nghịch với tôi như vậy? Cậu có biết thời gian trước, chủ nhiệm khoa và những giáo sư khác đều nói cậu dây dưa không rõ cùng học trò, là tôi tự mình sắp xếp hội nghị giúp cậu nói chuyện, cậu mới được thư mời tiếp đến học kỳ sau, bằng không, sau qua học kỳ này, công tác của cậu còn không biết ở nơi nào." Nghe ra trong giọng nói phẫn nộ của thầy có ý uy hiếp, dù chính dung lại trầm mặc, trên mặt anh Tuấn, đường cong căng ra vẻ kiên cường, giống như không có biểu tình chỉ có ở chỗ sâu trong đôi mắt có ẩn chứa tin tức giận di chuyển. Làm nghiên cứu sinh, loại chuyện thầy lợi dụng học trò này đã không phải chuyện mới gì. Chính là dù chính Dung không nghĩ tới, cho dù sau khi chính mình cố gắng nhiều năm trở lại nơi này cùng thầy địa vị ngang nhau vẫn như cũ là mộng đẹp bị đập một phát, căn bản không có khả năng xảy ra. Không cần nói học vị của anh cao tới đâu, kiến thức lại phong phú, học sinh lại ủng hộ, mặc kệ anh hiện tại chức vị như thế nào, lương một năm bao nhiêu, ở bên ngoài có bao nhiêu danh hiệu giành được bao nhiêu sự ngưỡng mộ anh tại đây trước mặt thầy giáo ngày xưa vẫn như cũ là một học trò mãi mãi phải là yên lặng chấp nhận yêu cầu vô lý từ thầy địa vị mãi mãi không thay đổi có lẽ là chuyện hiểu úc làm cho anh nôn nóng bất an có lẽ là nhiều chuyện không xác định được làm người ta mệt mỏi dù chính dung luôn luôn dùng bộ mặt dịu dàng để đối xử với người khác cũng lộ ra vẻ u ám hiếm thấy cũng không vui Nét tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn biến mất, lại mang áp lực trầm mặc, đối mặt với vô lý đến cực điểm của thầy Trung. Thầy Trung một mình làm ầm ĩ một hồi, lại giống như bị bao phủ bởi âm vang dội của bức tường mà dường như kêu to hơn, cổ họng bắt đầu phát đau, ông không khỏi cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Học trò du chính dung nho nhã nhã nhặn này, lúc trước chính là nhìn cậu bộ dáng dễ bắt nạt, mới vui lòng cố gắng bảo cậu về trường dạy học, không nghĩ tới cậu cũng không dễ dàng khống chế. Không nghe lời, một chút cũng không nghe lời. Tuy rằng sẽ không mâu thuẫn ngay mặt, nhưng là Du Chính Dung không muốn làm việc, như thế nào cũng sẽ không đi làm. Thầy Trung đã chạm qua nhiều cây đinh mềm mại, mỗi lần đều tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ngay cả muốn cậu viết thay vài trang luận văn cũng khó khăn như vậy, về sau muốn cùng nhau hợp tác như thế nào, dùng đơn vị danh nghĩa trường học, đi thu một ít dễ chịu cùng quà tặng sao. Thầy Trung càng nghĩ càng không cam lòng, về mặt máu lên như gan lợn còn toát ra một chút mồ hôi ông nghiến răng nghiến lợi quát mắng nói nói cho cậu biết cậu tốt nhất an phận một chút sinh hoạt cá nhân kiểm điểm một ít không nên chọc giận tôi lại gây ra chuyện lớn xem cậu giải quyết như thế nào nói xong thầy Trung tức giận mà xoay người chuẩn bị rời đi còn không cam lòng bỏ qua bỏ lại một câu luận đại cương của tôi trong tuần nhất định phải giúp tôi viết để trên bàn cho tôi cứ như vậy đi hoàn toàn không cho du chính dung cơ hội nhiều lời Thầy Trung đóng sầm cửa bước đi. Dù chính Dung chỉ có thể thở dài một hơi thật mạnh, một lần nữa ngồi trở lại trước ghế dựa lưng cao để làm việc. Anh Tháo kinh mắt xuống, dày dày giữa lông mày. Nhớ lại giống như khi đến trường vào cuối kỳ, cũng là bị thầy Trung gió bão mãnh một hồi. Sau khi anh ra cửa, Nên gặp được Hạ Hiểu Úc đến sao báo cáo. Cô vẫn mang bộ dáng quyến rũ, vẫn khắc thật sâu vào trong lòng của anh. Và lúc rất suy sụp uể oải, nghĩ đến cô, để cho anh một cỗ lực lượng mới, khóe miệng cũng nhịn không được nhếch lên giống như tất cả đáng ghê tởm cũng không quan trọng chỉ cần có thể ôm cô nhẹ nhàng khẽ hôn khóe mắt khuôn mặt xinh đẹp của cô nhìn cô xấu hổ lại vừa thẹn dù chính dung liền cảm thấy hài lòng nhưng mà giờ phút này nghĩ đến hạ hiểu úc lại giống như liên tiếp gặp tai nạn cảm giác ghen thật sự khó chịu Hồi nữa vừa mới thấy một viên bom nổ mạnh chính mình cũng bị ảnh hưởng đến bùng nổ mà chán nản trong lòng vẫn còn đầy cảm giác ghen tuông loại cảm giác này đặc biệt không dễ chịu. Dù chính dung lần thứ hai không có cách nào mà hít một ngụm khí thật dài. Cùng lúc đó ở một thành phố khác Hạ Hiểu úp xoa nhẹ lỗ tai đang ngứa. Sao vậy? Ngứa lỗ tai sao? Sàn thành bân nãy giờ ngồi vùi đầu vào mấy món ăn trên bàn còn không quên nâng mắt lên dùng khóe mắt thực khinh thường chăm chú nhìn cô. Nhất định là thầy giáo đẹp trai đang nhớ chị đấy. Hừ. Hạ Hiểu Úc chỉ uống ly hồng trà lựu một chút. của chống cằm, lời biếng mà khuấy những viên đá trong ly trà phát ra tiếng vang lanh lảnh cũng không có lời đáp chỉ có phải đang nhớ thầy giáo đẹp trai không gian thành bân chất vấn cậu đơn giản buôn dao nĩa hùng hổ mà của trách chị nếu một khắc mà không rời thầy được đến như vậy vậy trở về trở về bên người thầy dù sao chị cũng không yêu mến người bạn như tôi đây đúng không tôi vừa rồi không có hạ hiểu úc nhị không được cãi lại tôi chỉ là nhìn cậu một bộ dáng giống như mấy trăm năm chưa ăn no không muốn quấy rầy cậu ăn cơm thôi. Vừa nói như thế, San Thành Bân liệt gật đầu. Đúng vậy, tôi đã rất lâu chưa ăn no rồi. Trong quân đội đó quả thực là cho heo ăn mà. Lâu sẽ thành thói quen thôi, nhẫn nại một chút. Dù sao, coi như Thành là rèn luyện chính mình. Cô có lòng tốt khuyên. Rèn luyện chính mình? San Thành Bân cười lạnh một tiếng. Tôi rèn luyện chính mình đi dành ăn với heo làm gì? Chuyện này đối với tôi về sau sẽ có gì tốt sao? Nhìn trên mặt cậu thanh tú trăng nõn để biểu tình khinh thường mũi đều chớp ra vì phơi nắng hạ hiểu úc nhị không được có chút đau lòng gian thành bân luôn luôn thích sạch sẽ đối với đồ ăn đồ uống tới đồ dùng cuộc sống hàng ngày đều có thưởng thức rất cao một người con trai cẩn thận như vậy bị quăng đến một nơi huấn luyện tinh thần và thể xác sắt thép như vậy ý chí kiên cường của bộ đội thời gian thích ứng của cậu tuyệt đối không được thoải mái cũng là dùng thức ăn ngon để quyến rũ thêm nữa hạ hiểu úc nhỏ giọng mềm mại khẩn cầu gian thành bân lúc này mới giống như là ban ơn đáp ứng tạm thời đèn tức giận đặt ở một bên lúc nghỉ ngơi sẽ cùng cô gặp mặt nhưng gặp mặt cũng không làm cho cô cảm thấy dễ chịu cuối cùng trong lúc nói hai ba câu đã châm chọc nhằm vào quan hệ thân mật của cô cùng du chính dung khiến cho cô đỏ mặt tới mang tai không có cách nào đáp lại dứt khoát cúi đầu uống trà tùy anh nói các người tới mức độ nào rồi hôn chưa sở qua chưa trên giường chưa gian thành bân không lưu tình chút nào mà đặt câu hỏi sắc nhọn có phải đã ở chung hay không dù sao nhà chị cũng không có người thầy ấy chuyển vào cũng không sao không có hạ hiểu úc vội vàng phủ nhận mà trái xoan bắt đầu nhiễm chút đỏ ở nhợt nhạt hừ chị nói không có thì không có sao cậu lại ngừng mắt nhìn cô chị ngay từ đầu không phải còn nói rất chán ghét thầy du kết quả thì sao chuyện này đã nói qua nhiều lần hạ hiểu úc cho dù giải thích đến miệng khô lưỡi khô san thành bân cũng không để ý tới cho nên cô chính là rất bất đắc sĩ há mồm lại ngậm lại không muốn tranh cãi cô ngay từ đầu đối với du chính dung thật sự không phải cái loại cảm giác này nhưng mà nói đi nói lại thì hiện tại cô đối với anh lại là cái cảm giác gì đây ý nghĩ ấy lóe lên khiến cho cô trượt dùng mình vẫn không dám thẳng thắn thừa nhận thậm chí đối mặt với cảm giác của mình nguyên nhân rất đơn giản trầm sâu tận nội tâm cô kỳ thật không tin không tin chính mình cũng không tin tưởng du chính dung Mắt thấy Hạ Hiểu Úc lại lâm vào trầm mặc có chút hoảng hốt, đôi mi thanh tú khẽ chớp chớp. Từ lúc vừa gặp mặt Gian Thành Bân, không nên dùng lời nói bén nhọn để công kích cô, không khỏi bắt đầu có chút hối hận. Nhưng mà, muốn anh phải xuống nước nói vài câu lời hay để chấn an cô. Cũng thật sự là chuyện không làm được. Sao lại trưng vẻ mặt này với tôi? Gian Thành Bân sau khi đem dĩa cơm trước mặt anh sạch sẽ, ngay cả đồ uống cũng không chừa một giọt, nó bụng mới không cam lòng hỏi. Người giống như chị vậy, còn có thể có cái gì để phiền não muốn cái gì có cái gì trong nhà còn không có ai quản trị mỗi ngày có soái ca giúp chị ấm giường kỳ quái tôi sao lại không có số mệnh thế này cậu nhất định phải chua như vậy sao hạ hiểu úc không có sức lực mà hỏi bằng không vậy chị nói rốt cuộc phiền cái gì hạ hiểu úc lại trầm mặc sau giữa trưa trời nóng dần lên hạ hiểu úc ngồi ở bên cửa sổ đắm chìm dưới ánh sáng vàng rực rỡ đôi mắt cô màu hồ phách cắt ra một tia cô đơn cùng bất lực. Nhớ lại giống như 4 năm trước, ánh mắt cô chính là như vậy, làm cho Gian Thành Bân đối với cô sinh ra nhận thức đồng cảm mãnh liệt. Một người trong hoàn cảnh bối rối, cùng khẩn trương, hơn nữa với mọi người xung quanh không hợp nhau, đối với tình huống đặc biệt nhạy cảm của bản thân mà tự cảm thấy bọn họ đều giống như một con sói cô độc, một mình đi về nhưng thoải mái. Trong một môn học khi học cùng nhau, các học sinh đều vui vẻ trò chuyện, tự do mà chọn bạn để chia nhóm. Chỉ có hai người bọn họ trầm mặc mà đợi ở trên chỗ ngồi của mình. Gian Thành Bân vẫn không biết là chuyện gì xảy ra, dụng khí khi đó thình lình bộc phát. Cậu đứng lên, đi hướng đến gương mặt trái xoan tuyết trắng. Cô gái đó đôi mắt phượng quyến rũ, rất bình tĩnh mà nói. Vậy tôi với cậu một tổ đi. Trong một hai giây, Hạ Hiểu Úc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức gật gật đầu, nét mặt biểu lộ một chút mỉm cười. Bắt đầu từ khi đó, bọn họ thân thiết như chị em, lại như quan hệ bạn bè cho tới bây giờ. Suốt thời gian đó, hai bên đều có bạn trai, nhưng không có giống như lần này, để một người dính vào phá hủy cảm tình giữa hai người. Thật sự đơn giản là Gian Thành Bân đối với Du Chính Dung cũng có thiện cảm sao? Có thể là cậu cũng không có cách nào chấp nhận được cảm giác bị cướp đi bạn thân hay không? Hai người trầm mặc khoảng một lát, mãi đến khi người phục vụ lại đây dọn bàn sạch sẽ, vẫn là im lặng. Tôi sắp lấy bằng tốt nghiệp rồi. Đột nhiên, Hạ Hiểu Úc nói ra câu này. Vậy cũng tốt, chị cũng nên lấy bằng rồi. Gian Thành Bân diễu cợt cô. So với người ta nhiều hơn một năm, kiến thức chuyên ngành của chị nhất định càng sâu hơn. Hạ Hiểu Úc nhìn cậu liếc mắt một cái, cười khổ. Sau đó, Gian Thành Bân chợt hiểu được cô đột ngột nói câu này, phía sau chắc có ẩn ý gì. Bà chị kêu chị đi Singapore. Hạ Hiểu Úc chậm rãi gật đầu, cô biết gian thành bân sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ đến. Mẹ của cô khi cô lớn một chút đã mắc bệnh và qua đời, mà trước đó bà và mẹ của cô đã sống riêng nhiều năm, bên ngoài có gia đình khác. Một năm cô chỉ đến gặp ba một, hai lần, cho nên sau khi mẹ qua đời, cô từ chối yêu cầu của ba muốn cô chuyển đến Singapore ở cùng. Thà rằng một mình sống ở Đài Loan, lý do là cô còn đang học đại học, có được tấm bằng rồi mới nói tới chuyện này. Mà hiện tại, cô đã gần tốt nghiệp đại học, ngoại trừ phiên dịch bài viết ở bên ngoài, cũng không có việc làm cố định, hẳn là nghe theo yêu cầu của ba đi Singapore đoàn tụ mới phải. Nhưng là cô một chút cũng không nghĩ. Chị không nghĩ sẽ đi đúng không? Tất cả ý châm biến trong mắt Giang Thành Bân tìm không thấy nữa, trở nên lo lắng một cách nghiêm túc. Vậy không cần đi. Và chị có thể đối xử với chị như thế nào? Hạ Hiểu Úc nhún nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ông nói, muốn đem phòng ở Đài Bắc bán đi, cũng không cho tôi phí sinh hoạt, nếu tôi tự mình sống được, không qua cũng không sao. "Này có ý gì đây, uy hiếp sao?" Tôi nghĩ hay là đi, Giang Thành Bân không dám tin trưởng cô, chỉ tính ngoan ngoãn nghe lời, chỉ không nuôi bản thân được sao? Cậu cảm thấy được sao?" Cô hỏi lại. Nói thật, bộ dáng Hạ Hiểu Úc trời sinh chính là thiên kim tiểu thư, Giang Thành Bân cũng không cách nào tưởng tượng cô ở trong một căn phòng nhỏ cùng người khác xài chung nhà vệ sinh, mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, về nhà còn phải tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Thật không có tiền đồ, cậu bĩu môi, vậy chị đi tìm con rùa vàng để nuôi đi, thầy Du hẳn là nuôi chị được, không bằng đến kết hôn sinh con, chuyên tâm đảm nhiệm tốt vai trò bà chủ gia đình. Hạ Hiểu Úc như là nghe được cái gì, ngày và đêm giống nhau, mắt phượng trừng thật to, vẻ mặt không dám tin. Cậu thật sự đã cho tôi cùng anh ấy sẽ. Vì sao sẽ không? Giang thành bân uống một ngụm nước chẳng hề để ý tiếp tục nói tôi từ rất sớm đã nói qua quen biết chị lâu như vậy lần đầu tiên nhìn chị đối một người đàn ông quan tâm bộ dáng để ý huống chi quan hệ kết thúc là chuyện rất bình thường lại không có gì nghiêm trọng chị vẻ mặt làm sao lại hoảng sợ như vậy không có gì nghiêm trọng vậy cậu trước kia làm sao lại có phản ứng mạnh như vậy còn tức giận đến suýt chút nữa đoạn tuyệt với tôi hạ hiểu úc tay chống cằm thản nhiên cười nói nhìn trong mắt phượng của cô lấy ra tiên nghịch ngợm hiếm thấy san thành bân thở dài một hơi trên mặt thanh tú trăng nõn lụi ra vẻ mặt cô đơn bởi vì tôi tự mình biết con đường của mình đôi này tuyệt đối không có cơ hội cùng người trong lòng hẹn hò kết hôn đi sau một lúc lâu cậu thản nhiên nói hạ hiểu úc nhị không được mà đưa tay nắm lấy tay của cậu tay cậu so với tay của những nam sinh bình thường khác mà trắng nõn nhỏ bé hơn giúp cậu động viên tinh thần mà không nói gì mặt trời chiều ngã về tây bên cửa sổ hai người đối mặt nhau hai người đều có tâm sự phức tạp giải quyết cũng giải quyết không ổn kết giao kết hôn thật là tất cả những vấn đề có thể giải đáp sao tuổi trẻ bọn họ đều không có đáp án khi thời tiết thay đổi trên phố đài bắc dần dần vắng vẻ làm người ta cảm giác có chút u buồn nhưng mà hạ hiểu úc may mắn mình cùng gian thành bân quan hệ đã ổn trở lại Vậy là lúc cô buồn vào cuối mùa thu, một số chuyện có thể làm cho trong lòng của cô ấm lại. Dĩ nhiên, dù chính dung không tính. Nghĩ đến du chính dung, Hạ Hiểu Úc cũng không cảm thấy ấm áp trong lòng, mà là một cơn lửa dường như rất nóng, quả thực muốn đem cô đốt thành cho. Cô có thể cảm nhận được du chính dung bề ngoài nhã nhặn nho nhã, che giấu chính là bản chất phong đãng và ngang bướng. Anh vẫn cố gắng kiềm chế, cũng che giấu rất khá. Nhưng là gần đây, tình hình dường như từ từ mà thay đổi. Ánh mắt nhìn cô càng ngày càng lộ liễu, ôm càng ngày càng chặt, mỗi lần đều giống như muốn đem cô tiến trong thân thể. Khí lực đàn ông trưởng thành đúng là kiên cường mà tràn ngập sức lực như vậy. Ở trong lòng anh, chính mình giống như hóa thành kẹo đường, chỉ có thể mềm mại mà dựa sát vào nhau, mặc cho tim đập không chế không được, mặc cho dòng nhiệt khác thường chạy suốt toàn thân, hơi thở dục vọng, nhiệt độ rõ ràng quẩn quanh trong không khí, mà dù chính dung càng ngày càng không muốn kiềm chế. Hiểu Úc Tiếng gọi ôn nhu vang lên bên tai Làm cô không ngừng nóng lên Người tê dại Ở trên sofa nhà cô Hai người vốn ngồi kề vai nhau thảo luận chuyện trên lớp của Du Chính Dung Không biết vì sao Nói Hạ Hiểu Úc bị lửa dỗ nửa lửa Ôm đến trong lòng anh Mùi của anh bắt đầu dao động Sau đó Ngón tay thon dài mang ma pháp Dịu dàng nhưng kiên định Mà cởi nút áo sơ mi của cô Gần đây Du Chính Dung không cam lòng mà ôm nữa anh một lần lại một lần thử dò thám, mặc kệ là của cô hay là chính anh. Khi đầu ngón tay lạnh thô giáp của anh so làn da mềm mại của đóa hoa trước ngực cô, hạ hiểu úc bất an mà vặn vẹo, thân hình khẩn trương đầy căng thẳng. Thả lòng một chút, đừng khẩn trương như vậy. Tiếng nói anh khàn khàn so với bình thường vài phần kiên nhẫn và dụ dỗ Nghĩ không được, khẽ hôn đôi mắt kích động mở thật to của cô. Sao có thể không khẩn trương? Khi ngón tay đàn ông vân vê nụ hoa rất mẫn cảm, cô cả người hoảng sợ nhảy dựng lên, quả thực giống như là điện giật. Em... Cô thở dốc làm cho âm điện không ổn định, hơi run. Hiểu Úc của anh đáng yêu, Hiểu Úc thẹn thùng. Anh khẽ cười, mỗi bên tai của cô bắt đầu từ hai má, từng nụ hôn nóng bỏng, thẳng xuống trước cổ, trước ngực trắng như tuyết của cô. Anh nhẹ nhàng mà gặm hôn, cẩn thận ở trên da thịt mềm mại, để lại một dấu ấn thân mật. Một ngày nào đó, anh sẽ không làm cho em sợ. Anh như là nói với cô, cũng là đồng ý với mình. Một mặt nói, một mặt khẽ hôn dịu dàng, dừng ở mép tóc, khuôn mặt, đuôi lông mày của cô. Hiểu Úc, một ngày nào đó, em sẽ đem chính mình giao cho anh, để cho anh dạy cho em chuyện vận động rất mê người, rất ngọt ngào trong đời. Khuôn mặt của cô đã thấm hồng, tim đập rồn rập, không có dấu hiệu hòa hoãn. Vừa mới bị vuốt ve, hương vị hôn môi, giống như là bản thân cảm thấy, sự mẫn cảm làm cho cô không có cách nào bỏ qua đây là dục vọng sao xa lạ lòng người ta vừa chờ mong lại vừa sợ hãi khuôn mặt nhỏ nhắn trôn ở bên gái của anh cô mơ hồ oán giận thầy giáo nên dạy học sinh hình như đều không phải cái này dù chính dung tiếng cười trầm thấp cuồn cuộn trong lồng ngực em ở bên anh tuyệt đối có thể học được rất nhiều những gì mà sách giáo khoa không viết anh chẳng những sẽ dạy em còn có thể giúp em lúc nào cũng ôn tập ngẫu nhiên phải kiểm tra một chút cho em vĩnh viễn không quên được tiếng nói khản khản mê hoặc lời nói mang hai ý trêu đùa vô cùng thân mật lại bị tiếng chuông cửa đột ngột đánh gãy ngoại phòng khách chuyển đến tiếng vang làm cho hạ hiểu úc kinh ngạc nhảy dựng lên dù chính dung mày dậm cũng nhíu mày theo nhìn người trong lòng kinh hoàng sửa sang lại quần áo vuốt vuốt mái tóc bộ dáng khẩn trương tưởng như là hẹn hò cùng tình nhân bị người chồng hợp pháp bắt thâm sâm trên giường trong lòng anh phát bực anh mới là bạn trai chính quy của cô cho dù tình bạn giữa Giang Thành Bân Cùng cô rất tốt Hai người bạn bè nhiều năm Cũng không nên qua chương như vậy chứ Đã không biết là lần thứ mấy Thật vất vả cuối tuần mới có cơ hội Nghỉ ngơi cùng cô một lát Lại bị một tên đàn ông khác tiến dần từng bước phá hỏng Bạn tốt chết tiệt Dù chính dung vẫn cứ đem hạ hiểu Úc Đang muốn né ra kéo lại vào trong Vắt cao chế trụ Không cho cô đi Anh không nên như vậy Để cho em đi mở cửa Cô sãy ruộng Không cho phép dù chính dung dịu dàng nhưng kiên địch nói như vậy không tốt hạ hiệu úc vô ích mà tiếp tục dãy ruộng nhưng sao cũng không dãy ra được cái ôm bá đạo của anh có gì không tốt anh thuận thế mà hôn lên gương mặt hồng cả lên của cô Giang thành bân được nghỉ trong bộ đội ra vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn xinh đẹp ướt át này cậu bỏ lại cái túi màu xanh lá mạ quay đầu bước đi thật có lỗi quấy rể các người rồi tối nay lại đến chờ một chút Giang thành bân Hạ Hiểu Úc gấp đến độ dùng sức thật mạnh đẩy Du Chính Dung thật vất vả mà đẩy ra cũng không quay đầu lại mà đuổi theo Cậu muốn đi đâu? Dù Chính Dung thở dài ngồi trên sofa cảm giác bất đắc dĩ lẫn mỏi mệt dâng lên như thủy triều sục vọng quần của lúc nãy trong người bắt đầu chìm xuống Chị đang bận, tôi không cần chị lo Gian Thành bân giọng cất cao thực không thoải mái nói Hạ Hiểu Úc thấp giọng không biết nói chút cái gì nhưng mà nghe được là đang dịu dàng trấn an với bạn học mà nói chuyện như vậy sao? Dù chính dung trong lòng tràn ngập ghen gương từ chừng như đã muốn bắt đầu ăn mòn, xuyên qua thân thể anh, cảm giác nôn nóng cũng lập tức dâng lên. Anh xác định muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng cô, người cô rất quan tâm kia, nhưng mà hiện tại, gian thành bân dường như dẫn đầu thật ra, đáng giận. Dù chính dung khóe miệng cong lên, nở nụ cười diễu, đã mấy tuổi còn làm gương người tốt, lại có thể ăn dấm chua như vậy, có tâm tình ngây thơ như vậy này không thể được sống nhiều năm nhưng lại sống như một chú chó bên người đi phải nghĩ cách suy nghĩ vừa lấy ra anh lập tức đứng dậy kéo quần áo chỉnh tề mệt mỏi mà đi đến cạnh cửa một tay chống đỡ khung cửa san thành bân đã lâu không gặp anh thuận tay kéo hạ hiểu úc đứng ở cạnh cửa giữ chặt eo nhỏ của cô không cho cô dãy không nói gì biểu thị chủ quyền công khai buổi tối cùng đi ăn cơm đi hai gương mặt trẻ không hẹn mà cùng chuyển hướng nhìn anh rất kinh ngạc chỉ có thể ngây ngốc nhìn và cười yếu ớt thần thái du chính dung ưu nhàn giống như anh chính là một ngôi sao nước ngoài đây là lần đầu tiên anh chủ động ra trận với tình huống có phản ứng như vậy quả nhiên hạ hiểu úc vẻ mặt ai náy, còn giang thành bân mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng ngây người tình huống lập tức có chuyển biến lớn Dù chính dung nhị không được có một chút cảm giác thắng lợi nhưng mà anh che giấu rất khá chỉ để lộ từ đôi mắt lấy ra một chút manh mối thằng quỷ nhỏ muốn cùng ta đùa một trận đoạt phụ nữ sao còn sớm đâu về nhà tu luyện nhiều năm nữa đi tiểu thư thân hình mềm mại ngọt ngào trong lòng vẫn còn tiếp tục dãy ruộng tiết kiệm dùng ít sức đi em sớm hay muộn cũng là của anh không cần lại dãy ruộng dù chính dung đắc ý nhưng thật đáng tiếc không thể duy trì được lâu hạ hiểu úc không được tự nhiên cũng không hợp tác thật sự là tới danh giới đáng giận. Cuối tuần muốn hẹn cô ăn cơm, cô đã nói cùng Gian Thành Bân có hẹn. Dù chính Dung kiểm chế tính mình, đề nghị ba người cùng nhau ăn, cô lại kiên quyết không chịu, giống như Dù chính Dung xấu xa đến cỡ nào. Anh cũng không phải dỗ như vậy, không làm ăn nữa có được hay không. Chuyện nhiều vô kể anh đã không nói. Anh mời cô đi ăn, chẳng lẽ cũng không được sao? Đã vượt hết mọi chướng ngại để gặp mặt Hiểu Úc, mà hết lần này đến lần khác, nàng cũng không nề mặt. Có đôi khi anh rất hoài nghi Rốt cuộc ai mới là bạn trai thật sự của em. Trong điện thoại, lại bị từ chối dù chính Dung không thể nhịn được nữa, không nhịn được mà nói. Em đã nói rất nhiều lần gian Thành Bân với em là bạn, bạn tốt, chính là như vậy mà thôi. Cậu ấy tuyệt đối không có khả năng đối em sinh ra hứng thú. Anh không cần luôn hoài nghi em như vậy được không? Giọng nói mềm mại đầy mệt mỏi màn chút bất đắc sĩ nói. Dù chính Dung không có cách nào trả lời anh rất để ý, cho nên không có cách nào mà lạnh nhạt, không thể không ăn dấm. Có khi anh cũng hoài nghi chính mình rất yêu cô, tùy ý cô nhào nặn thế nào cũng được, mọi chuyện chiều cô. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cô, đôi mắt quyến rũ kia, dáng vẻ mang chút mê man, dù chính dung liền nhịn không được mềm lòng. Cho nên đến cuối cùng, anh cũng chỉ là chưa xót hỏi. Nếu như là em, hiểu Úc, nếu hôm nay đổi lại là em, thấy anh cùng người con gái khác ra vào cùng nhau, đem em để qua một bên, và anh bảo cùng người con gái kia là bạn tốt, em sẽ nghĩ như thế nào? Này chỉ là đơn giản mà đặt câu hỏi, dù chính Dung cũng không có mong mà nhận được đáp án. Anh dĩ nhiên không nỡ mà ép hỏi cô. Chẳng qua vấn đề này làm cho Hạ Hiểu Úc mất ngủ. Nằm ở trong bóng đêm, cô hai mắt mở thật to, trừng trần nhà. Nếu là cô, cô nhớ tới thật lâu trước kia, ở phòng nghiên cứu, nhìn thấy Du Chính Dung của một người tuổi tương đương nhau. Khi nữ phóng viên xinh đẹp kia nói chuyện, trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn kỳ quái nếu du chính dung hôm nay nói với cô anh cùng với nữ phóng viên kia đi ăn cơm mà bọn họ chính là bạn tốt không cô tuyệt đối sẽ không tin này tiêu biểu cái gì đây cô đối với chuyện được yêu không có tự tin như vậy cho nên vẫn muốn chạy trốn cho an toàn cô có thể nắm trong tay ví như tình bạn hoặc là sự cô đơn bên trong điện thoại trên đầu giường nút đỏ ghi âm cuộc gọi tối có lẽ sáng nội dung tin đó Hà Hiểu Úc nhớ rõ ràng. Hiểu Úc, những ngày cuối năm con có thể tự lo sao? Chúng ta đã chuẩn bị phòng cho con thật tốt, người một nhà xa cách hai nơi, dù sao cũng không phải biện pháp tốt, mau thu dọn, mua vé máy bay qua đây đi. Thành âm của ba cô, hai năm nay đã giảm một cách rõ rệt, mỗi lần khi nói chuyện điện thoại với nhau đều làm cô kinh hãi. Tuy rằng ba nhiều năm ở nước ngoài, tuy rằng ba mẹ chia tay đã rất nhiều năm, ba cô nhưng đối con gái là cô vẫn chăm sóc xin gì được nấy trong cuộc sống chẳng những không có bỏ qua không để ý tới mà còn chăm sóc cô rất nhiều nhưng mà cô vẫn là đầy do dự cô không tin tình cảm như vậy nước mắt của mẹ giống như lại xuất hiện ở trước mắt đàn ông không trùng tủy dường như đã trở thành quy tắc thiết yếu nhiều năm qua cô thật cẩn thận mà giữ vững tình cảm của mình bất luận như thế nào trong lòng luôn có nơi không thể để cho người ta đến gần hay thấy rõ phòng vệ kiên định như vậy lại gặp được du chính dung dưới sự dịu dàng lại nhiệt tình kiên trì của anh mà chậm rãi lặng lẽ buông lòng trong mắt anh cô giống như là xinh đẹp nhất người con gái làm anh rất ham muốn ngay từ đầu cô đã bị thế tiến công bình tĩnh của anh đánh vào nhanh chóng rơi vào làm cho cô đầu óc xa vào bất tỉnh lạc đường trong lòng anh chính mình dường như đã quên trước kia đối với mọi người có bao nhiêu cẩn thận và nhiều xa cách mà giờ phút này đêm khuya yên tĩnh cô nằm ở trên giường, trong lòng nhớ. Trước mắt hiện lên, vẫn đều là khuôn mặt anh Tuấn mà nhã nhặn kia, đôi mắt lấp lánh ngọn lửa đang bốc cháy. Mùi của anh, tay anh, thân thể cứng rắn mà thon dài của anh, làm cho cô chỉ là nhớ mà toàn thân bắt đầu nóng lên, giống như vừa uống rượu. Người đàn ông như vậy, vì sao sẽ thích cô? Mà cô, nhưng vẫn lấy san thành bên làm cớ, không ngừng theo bản năng mà hành hạ, kiểm tra anh, muốn biết giới hạn nhẫn nại của anh ở mức độ nào vì sao không thể thành thật đối mặt chính mình đối mặt say mê cùng tâm động càng ngày càng tăng trở mình buổi sáng cô cuộn thành con tôm tiếp tục nhìn gian phòng hơi nghiêng để kéo rèm cửa sổ lúc ý nghĩ dần dần sâu cảm giác lạnh xâm nhập chân của cô sau lưng thậm chí khắp toàn thân lúc này cô có thể rõ ràng phát hiện bản thân đang nhớ đang nhớ cái ôm ấm áp cái ôm an toàn và bản thân những năm gần đây một mình đi về quả thực cô đơn trước khi ngủ hạ hiểu úc mơ mơ màng màng mà hạ quyết tâm ngày mai ngày mai chủ động đi tìm anh sắp xếp cùng anh đi cơm chiều thôi buổi sáng thời tiết trong lành hạ hiểu úc vào đêm qua hạ quyết tâm cũng khổ héo theo đến buổi trưa cô đấu tranh đến hơn nửa ngày mới ép chính mình ra khỏi cửa cô một thân áo sơ mi quần jean không son phấn chỉ son môi mật ong nhàn nhạt, nhạt một chút bộ dáng quyến rũ thuần khiết sau khi bước vào khoa xây dựng nam nhiều nữ ít vẫn là thu hút rất nhiều ánh nhìn Cố gắng kiểm chế cảm giác không được tự nhiên, cô đi tới cửa phòng nghiên cứu Du Chính Dung. Sau khi gõ cửa, bởi vì cửa phòng vốn không có đóng, Hạ Hiểu Úc liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Người ở bên trong đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Đúng vậy, đều, bởi vì phòng nghiên cứu không chỉ có một người. Ngoại trừ Du Chính Dung ngồi ở sau bàn công tác, còn có giống như ác mộng trở thành sự thật, vị nữ phóng viên xinh đẹp kia. Trước kia gặp qua nữ phóng viên một lần, lúc này đang mặc trên người bộ trang phục màu vàng, nhưng người ngồi ở góc bàn. Thân trên hơi nghiêng về trước, một tay vẫn còn đặt trên vai Du Chính Dung. Bọn họ vốn đang nói cười, vừa thấy Hạ Hiểu Úc đột nhiên xuất hiện, đầu ngừng lại, kinh ngạc nhìn cô. Tạ Hạ Hiểu Úc cảm thấy mình như là xâm nhập vào khu vực cấm. Cô xấu hổ, muốn kiếm một cái lỗ mà chui vào. Một đường lui về sau, cô một mặt xin lỗi, một mặt muốn xoay người bỏ chạy. Rất xin lỗi, tôi thấy cửa không có đóng. Khi nhìn thấy dáng hình xinh đẹp kia như chú chim nhạn hoảng sợ dần biến mất sau cửa, dù chính dung nhanh chóng từ giữa ghế ra đứng dậy, đuổi theo. Hiểu Úc, chờ một chút. Người kia chân dài cao giáo, rất nhanh liền đuổi theo. Anh từ phía sau bắt lấy cánh tay của cô. Sao em lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại trước nói với anh. Có việc tìm anh. Không có việc gì, chính là tiện đường ghé qua đây thôi. Hạ Hiểu Úc thấp đầu, không chịu nhìn. Em phải về rồi. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái loại cảm giác xâm nhập vào người này làm cho cô toàn thân đều không thoải mái. Cô thẩm nghĩ cô nhanh chóng thoát đi, trốn về góc yên tĩnh mà cô đơn của mình. Loại cảm giác này quen thuộc với cô nhiều như thế nào? Mỗi năm, cả gia đình của ba đều ở Singapore, cô đều cảm nhận được thật sâu. Cô tỉnh nguyện một mình. Đáng tiếc, dù chính dung không buông tay. Em tới gặp anh sao? Anh thật cao hứng. Chờ anh một chút, rồi cùng đi ăn cơm chiều có được không? Anh vẫn là kéo cô đến gần, một tay kia vòng qua vai của cô. Nhưng mà... Một giọng nữ ngọt ngào lập tức chen vào. Thầy Du mới vừa rồi, không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Sao bạn gái nhỏ vừa xuất hiện, đã không giữ lời rồi sao? Đứng ở cửa phòng nghiên cứu, nữ phóng viên nhìn bọn họ cười mỉm, tuy rằng nói nói cười cười, nhưng là trong lời nói đặc biệt nhấn mạnh chữ bạn gái nhỏ làm cho người ta cảm thấy rất chói tai. Nhất là Hạ Hiểu Úc, ở nữ trước mặt phóng viên ăn mặc sành điệu, cô căn bản chỉ là một con nhóc. Nhưng cho dù là con nhóc, cũng nghe ra trong giọng nói đối phương ý cười trêu chọc. Các người đi ăn đi, em muốn về nhà. Hạ Hiểu Úc vẫn là không chịu ngẩng đầu, thầm nghĩ mau mau thoát khỏi kiềm chế của anh. Không được, anh không cho phép. Đôi tay Du Chính Dung có lực, vẫn như cũ không chịu thả lòng, cúi đầu nói nhỏ ở tai cô. Anh mới sẽ không cho em đi, đi ăn cơm cùng anh đi ăn xong anh sẽ đưa em trở về hạ hiểu úc mạnh mẽ lắc đầu cô quả thất vọng tìm rất đau không có cách nào đối mặt với tất cả cô thầm nghĩ lập tức né ra giống như đà điểu dúi đầu vào hạt cát có lẽ rất yếu đuối có lẽ rất vô dụng nhưng mà hiện tại đã không quản được nhiều hơn như vậy để cho cô đi bên trong sự tuyệt vọng con người cuối cùng sẽ có ra hành động không ngờ hạ hiểu úc không kịp suy nghĩ dưới tình thế cấp bách cô dẫm lên chân Du Chính Dung. Khi Du Chính Dung giật mình, khẽ buông lỏng tay, cô dùng sức đẩy anh ra, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy trốn. Đến tất cả hỗn loạn trên khuôn mặt tuấn tú của Du Chính Dung tràn ngập hoang mang cùng thất bại, cùng với khóe miệng nữ phóng viên xinh đẹp từ đầu đến cuối có chờ ý cười châm biếm, tất cả vứt lại phía sau đầu. Ngây thơ, quá ngây thơ, đã sắp tốt nghiệp đại học, sao lại có kỉnh giống như một đứa trẻ, không phân bua, đã quay đầu bước đi hạ hiểu úc trên đường về nhà không biết đã ra sức mắng bản thân ở trong lòng biết bao nhiêu cô không ngồi xe buýt cũng không có đi xe điện ngầm từ sau khi chạy trốn chết khỏi khoa xây dựng cô theo bản năng không muốn nhìn thấy dù du chính dung cho nên ven theo tiếng ồn ào huyên náo từ con đường lớn mà đi về nhà ngốc chết mắt vì sao lại ngốc như vậy điều làm cô khó hiểu nhất là bản thân vì sao lại để ý như vậy chỉ là liếc mắt nhanh một cái cũng đủ để khiến cho cô toàn thân phát run, đầu óc đột nhiên dừng lại suy nghĩ, thầm muốn lập tức biến mất ngay bây giờ. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy bên tai tiếng ầm ầm lớn, đều là âm thanh đang ra sức mắng chửi bản thân. Đợi đến gần 2 giờ sau, chân của cô bắt đầu mỏi nhừ, bàn chân cũng âm ỉ đau. Hạ Hiểu Úc mới ngẩng đầu, chờ phát hiện trời đã tối hẳn. Mà cô đã tới gần nhà của mình, từ xa nhìn thấy căn nhà một màu tối đen, hốc mắt của cô đột nhiên nóng lên cô rất hy vọng khi về đến nhà có thể thấy một ngọn đèn sáng đang đợi cô không cần một căn nhà lớn như thế không cần nằm ở vị trí tốt như thế những thứ này đều không quan trọng cô mong muốn chỉ là một chút ấm áp một chút hơi ấm con người khỏi phải một mình trải qua sự cô đơn vào đêm khuya cô muốn về nhà nhưng mà sau khi cha mẹ cô ly hôn mẹ nhiều lần ra vào bệnh viện sau đó mất đi cô luôn phải đối mặt đó chỉ là một gian ngục tối tăm lạnh lẽo vốn không phải nhà của cô toàn thế giới cô đơn cùng hối tiếc hình như đều chọn hôm nay mà tập kích cô cô lê bước về phía cửa lấy chìa khóa trong túi ra cô mệt mỏi thầm nghĩ muốn lập tức nằm lên giường cố gắng ngủ cho qua thời gian cuối cùng đã trở về một tiếng nói trầm lãnh làm cô giật cả mình người dựa ở cửa hai tay khoanh ở trước ngực dám vẻ tuy rằng nhàn rỗi nhưng vẻ mặt du chính dung rất nghiêm túc đang lạnh lùng nhìn thẳng cô, ánh mắt sắc bén gần như muốn xuyên qua cô. Phản ứng đầu tiên của Hạ Hiểu Úc chính là muốn chạy trốn. Không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh. Đáng tiếc lúc này đây, dù chính dung động tác so với cô còn nhanh hơn, cô chần chờ đang muốn lui lại, anh lập tức tiếng lên, ngăn cản cô, nhanh nhẹn giống như con báo đang săn mồi. Muốn đi nữa sao? Tức giận của anh đã không cách nào kiềm chế lại. Em có biết anh chờ em ở đây đã bao lâu rồi không? hai tay bị hai tay của anh nắm lại thật chặt. Hạ Hiểu Úc biết bản thân thoát không được, hơn nữa đã mệt mỏi quá đỗi, cho nên im lặng nhìn Du Chính Dung lấy chìa khóa đi mở cửa. Sau đó, bị anh nửa kéo nửa ôm mà tiến vào trong nhà. Mãi cho đến bị đẩy ngồi xuống sofa, cô cũng chỉ là con người lại, để mình chìm vào sự mềm mại của tấm sofa, không nói cũng không cười. Dù chính dung tuy rằng một bụng tức giận, nhưng là nhìn cô như vậy, và nhiều tức giận cũng đều bỏ qua một bên. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Em đã đi đâu? Vì sao trễ như vậy mới trở về? Giọng của anh so với lúc chất vấn ở trước cửa đã dịu dàng hơn rất nhiều. Đưa tay về những sợi tóc lộn xộn của cô qua sau gáy. kiên nhẫn hỏi. Anh từ 5 giờ đã chờ cho tới bây giờ. Suýt chút nữa đã đi báo cảnh sát. Em có biết hay không? Anh chờ em làm gì? Không phải cùng mỹ nữ đi ăn cơm sao? Hà Hiểu Úc cúi đầu nói. Dù chính Dung ngay xong Cơn giận kiềm chế lại bắt đầu bốc lên Anh không biết em đang nghĩ cái gì Nhưng mà em hãy nghe cho kỹ Lầu tiểu thư chính là phóng viên Cô ấy đang viết một loạt đề tài thảo luận Về phương diện làm báo Cùng với kế hoạch nghiên cứu của anh Đúng lúc có liên quan Cho nên thường đến tìm anh Đây không phải lần đầu tiên Cũng không phải là lần cuối cùng Tóm lại chỉ có như vậy mà thôi Kỳ thật dù chính Dung không xác định Cô rốt cuộc nghe thấy không bởi vì về mặt của cô vẫn thản nhiên, có chút cô đơn, hoàn toàn không có thay đổi gì. Anh nhịn không được, lại dưới tay cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, thất bại lắc lắc. Em có nghe thấy không? Nghe thấy được, cô thấp giọng trả lời, vẫn là không nhìn thấy anh. Giữa hai người như tồn tại một bức tường vô hình, càng ngày càng cao, anh tốn rất nhiều thời gian mới phá được lòng phòng bị, dường như lại lần nữa trở lại trước mặt anh. Hạ Hiểu Úc lùi về góc, mà anh không chạm tới. Tuy rằng người đang ở trước mặt anh, nhưng bộ dạng của cô giống như lại cách xa nghìn dặm. Anh không cho phép cô lại trở về là một cô gái im lặng, có một chút mất mát cùng cô đơn. Anh muốn khi ôm cô vào trong ngực là một tiểu mỹ nhân vì ngượng ngùng mà nổi giận. Cho nên, anh tức giận cùng sốt ruột, vội vàng nhanh chóng thay đổi. Khi anh bất thình lình ôm lấy Hạ Hiểu Úc, cô thất thanh hồ khẽ một tiếng. Sau đó cô bị động mà mặc anh xâm lược, không dãy ruộng cũng không kháng cự lại. Cô càng như vậy, Du Su Chính sung lại càng nóng hơn. Nụ hôn của anh không khống chế được mà cuồng dã hơn. Đầu tiên là tàn sát bừa bãi đôi môi dịu dàng của cô. Sau đó một đường xuống cằm, xuống cổ, hung hăng mà để lại ký hiệu thuộc quyền sở hữu. Khi răng của anh lướt đến bên gáy mềm mại của cô, áo sơ mi của cô đột nhiên bị xé ra. Cúc áo rơi xuống thảm, hạ hiểu úc nhịn không được, lại lần nữa kinh hô ra tiếng. Đau à? dù chính dung nhà ra ngần đầu nhìn cô anh tưởng rằng em quyết định không mở miệng chứ cô bứng bỉnh mà quay đầu đi không muốn đối mặt với anh biết rõ là cô đang giận dù chính dung lại hận thái độ không chịu hợp tác cô luôn có thể kéo được bề ngoài nho nhã chín chắn của anh xuống thay bằng các loại cảm xúc của thiếu niên bất kể là phẫn nộ mất bình tĩnh hay là xúc động muốn âu yếm không thể nào kiềm chế cô ý muốn ép cô phải đáp lại Du Chính Dung lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Càng hôn càng sâu, dường như muốn đem cô toàn bộ nuốt vào, còn không tha mà khẽ gặm môi dưới của cô, đầu lưỡi non mềm của cô. Ở dưới thân anh, Hạ Hiểu Úc bắt đầu run rẩy, cô chịu hết nổi, nhịp tim cùng hô hấp đều đập nhanh, giống như là vừa chạy đua marathon. Bàn tay to của anh không chút do so dự mà phủ lên bộ ngực đẫy đà kia, cách nụ hoa là chiếc áo ngực tơ tằm, chậm chậm mà vân vê lấy nó không nên dùng sức như vậy. Em có biết anh muốn làm chuyện này bao nhiêu lâu rồi không? Dù chính dung bản thân giống như hoàn toàn thay đổi, mắt kính của anh rớt ở bên sofa, trong đôi mắt sáng ngời bứng lên ngọn lửa giã tính đang thiêu đốt, giống như có thể làm người ta bị bỏng. Thành âm của anh khàn khàn mà trầm thấp, ẩn chứa sự nguy hiểm, giống như anh căng quá chặt để cơ thể cô gần như không thể hô hấp, cũng làm cho hạ hiểu úp mê muội mà sợ hãi. Nhưng mà... Không có nhưng mà, anh cắn cánh môi hơi hơi sưng đỏ của cô. Anh muốn em chấp nhận anh. Anh muốn em chấp nhận tình cảm của anh đối với em. Khát vọng đối với em. Anh không muốn chờ đợi nữa. Vì thế áo bị xé, quần jean cũng bị cởi ra. Cô một thân thanh xuân làn da mềm mại, rất nhanh đã bị ôm vào trong ngực nam tính như cũ. Thừa cưng rắn tượng trưng cho dục vọng của anh, không chút khách khí mà để giữa bắp đùi của cô. Giờ phút này, anh gần như bị sự ham muốn cô mà khiến cho đầu óc mê muội. Anh muốn dạy bảo cô thật tốt, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều hoàn toàn thuộc về một người đàn ông là như thế nào. Anh muốn cô không cần nghi ngờ gì mà trở thành người của anh, cũng sẽ không bao giờ đem người đàn ông khác xuất hiện trước mặt anh. Sẽ không bao giờ không hiểu mà ghen với anh vì người phụ nữ khác. Ghen. Khi dù chính dung nghĩ câu này thì dùng răng tra tấn nụ hoa mềm mại của cô. Cô kịch liệt run rẩy hai chữ này đột nhiên bổ vào dục vọng gần như đã bị che mờ trong đầu của anh. Anh như thế nào có thể quên, Hiểu Úc cũng không phải phụ nữ đã 30 tuổi. Cô với anh tuyệt đối không thể so với nhau. Cô vẫn là cô gái nhỏ mới nếm thử mùi vị tình yêu. Cô đang ghen cho nên mới kỳ lạ như vậy. Điều này chứng tỏ cô đã để ý anh, để ý đến. Chỉ liếc mắt một cái, thấy anh và phụ nữ khác cười nói cùng một chỗ, liền chịu không nổi. Nhận ra được điểm này, Du Chính Dung cả người ngẩn ngơ vài giây. Sau đó, anh đem mặt chôn ở trước ngực đẫy đà của cô, bắt đầu nở nụ cười hiểu úc anh yêu hiểu úc nhất có thể anh đang căng thẳng dù đột nhiên thả lỏng hai tay vẫn như cũ mà ôm chặt lấy cô nhưng vừa mới tấn công hừng hực vội vàng cuộn trào mãnh liệt đột nhiên biến mất gần như không còn chỉ còn lại sự mềm mại gần như muốn hòa tan trong cô sự thay đổi này quá mức nhanh chóng Hai hiểu úc chỉ có thể mở to đôi mắt tràn ngập sương mù không hiểu được khuôn mặt tươi cười của anh em đang ghen đúng không anh hôn lên chóc mũi của cô trời ạ à, anh lại có thể như vậy mà không nhận ra thật uổng công anh từng làm thầy giáo của em giọng điệu sùng ái như vậy giống như người lớn đang dỗ một đứa bé vậy cô còn đang khẽ thở gấp trên khuôn mặt trái xoan hồng lên lúc này có một chút oán giận con người di chuyển trước hành động giận dữ đầy xinh đẹp quyến rũ làm cho du chính dung càng thêm say đắm so với bộ dáng lạnh nhạt lúc đầu quả thực là khác ra một trời một vực ghen thì thế nào Hạ Hiểu Úc hai tay dùng lực muốn tránh ra khỏi cái ôm ấm áp nhưng cứng rắn của anh. Dù sao em cũng chỉ là một con bé, rất ngây thơ lại cũng không hiểu chuyện. Vậy anh sao không đi tìm người khác đi? Dù chính dung cười trầm xuống, anh hôn lên vành tay nho nhỏ của cô, cố ý trêu đùa hỏi. Anh đi tìm người khác, vậy em làm sao bây giờ? Em cũng đi tìm. Ai ya Cô bị trừng phạt, là vành tay đau đớn một chút, anh cắn cô một cái. Em dám, liền thử xem xem anh nhìn ra nghiến lợi cảnh cáo giọng nói chứa đầy uy hiếp hạ hiểu úc trầm mặc cô chậm rãi nhận ra trái tim của mình tâm đã không còn tự do nữa cô quả thật không dám cũng không thể đẩy anh ra quay đầu rời đi cô không bao giờ còn cô độc nữa sự phòng bị của hạ hiểu úc không cần nữa bởi vì cô rất để ý sau khi cảm xúc hai người đã ổn định một chút cuối cùng du chính dung mới chịu buông cô ra nhưng mà vẫn là không cho cô rời khỏi ngồi ở trên sofa dứt khoát mà đem cô ôm vào trong ngực khuôn mặt tuấn tú mỉm cười hài lòng khẽ hôn lên tóc của cô chán của cô biết hạ hiểu úc luôn luôn kín đáo cũng đặc biệt không biết cách biểu đạt tình cảm của mình cô hôm nay đã có phản ứng mãnh liệt như vậy chứng minh trong lòng cô vị trí của anh quan trọng như thế nào sau khi hiểu rõ được điều này toàn bộ sự tức giận vào đêm nay của du chính dung đều tan thành mây khói em đã ghen anh thật cao hứng nha anh dịu dàng dỗ dành cô ngoan đừng làm mất hứng như vậy được không anh đã giải thích cô ấy cùng anh chỉ là quan hệ công việc thôi cái khác cái gì cũng không có em không có mất hứng cô lắc đầu ở trong lòng anh tránh khỏi cái ôm của anh nhặt lên áo sơ mi bị vứt ở một bên vừa bị xé lúc nãy sau khi mặc vào tuy rằng cúc áo đều bị văng mất nhưng tạm thời có thể xem như che lấp được cành xuân trên gương mặt trái xoan kia về đào ửng vì tình cảm mãnh liệt đã rút đi chỉ còn lại vẻ mặt thản nhiên và ánh mắt đang trốn tránh làm cho du chính dung lo lắng anh một lần nữa đưa tay ôm chặt cô vậy em đang suy nghĩ cái gì nói cho anh nghe có được không nên nói như thế nào đây hạ hiểu úc trần chờ nói về quá khứ bi thảm nói chính mình vô dụng hay nói lòng này đã rơi vào tay giặc đấy lòng cô đầy bất an cùng sợ hãi có thể nói với anh được không em vùi mặt trong lòng anh hạ hiểu úc khó khăn mở miệng cũng về mà nói dối lý do em không có tức giận cũng không có trách anh em chỉ là muốn đi một mình suy nghĩ vài chuyện mà thôi một mình không cho phép sau này khi nào em muốn đi thì để anh đi cùng em giọng điệu của anh tuy rằng dịu dàng nhưng bá đạo tràn ngập ý muốn chiếm hữu người khác nghe xong có thể sẽ thấy bất mãn nhưng nghe vào tai hạ hiểu úc lại có cảm giác khác kết quả tự do của cô không phải là sau khi đã lựa chọn mà là bởi vì do đủ nguyên nhân mà bị bắt lớn lên, bị bắt chăm sóc cho bản thân. Tận sâu trong lòng, cô vẫn là mong muốn có người quan tâm cô, che chở cô, cưng chiều cô như một đứa bé. Bù đắp lại cô bị lơ là nhiều năm, từ đầu đến cuối, thiếu đi ấm áp không trọn vẹn. Dù chính dung dường như là kết hợp toàn bộ những mong muốn của cô, điều kiện tốt, lại chân thật, thật lòng với cô. Quan trọng nhất là, người theo đuổi anh rất nhiều, nhưng ngay từ đầu liền chú ý cô nhưng là cũng bởi vì như vậy hạ hiểu úc từ đầu đến cuối đều có một chút không xác định tựa như khi mộng đẹp trở thành sự thật ngược lại mơ mơ hồ hồ không thể tin được giống như thế vẫn còn không vui dù chính dung đối với sự trầm mặc của cô cảm thấy sốt ruột vắt óc muốn dỗ cô vui vẻ nếu không thì anh mỗi ngày cùng em đi ăn cơm chiều ăn xong đi ra ngoài dạo một chút được không chính là có đôi khi anh công việc xoay không kịp hoặc là có tiệc dường như có một chút phiền phức. Cô lắc đầu. Em biết anh bề bộ nhiều việc, không cần như vậy. Này, sau này có người phụ nữ khác giống như lâu tiểu thư, tìm anh ăn cơm, đều dẫn em đi theo nha. Chỉ cần em không chê nhàm chán, chủ đề bọn anh thảo luận đều rất khô khan. Cô vẫn là lắc đầu. Giữa hai người, trầm mặc một lúc lâu. Hiểu Úc, em không thể luôn như thế này. Dù chính dung để cho cô thoát khỏi cái ôm của mình, ngồi lên cái ghế sofa đơn xa hơn một chút, tuy rằng cặp đùi đẹp nhãn bóng thấp thoáng sau lớp áo sơ mi khiến cho anh phân tâm nhưng mà anh cố gắng kiềm chế tâm tư cuồng dã gương mặt tuấn mỹ mang vẻ mặt nghiêm túc em luôn một mực từ chối mà anh lại luôn ép em như vậy thì không thể thực hiện được anh cười khổ một chút chúng ta đã ở cùng một chỗ em vẫn là không muốn hợp tác không muốn đem tâm sự nói cho anh biết luôn là một mình anh độc diễn với tình hình như vậy không giúp được gì cả hạ hiểu úc thấp đầu ngón trỏ nhẹ nhàng mà vẽ trên đầu gối của mình không nói một câu nào mà chỉ lắng nghe em tuổi còn nhỏ lại không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò một cách nghiêm túc dường như lúc bắt đầu có thể có một chút nhút nhát nhưng mà chúng ta không thể như vậy suốt cả đời đúng không em thỉnh thoảng cũng nên bắt trước mà trưởng thành theo anh mà học cách hợp tác không thể luôn có kỉnh giống như đứa bé như vậy phát có rồi lại giải quyết anh cũng sẽ mệt nha hiểu úc và chữ suốt cả đời làm cho ngực Hạ Hiểu Úc giống như dòng điện nhẹ chảy qua. Anh là thuận miệng nói mà thôi hay là thật sự muốn sống suốt đời cùng cô? Cô có thể tin tưởng không? Hay là sau khi tin tưởng lại thất vọng thật nhiều? Không hổ là thầy giáo nói đến đạo lý thì rõ ràng đâu ra đấy mà Hạ Hiểu Úc giống như học trò ngoan, ngoan ngoãn ngồi nghe dạy bảo. Chẳng qua cô sớm đã không phải học trò của anh cho nên cô mở miệng. Anh vì sao phải oan ức như vậy? cô không có ngẩng đầu cho nên anh cũng không nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô em không muốn anh đuổi theo em không có xin anh ở cùng một chỗ với em nếu như em ngây thơ lại tùy hứng như vậy anh có thể đi tìm người phụ nữ trưởng thành hơn cô một mặt nói mật khác trong ngực liền vang lên một tiếng thét chói tai đây không phải là điều cô muốn nói cô hoàn toàn không muốn làm cho anh tức giận làm cho anh khó xử cô không muốn anh rời đi đi tìm người khác không muốn nhưng mà vì sao mở miệng lại nói ra những lời làm tổn thương người khác như thế này khuôn mặt tuấn tú của du chính dung trở nên cứng ngắc lạnh giá giống như đá cẩm thạch được khắc ra mà trả lời của anh cũng giống như là từ hầm lạnh mà truyền ra từng chữ từng chữ lạnh như băng nói như vậy hoàn toàn chứng minh em không muốn trưởng thành hơn nữa tuyệt không muốn trưởng thành anh một chữ một chữ nói anh nghĩ một giận em bước ra từ trong ngõ cụt muốn làm cho em vui vẻ muốn dẫn em ra nhìn xem thế giới bao la nhưng mà em không muốn từ đầu đến cuối luôn bài xích muốn anh làm sao bây giờ chỉ cần ôm em nói anh sẽ yêu thương em cả đời sẽ không bởi vì ốm đau vì người phụ nữ khác mà rời khỏi em khiến cho em cô đơn một mình trong lòng hạ hiểu úc đem hết toàn lực hò hét thỉnh cầu như vậy nhưng mà bề ngoài của cô lại chỉ là nắm chặt tay bướng bỉnh mà không nói một tiếng mở miệng lúc này cô sẽ lập tức sụp đổ cũng sẽ không thể quay về trước đây nữa. Cô nhất định sẽ vứt bỏ tự tôn mà khóc, cầu xin anh là bản thân trở nên không có giá trị, người phụ nữ bé nhỏ không đáng kể. Giống như mẹ của cô. Sau đó, oán hận cùng hối tiếc không ngừng ăn mòn cô, làm cho tâm tình vui vẻ cùng thân thể khỏe mạnh của cô cùng nhau bị phá hủy. Nắm tay của cô càng chặt, toàn thân bắt đầu phát run. Dù chính dùng thất vọng và đau lòng, lúc này đây không có phát hiện vẻ ngoài buông thả của cô đã che giấu đi sự yếu đuối có lẽ là anh quá sốt ruột nóng lòng như vậy cuối cùng sau khi anh hít sâu vài lần thản nhiên mà đưa ra kết luận cho em nhiều áp lực như vậy thật sự rất có lỗi anh trước tiên để cho em một mình yên tĩnh vậy sau đó anh đi quen biết lâu như vậy mỗi lần khi anh phải rời khỏi luôn muốn quấn lấy cô rồi lại ôm hôn lưu luyến không rời nửa ngày hết lần này đến lần khác sau khi xác định lần sau khi nào gặp lại mới chịu rời đi mà lần này anh cái gì cũng chưa nói im lặng mà lạnh nhạt mở cửa đi ra ngoài phòng khách to như vậy lúc này trở nên lạnh lẽo dị thường hạ hiểu úp giống như pho tượng từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế như vậy đến khi toàn thân cứng ngắc mà trong đầu cô chính là không ngừng không ngừng quanh quẩn thân ảnh khi anh rời đi và vấn đề có gạt như thế nào cũng đều không đi nếu như cuối cùng đều là một người, đều là kết thúc như vậy, vì sao phải trải qua nhiều quãng thời gian ngọt ngào? Hạ Hiểu Úc đã khôi phục lại bộ dáng trước kia, cô cứ sống tiêu sái thoải mái, bất cần đời. Cô đối với tất cả đều thờ ơ, thậm chí lại bắt đầu hút thuốc. Chẳng qua, sau khi cô châm điếu thuốc, thì chỉ lặng lặng nhìn nó từ từ cháy sạch, không hề hút lấy một hơi. Giàn Thành Bân được chuyển đến một bộ phận rất tốt, khá nhản nhã, thường thường có thể nghỉ hoặc đi ra ngoài công tác, cho nên cậu có rất nhiều cơ hội có thể quan sát người bạn tốt của cậu. chiều cuối tuần nào, bọn họ cũng ra ăn quán bún hà tử bên ven đường, hai người ở trong gió lạnh run rẩy liên hồi. San Thành Bân nhị không được và vỡ sự trầm mặc, mở miệng hỏi: chị sao không chịu nói gì hết thế? Thầy du đối với chị không tốt à? Đến bây giờ, mặc dù không hề cam lòng tình nguyện chút nào, nhưng cậu cũng đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật kia rồi chủ động hỏi Du Chính Dung, chứng tỏ khúc mắc trong lòng cậu đã dần biến mất. Không biết, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa rồi. Hạ Hiểu Úc cố để nén sự đau đớn đang dâng lên trong lòng, thản nhiên trả lời. Không liên lạc. Gian Thành Bân hoài nghi mà nhau mắt lại, quan sát cô. Sắp tới, chị không cần phải sợ tôi khó chịu. Tôi đã tìm được mục tiêu mới rồi, sẽ không theo chị dành thầy Du nữa đâu. Không phải như vậy. Cô đơn giản mà nói. Thật sự không còn liên lạc nữa. Gian Thành Bân ngạc nhiên tột cùng hỏi Tại sao như vậy? Người mù cũng nhìn thấy thầy ấy say mê chị cỡ nào Có phải chị lại dở cái tính đại tiểu thư ra Giận dối hổ nháo làm người ta không chịu nổi Quả nhiên là bạn bè lâu năm Chỉ hai ba câu thôi Cậu đã nói chúng trọng tâm vấn đề Hạ Hiểu Úc hai tay sò vào túi lặng yên không đáp Gian Thành Bân cẩn thận Quan sát cô một lúc lâu Khẳng định dưới lớp trang điểm của cô Là quần thâm bao quanh đôi mắt phượng xinh đẹp và sắc mặt dần tái nhợt cũng không liên quan đến phần trang điểm. cậu mở miệng, chị sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế? nếu như chị rất quan tâm thì phải tranh thủ đi. thỉnh thoảng hạ mình một chút cũng chẳng chết đâu. hạ hiểu úc liếc cậu một cái, không tình nguyện mà hỏi. cậu khẳng định là do tôi sai ư? trả lời đi. cậu vỗ vỗ đầu cô, tỏ vẻ thương hại mà nói, nhất định chính là chị sai. chị là người thế này, bộ dáng thật nhìn qua thì thật là thông minh, nhưng kỳ thật là đứa ngốc có thể ngốc đến mức ngay cả bản thân sai ở đâu cũng không biết. Thôi như vậy đi, chị đem mọi chuyện kể qua một lượt cho tôi nghe, tôi sẽ mở lòng từ bi chỉ bảo cho chị một chút. Ừ, cảm ơn nha." Hạ Hiểu Úc tức giận, liếc mắt nhìn cậu tỏ vẻ xem thường. "Nói nhanh đi, cơ hội hiếm đó có nha. Tôi đầy hắc bạch lưỡng đạo đều có giao du, vấn đề nam nữ cũng có đọc qua, rất khó tìm đó. Mau nhanh đến thỉnh giáo tôi đi." Chúng tôi nàng trần chờ rồi cũng đáp trong đôi mắt đen láy của giang thành bân đang tràn đầy sự quan tâm giữa cơn gió lạnh thấu xương cho cô một chút ấm áp cô thở dài một hơi chúng tôi ầm ĩ một trận hẳn là cũng không phải cãi nhau dù sao cũng là có chút không thoải mái thôi khi đã mở miệng nói ra được thì nói tiếp cũng không quá khó khăn như cô nghĩ hạ hiểu úc phát hiện mình đã bắt đầu kể hết ngày đó tôi chạy tới khoa của anh Giang thành bân không hề trên ngang Cậu để Hiểu Úc từ từ đem câu chuyện kể hết, chỉ im lặng lắng nghe. Cho đến khi về tới trước cửa nhà thì cô đã gần như kể xong. Sau đó anh ấy đã bỏ đi, đến giờ cũng không liên lạc, tôi cũng không có tìm anh ấy. Hạ Hiểu Úc thở dài một hơi, cô đơn mà đưa kết luận. Đại khái chính là như vậy, tôi nghĩ anh ấy đã quyết định không ở cùng một chỗ với tôi nữa. Chúng tôi sau này sẽ không liên lạc nữa. Giàn thành bân ngay xong, một tay chống vào khung cửa, tay kia xoa chán, gom lưng lại im lặng vài giây sau đó bùng nổ giống to chị thật ngu ngốc đại ngu ngốc đổ con gái ngu ngốc tới cực điểm tôi chưa từng thấy một người con gái nào ngốc như chị đàn ông cũng chưa từng thấy ngủ chết đi được ngốc đến độ có thể đi đi về về mặt trăng đến hai lần này với chuyện lên mặt trăng có liên quan gì sao hạ hiểu úc đầu tiên là sửng sốt sau đó có chút không hiểu mà hỏi không cần lo đến vấn đề mặt trăng nó không phải trọng điểm Giàn thành bân đã gần điên rồi Cậu bắt đầu dậm chân Chị cho rằng đàn ông không tức giận sao Chị cho là thầy lớn tuổi hơn chị Lại là giáo sư Cho nên không biết buồn sao Làm ơn đi Một người con trai đứng trước cửa nhà mình Vừa kêu la vừa nhảy Thật sự có chút quá mức làm người ta chú ý Cho nên Hạ Hiểu Úc khẩn trương mở cửa Đem gian thành bân tâm tình dường như kích động Mà kéo vào nhà Cậu bình tĩnh một chút có được không Chị muốn tôi bình tĩnh như thế nào ai có thể trơ mắt nhìn bạn tốt của mình đem hạnh phúc đổ ra ngoài cửa còn trốn ở trong phòng hối hận như thế muốn tôi bình tĩnh thế nào mấy năm gần đây thầy ấy là người đàn ông duy nhất có thể lọt vào mắt xanh của chị chị lại có thể cứ như vậy mà buông tha đại ngu ngốc đại ngu xuẩn nếu tôi ngốc như vậy xuẩn như thế khiến cho người ta tràn ghét như thế anh ấy không muốn ở cùng một chỗ với tôi nữa cũng là đương nhiên cũng không phải khó chấp nhận như vậy hạ hiểu úc có chút rỗi mà nói Chị nói lại lần nữa, nói lần nữa. Giàn thành bân muốn nhào tới mà bóp chết cô. Hạ Hiểu Úc lệ mắt, phát hiện liền trốn đến phòng khách, khiến cho Giàn thành bân vừa dậm chân vừa mắng. Chị đi xin lỗi, đi ngay lập tức, thầy ấy nhất định sẽ không giận nữa. Nghĩ đến bộ mặt lạnh như tiền của Du Chính Dung lúc bỏ đi, Hạ Hiểu Úc hơi rùng mình, lắc đầu. Tôi cảm thấy không được. Không được mới là lạ, lạ Giàn thành bân lại bắt đầu kêu to. Ngốc thế, giải thích không được thì làm nũng, ôm hôn thầy ấy vài cái, nhất định củi khô sẽ bén lửa dáng người thầy ấy tốt như vậy cờ bắp lại đẹp nếu có thể cùng thầy ấy ở trên giường lăn lộn ai còn có thể tức giận lần này đổi lại hạ hiểu úc nhò mắt lại trong đôi mắt phượng lộ ra tia đe dọa nguy hiểm cậu làm sao biết tôi tôi chỉ là ví dụ thôi mà khuôn mặt trắng nõn của gian thành bân lộ chút đỏ ửng không có cách nào tôi cũng thích đàn ông có dáng người như thế vậy cậu đi đi cô không vui mà nói tôi là rất muốn chỉ tiếc là trong mắt thầy Du Từ đầu tới đuôi chỉ có đứa ngu ngốc tới cực điểm thôi Tôi không biết chị thế nào Mà có thể trơ mắt nhìn thầy đi nữa Không bàn điều kiện hay diện mạo Sự mê luyến cùng yêu chiều của thầy đối với chị Chẳng lẽ chị cũng không có chút cảm giác nào sao Cô lặng lặng đáp Tôi không phải không có cảm giác Tôi chỉ là không thể tin được mà thôi Gian Thành Bân đương nhiên hiểu ý của cô Sống trong một gia đình chẳng vui vẻ Cô đơn lớn lên cùng với vết thương không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhưng không thử thì làm sao biết không được. Cậu ngã người lên ghế sofa mềm mại, buồn bã thở dài. Cha mẹ cậu đối với cậu thế nào thì cũng đã là chuyện quá khứ. Có cần vì chuyện này mà cả đời sợ hãi lùi bước hay không? Hạ Hiểu Úc không hề trả lời, chuyện không phải chỉ đơn giản như thế. Hơn nữa, nói không chừng tất cả cũng đều đã muộn. Hơn nữa cha mẹ thì không thể lựa chọn, nhưng chỉ có thể lựa chọn người yêu mình mà. Gian Thành Bân chân thành nói, Hiểu Úc, chị cũng hoàn toàn có tư cách như những kẻ khác, đều có thể vui vẻ mà nói chuyện tình yêu. Bây giờ cơ hội đang ngay trước mắt chị, vì sao không cố gắng nắm chắc? Chị có biết không cố gắng cũng là một sai lầm không? Tôi làm sao bây giờ? Từ đầu tới cuối đều là anh ấy chủ động, chủ động tới gần tôi, chủ động rời khỏi tôi. Hạ Hiểu Úc rốt cuộc kìm chế không được, lớn tiếng phản bác. Tôi còn cái gì để nói nữa đây? Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào? Giọng nói của cô dường như nghẹn lại, Hốc mắt cũng đỏ lên. gian thành bân thương hại nhìn cô. Hiểu Úc, không phải thầy ấy chủ động theo đuổi chị là tiêu biểu cho thầy ấy từ lúc bắt đầu đã không trách, không hối hận. Bị chị suốt ngày giận dỗi cùng dày vò. Mặc kệ mưa gió đến đầu bạc mới có thể chứng minh tình yêu của thầy ấy sao? Cái ý tưởng này ngây thơ quá. Cậu biểu môi không hề giống như đang nói đùa. Trách không được ai cũng nói phụ nữ khi yêu đều mơ mộng, chả thực tế. Không nghĩ tới ngay cả chị cũng không hề ngoại lệ thật làm tôi thất vọng quá. Hạ Hiểu Úc bị mắng cảm thấy không vui, cô mím chặt môi đỏ mọng, không mở miệng nói một câu. Ngủ ngốc, cậu cúi người, ngón trỏ chỉ vào cái trán trờn nhãn của cô nói. Đi tìm thầy ấy đi, chỉ cần chủ động xuất hiện trước mặt thầy ấy, tôi nghĩ thầy Du lập tức sẽ rất vui mà quên giận ngay thôi. Huống chi bây giờ đã là cuối học kỳ, thầy ấy bận rộn như vậy, không có thời gian tới tìm chị cũng là phải. Chị cũng nên chủ động hơn một chút, ngay bây giờ cứ thử xem sao hạ hiểu úp dương cặp mắt phượng xinh đẹp nhìn cậu với vẻ mịt mờ ánh mắt lại nhìn về phía góc tường sau đó đôi môi nặn ra một nụ cười trong khổ sở vô cùng tôi nghĩ tôi không nên làm phiền anh ấy nữa dõi theo tầm mắt của nàng gian thành bân giống như bị sét đánh trúng đột nhiên dựng thẳng người mắt chừng lớn cậu chỉ đóng hành lý nơi góc tường hỏi chị muốn đi đâu muốn đi chơi sao vì sao tôi chưa nghe chị nói cô vẫn chỉ cười khổ, khuôn mặt trái xoan hơi gầy gò, nhìn rất đáng thương. Tôi muốn đến Singapore mừng năm mới. Hai ngày trước, tôi cùng ba tôi nói điện thoại đã quyết định rồi. Vốn hôm nay tình nói với cậu. Nhưng mà... Giàn thành bân ngây người. Đi khi nào thì trở về? Cuối năm. Cô lắc đầu. Không biết, ba tôi hy vọng tôi sẽ chuyển qua đó. Sau khi quyết định, tôi sẽ viết thư nói với cậu. Nhưng cậu đi bộ đội nên không tiện. Tôi sẽ gửi đến nhà cậu Nhớ bác trai chuyển cho cậu. Không quan trọng, Giang Thành Bân giống to hơn, gương mặt trắng nõn của cậu giờ này đỏ ửng lên vì phẫn nộ. Hạ Hiểu Úc, tôi nói cho chị biết, nếu chị dám đi như vậy, bỏ một người đàn ông tốt như thế, tôi vĩnh viễn sẽ không nói chuyện với chị nữa. Vĩnh viễn cả đời, một câu cũng không nói với cậu, tôi nói thật đấy. Hạ Hiểu Úc cuộn mình trên sofa, hai tay ôm đầu gối, giống như một loài vật nhỏ trốn vào một góc để chữa thương. Chẳng lẽ tôi rất thích như vậy sao? Cô nhẹ hỏi, giọng nói dầu dĩ của cô lại vang lên. Tôi không có học, làm sao để yêu một người? Vì sao các người đều muốn tôi cái gì cũng có thể hiểu? Lúc vui thì tới tìm tôi, lúc không vui liền quay đầu bước đi. Tôi cũng rất sợ, bất kể là người thân, bạn tốt hay người yêu. Cô chẳng thể nói câu nào nữa, giọng nói tự dưng im bặt. Giàn Thành Bân đứng dậy, đi qua ngồi lên tay vịn của sofa, sau đó đưa tay mà sờ sờ đầu của cô. Hiểu Úc ngoan, đừng khóc, không có việc gì đâu. Nghe vậy cô mới phát hiện hai má lạnh lạnh, thật sự là nước mắt đã rơi. Mấy ngày nay tuổi thân và cô đơn, hàng đêm cô không có cách nào ngủ ngon, tự trách mình vô dụng, giờ này trước mặt bạn tốt, những cảm xúc đó tuôn tràn như vỡ đê. Cả hai chúng ta cần ít nhất một năm mới trở thành bạn tốt, lúc đó mới có thể dỡ bỏ lòng phòng bị, thành thật mà nói chuyện với nhau, Gian Thành Bân một lần lại một lần giờ đầu cô. Lúc này cậu giống như một người anh trai vậy tuyệt không giống một đàn em luôn khó chịu và có kỉnh nữa So với tình bạn mà nói tình yêu càng cần nhiều lòng hơn cần cho nhiều hơn là nhận nhiều chỉ cần gặp được người mình thích đối phương cũng thích chị thế này thôi cũng đã đủ để chị quyết định kết hôn rồi cho dù đó có là điều khó khăn nhất thì vì sao phải lùi bước trước nó đây là chuyện khó khăn nhất sao Hạ Hiểu Úc mờ mịt hỏi lại trên thế giới có nhiều người như thế, có nhiều người có điều kiện so với tôi tốt hơn. Không cần nói đến những người cùng lứa, mỗi học kỳ của anh được gặp một tốt học sinh mới. Anh ấy có thể nhớ tôi, biết đâu sang năm sau, rồi năm sau nữa. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhớ đến người học trò đã khiến cho anh ấy động lòng không? Gian Thành Bân trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Quả thật không ai có thể cam đoan cái gì. Nhưng mà, đây là chuyện chị sẵn lòng đi mạo hiểm. Nếu như chị thật sự yêu thầy ấy Sẽ không phải như thế này Hiện tại có thể ở cùng nhau mới là quan trọng nhất Có lẽ tôi yêu không đủ Cô cười khổ lau đi hai má ẩm ướt Có lẽ tình yêu không cho tôi có đủ dũng khí Để cho tôi biết Dù sẽ bị thương Cũng sẵn lòng nhảy vào Vấn đề của chị không ở tình yêu Cũng không ở trên người thầy du Giàn thành bân thở dài Chị chỉ là nhút nhát Với bản thân mình không đủ tự tin mà thôi Hiểu Úc trốn đi như vậy thật sự không phải dũng cảm, phải có trách nhiệm với những gì mình làm chứ. Tôi không phải muốn chạy trốn. Đôi mắt Hạ Hiểu Úc tràn ngập vẻ mờ mịt mà nhìn đến đống hành lý đang dựng ở góc phòng khách. Có lẽ tôi chỉ là cố làm ra vẻ can đảm thôi. Thật ra không dám đối mặt một chuyện mà tôi có thể bị thương nữa. Đã nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng cũng không tránh được. Singapore thời tiết tốt không? Mũi sang thành bân cảm thấy chua xót. Cậu vuốt vuốt mũi, chị sẽ chăm sóc cho bản thân tốt chứ nếu chị không đến chỗ ba vậy sẽ trở về không trở về vì sao phải trở về tuy rằng bên singapore là nhà ba cô không phải của cô thế nhưng ở đây cô cũng không có nhà hạ hiểu úc cũng không nói gì không muốn khiến cho lòng của gian thành bân thêm khó chịu cô chỉ nở một nụ cười nhạt buổi chiều cuối đông nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm có thể thấy những tầng mây thật dày ánh mặt trời dường như sợ hãi mà nấp sau chúng Sát trời lúc này cùng tâm trạng du chính dung đúng là thảm đạm giống như nhau. Cuối học kỳ rồi cũng sắp tới kỳ nghỉ đông, cũng là thời gian bận nhất của các giáo sư. Phải chấm bài thi, phải xem báo cáo, phải tính xong thành tích của các học sinh, hơn nữa lại phải vật lộn với thầy Trung ngang ngửa không chịu nổi. Dù chính dung mệt mỏi, thầm nghĩ muốn vứt bỏ tất cả, về nhà tìm cái giường, vùi đầu vào ngủ. Nếu như trong lòng có thể ôm cô gái nhỏ mềm mại kia mà ngủ, vậy càng tốt. Nghĩ đến nét thẹn thùng cùng ngây ngô của cô, tâm tình buồn khổ của anh bỗng nảy lên một điểm ngọt ngào mà đau đớn. Cô hiện tại đang làm gì? Có nhớ đến anh không? Có hối hận không? Có phải cũng giống như anh, hàng đêm đều mất ngủ, dùng toàn bộ tự chủ mới có thể không cầm lấy chiếc điện thoại gọi đi, hoặc dứt khoát muốn trực tiếp xông đến trước mặt cô, hùng hằng mà hôn cô để chút hết tức giận. Cậu nếu như không viết xong phần báo cáo này, tôi nhất định sẽ làm người chết rất khó coi. Hồi nãy, thầy Trung với vẻ mặt tức giận ở phòng nghiên cứu của anh đập bàn tức giận mắng. Chờ quên, tôi biết cậu đang cùng học sinh yêu nhau. Khoa tuyệt đối sẽ không muốn chuyện này xảy ra. Cậu cẩn thận sang năm được nhận thư cho đấy. Thầy Trung, bạn gái tôi chỉ học 2 tuần ở lớp tôi. Hơn nữa, đã nghỉ ở học kỳ trước rồi. Chúng tôi đơn giản chỉ là quan hệ thầy trò. Điểm này, mấy thầy dạy các môn khác cùng học sinh đều có thể làm chứng dù Trình Dung đối mặt với sự phẫn nộ của ân sư ngày xưa, không chút rụt rè. Anh phải bảo vệ cô gái nhỏ của anh. Về phần báo cáo, tôi đã nói qua, tôi có thể cung cấp chút ý kiến để tham khảo, nhưng là không thể viết thay. Chuyện này nếu như bị phát hiện, tôi nghĩ so với chuyện bạn gái tôi đã từng là học sinh của tôi, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả những bài báo cáo trước đây của thầy đều có thể sẽ bị đem ra kiểm tra lại. Tôi tuyệt đối không muốn thấy xảy ra chuyện này. Cậu uy hiếp tôi. Thầy Trung đập bàn mắng to Thân thịt mỡ dường như rung lên Bảo cậu viết cho tôi Là đã cho cậu mặt mũi rồi Cậu không cảm kích mà còn dám uy hiếp tôi Cậu cho là giáo sư trong khoa đều chết hết rồi sao Tôi hiện tại lập tức đi tìm người khác Nói cho cậu biết Người viết thuê ở đâu cũng có Vậy mời thầy đem cơ hội này Tặng cho người càng muốn hơn đi Dù chính dung thản nhiên nói Để phần thư mời Tôi tin tưởng trên khoa tự có tính toán Không cần thầy phải bận tâm sâu mạnh cánh cửa thấy Trung phẫn nộ mà rời khỏi. Sau đó, dù du chính Dung đem cửa phòng nghiên cứu khóa trái. Anh bây giờ không muốn gặp bất cứ người nào trên khoa nữa, không muốn tranh cãi những chuyện nhàm chán đó nữa. Anh muốn mình được yên tĩnh một lát, dùng một chút thời gian ngắn ngủi mà nhớ đến người yêu của anh. Anh nhớ cô, muốn cương chiều cô, yêu thương cô, muốn biết được cô ăn cơm có ngon không, có thức khuya nữa không, muốn với cô, hai người cùng nhau khám phá ra nơi bí ẩn ngọt ngào nhất của nam nữ anh muốn nhìn thấy đôi mắt phượng quyến rũ kia tỏa ra kiểu thái mê loạn vì bị dục vọng bao phủ anh thậm chí không để tâm sự trốn chạy của cô chỉ cần cô chạy cũng sẽ tới vòng tay của anh anh nguyện ý che chở cô thủ hộ cô không cho bất luận kẻ nào hay chuyện gì tổn thương đến cô nhưng mà cốc 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 tiến đập cửa làm đứt dòng suy nghĩ của anh dù chính dung khẽ nhíu mày không hề di chuyển mặc kệ người đến là ai mặc kệ chuyện quan trọng như thế nào anh cũng không muốn gặp. Nhưng người gõ cửa còn kiên trì hơn anh, cho dù không hề có tiếng đáp lại, vẫn là không chịu bỏ đi. Mãi đến khi nổi nóng vì tiếng gõ cửa thứ ba vang lên, Du Chính Dung phải chịu phục cầm nhẹ một tiếng, không tình nguyện đứng dậy. Cửa vừa mở ra, trên khuôn mặt tuấn tú đang nhăn nhó của anh, lập tức chuyển thành kinh ngạc. Gian thành bân, cậu đến đây làm gì? Lập tức, Du Chính Dung suy nghĩ thay đổi, bước lên mấy bước ép hỏi. Có phải Hiểu Úc làm sao không? xảy ra chuyện gì rồi? Trên gương mặt tuấn tú của Giang Thành Bân mang vẻ mặt vô cùng phức tạp, có tức giận, có uất ức, còn có thêm lo lắng. Thầy vì sao muốn để cho chị ấy đi? Cậu không có trả lời, chỉ là vội vàng hỏi lại. Thầy không thể cố gắng thêm một chút nữa sao? Có cần phải giận như thế không? Dù chính Dung nghe không hiểu gì hết. Đi đâu, bôn tha cho cái gì? Hiểu Úc không phải ở nhà sao? Đang là cuối học kỳ nên tôi bận quá. Tính sau khi làm xong việc mới xong việc thì không kịp nữa gian thành bân dậm chân hồ to quát chị ấy muốn đến singapore để gặp ba như là xét đánh ngang tai dù du chính dung bị dọa ngay người nói không nên lời chị ấy quả thật là rất quan tâm thầy nhưng chính là chị ấy không có nói ra mà thôi thầy phải có kiên nhẫn một chút gian thành bân vừa nói vừa hoa tay múa chân tuy là đang vào mùa đông nhưng trên trán hắn lại lấm tấm mồ hôi tôi đi nhờ xe không thể nói nhiều dù sao anh cũng nhanh một chút đi tìm hiểu úc đi đừng cho cô ấy vì đau lòng mà rời đi cho dù muốn chia tay cũng phải nói ra cho rõ ràng được không ai muốn cùng cô ấy chia tay dù chính dung như ở trong mơ tỉnh lại luôn tiếng phản bác tôi sẽ không đem cô ấy tặng cho bất luận kẻ nào cho dù là cậu thì cũng như vậy gian thành bân hóa ngốc tôi cậu ngờ ngác hỏi lại tôi đúng vậy cho dù cậu cùng hiểu úc quen biết nhiều năm tình bạn lại tốt nhưng mà tôi không cần Dù chính dùng nhỏ nhà âm áp Khách sáo lễ độ đã không thấy đâu Đôi mắt sau kính mắt không khuôn Trở thiện ra tiêu hùng ác Sáng ngồi mà nhìn thẳng về mặt đang dạy ra Của Gian Thành Bân Gian Thành Bân choáng váng nửa ngày Sau đó dùng sức mà vỗ chán một cái Các người thật sự là trời sinh một đôi Cả hai đều ngốc Đẩn độn muốn chết Thật không biết tôi phải làm sao Lại có thể từng thầm mến thầy Hoàn toàn mặc kệ như vậy có phải không lễ phép với thầy hay không? Gian Thành Bân mãnh liệt lắc đầu, cái người ngu ngốc kia không có nói với thầy, không biết lễ độ gì mà. Cậu vì sao nói? Nói đến một nửa, dù chính dung miễn cưỡng. Anh sau khi hiểu rõ, giật mình mà hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn là trừng Gian Thành Bân, nói không ra lời. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, tôi đi nhờ xe. Chị ấy là sáng ngày kia lên máy bay, mà kệ thấy có bao nhiêu việc, tôi khuyên thầy nhanh chút đi xem đi. Gian Thành Bân nhún nhún vai tôi không biết thầy đối với gia đình của chị ấy hiểu rõ tình hình bao nhiêu nhưng mà chị ấy là một người rất cần được yêu lại ngu ngốc không có dũng cảm tôi trước đây nghĩ đến thầy dù sao cũng lớn hơn mấy tuổi lại là người trong gương tốt biết đối nhân xử thế hẳn là có thể nhìn thấu triệt để không nghĩ tới kết quả xảy ra như vậy hay là muốn tôi chỉ chút cậu nói đúng hiện tại không phải lúc nói chuyện này dù chính dùng ngắt đời của cậu để cậu ra ngoài đem cửa phòng nghiên cứu khóa lại đi thôi Đi đâu? Tôi chốt cho cậu đi nhờ xe, còn về chuyện này, cậu không cần phải lo lắng. Dù chính Dung tìm chìa khóa xe, chân dài bước đi, bước nhanh đến hướng thang máy. Hôm nay cảm ơn cậu. Không cần khách giáo. Nhìn Du chính Dung không muốn lãng phí một giây, gian thành bân ánh mắt quyến luyến, lưu luyến ở bên đôi chân dài của anh, bóng dáng cao ngất lại tiêu sái. Tuy rằng cậu chỉ có thể yêu thích ở sau lưng, nhưng mà chỉ cần bọn họ hạnh phúc, tất cả như vậy cũng đủ rồi. Đến tối, Hạ Hiểu Úc vẫn là tiếp tục thu dọn không dừng tay. Nhà to như vậy, tuy rằng chỉ có một mình cô ở, bình thường cũng có người giúp quét dọn, nhưng mà cô lần này đi xa, không biết khi nào mới có thể trở về. Cho nên cô quyết định đem những gì cần đều dọn theo, đồ điện không dùng thì rút vít cắm ra, đồ dùng trong nhà cũng dùng vải bố chống bụi che lại. Cô ở trong phòng, thu dọn lại quần áo và vật dụng hàng ngày, không có chú ý tới động tĩnh ở cửa, đợi cho đến khi phát hiện người xông vào đã tiến dần từng bước bước đến cửa phòng của cô anh anh thế nào và bằng cách nào hạ hiểu úc kinh ngạc lắp bắp đứng lên trên gương mặt tuấn tú khiến cho cô mong nhớ kia có vẻ tức giận dù chính dung rơi chìa khóa trong tay lên trầm giọng nói anh cho tới hôm nay mới biết được hóa ra em đã đưa chìa khóa nhà một người đàn ông khác đó là gian thành bân cô đang muốn giải thích đột nhiên tỉnh ngộ là gian thành bân cậu ấy đi tìm anh còn đem chìa khóa cho anh đúng không? Đúng vậy, anh hung sữ mà nói. Cậu ấy nói cho anh biết, cậu ấy có chìa khóa. Cậu ấy còn nói cho anh biết, em tính phủi mông bỏ đi. Em nào có phủi mông? Hạ hiểu úp giống như bị hôn mê. Dù chính Dung đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thái độ anh hung hăng phê phán hai người, khiến cho cô trong một lúc không có khả năng tiếp thu. Đây là thầy Du nho nhà âm áp. Vị học sinh nữ trêu có thể có chút xấu hổ sao? Ngay cả việc dứt khoát rồi đi kia, ở lại mình cô trong đêm đông lạnh lẽo một lần lại một lần bị hành hạ vì nhớ người yêu anh vào lúc này cái gì cũng không giống anh chỉ giống như một người bị buộc đến đường cùng đã muốn không thể nhịn được nữa bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây mà cắn chết loài vật như cô em tính đi đâu anh bước một bước lại đây khiến cho cô không tự chủ được mà lui về sau một bước em cho là đi rồi sẽ không có chuyện gì sao em cho là nhân dịp anh bận vào cuối học kỳ có thể không nói một tiếng mà trốn sao nói cho em biết không có dễ như vậy em là của anh anh sẽ không dễ dàng để cho em đi hạ hiểu úc mãnh liệt lắc đầu ngăn không được hốc mắt nóng lên là anh rời khỏi bỏ lại em anh sao có thể trách em anh cũng sẽ tức giận em khi gặp phải vấn đề đầu tiên chỉ biết đẩy anh ra anh sẽ cảm thấy như thế nào dù chính dung nghiến răng nghiến lợi nói mắng cũng mắng qua nói cũng nói qua anh muốn cho em xét lại bản thân tốt một chút kết quả sau khi xét lại thì quyết định muốn chạy trốn rất vô dụng. Anh làm sao có thể dạy một học sinh vô dụng như em như vậy? Nước mắt của cô đã ra đến hốc mắt, dừng cũng dừng không được, tiếng nói cũng run run. Anh còn nói, anh căn bản không giống thầy giáo. Hơn nữa, anh dạy là đại cương môi trường cùng nhân văn, cùng này có quan hệ gì? Sai lầm rồi, dù chính dung đã đem cô ép đến góc tường, sau đó bàn tay to nhất đem kéo cô vào trong lòng. Tuy rằng ăn nói hung hăng, nhưng mà cái ôm của anh cũng là ấm áp mà kiên cường như vậy, khiến cho cô cả người thả lòng, cảm giác rất an tâm. Sau đó, cô suốt cuộc không khống chế được chính mình, lại không có cách nào đeo trước mặt nạ lạnh nhạt, không sao cả. Trôn ở bên gái của anh, Hạ Hiểu Úc bắt đầu khóc nức nở. Anh đâu phải không thể đi, em thật không ngoan, học trò hết thuốc chữa. Anh ở bên tai cô mà nghiêm khắc nói, ngữ khí lại thật mềm mỏng, tràn ngập cưng chiều cùng bất đắc sĩ mà lại vui sướng. Anh không thể để em đi ra ngoài làm xấu mắt anh, cho nên anh phải đem em giữ ở bên người, dạy dỗ thật tốt. Em nói sai cái gì? Em đã quên sao? Cái môi xinh đẹp của Du Chính Dung gợi lên một chút ý cười trộm. Chúng ta lúc lần đầu tiên gặp nhau, em liền nói với anh, tiết học gọi là đề cương nhân văn cùng môi trường, không phải môi trường cùng nhân văn, em vừa mới tự mình nói sai rồi, nên phạt. Cô bị trừng phạt so với anh tốt hơn gấp trăm lần, anh lúc trước phải đi nhiều bước oan uổng mới tìm được phòng họp chính xác, mà cô bị tấn công bởi nụ hôn dịu dàng. Không cho phép đi, anh ở trên cánh môi ngọt ngào thường nếm được vị mặn của nước mắt, đau lòng đến tim dường như phát đau. Anh hôn càng lâu càng khiến cho người ta ngạt thở, biểu thị công khai quyết tâm của anh, gặp được vấn đề khó khăn thì bỏ trốn, đây không phải là thái độ khi nghiên cứu môn học, chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết được không? chuyện này cũng không phải là việc nghiên cứu môn học gì hồn rỗi của nàng bị nuốt lấy có vẻ mơ hồ không rõ cúi đầu mỉm cười quanh quẩn trong phòng đang thu dọn một nửa anh ôm lấy thắt lưng mềm mại hướng đi đến bên giường chúng ta làm người nghiên cứu mọi việc đều phải chú ý thí nghiệm một cách tỉ mỉ anh hiện tại sẽ mang em đi làm một thí nghiệm thí nghiệm cái gì bị tiếng nói trầm thấp lại có chứa hàm ý của anh làm mê hoặc hạ hiểu úc đầu mò mịt toàn thân mềm mại không có sức chỉ có thể tùy anh mà đem chính mình ôm đến trên giường sau đó ngón tay thon dài linh hoạt bắt đầu mở cúc áo của cô anh muốn xem sau tối nay em có còn dám nói phải rời khỏi anh không này phải tí nghiệm như thế nào dưới nụ hôn nóng như lửa của anh cùng bàn tay như mang theo ma pháp hà hiệu úc nghi ngờ cùng với hơi thở dần dần nhanh hơn cùng ngâm khẽ e thẹt mà giật ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô em rất nhanh sẽ biết quả nhiên rất nhanh thắc mắc cùng giải đáp cũng không còn quan trọng, chỉ còn lại có thở dốc càng ngày càng đậm, cùng thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ nhu mì. Thành thật mà nói từ xưa đến nay, nam nữ trong lúc đó rất khó giải thích, cũng là chuyện thần bí rất quan trọng cần giải quyết. Ánh sáng mặt trời và buổi sáng xuyên qua cửa sổ, lười biếng chiếu sọt lên những người đang ngồi đầy những bậc thang trong phòng học. Phía trước phòng học, một người đàn ông trẻ tuổi, cả người tràn ngập phong độ của người trí thức, đang đứng giảng bài. Ngồi ở giữa, Hạ Hiểu Úc dựa vào cửa sổ ở chỗ ngồi, đang dùng một tay chống cằm, giống như toàn bộ học sinh tuyển khóa khác, im lặng mà nhìn chăm chú lên bục giảng, nơi giáo sư trẻ tuổi đang chậm rãi nói. Người đàn ông này, khi chất tuyệt hảo, hào hoa phong nhã lại tào nhã bình tĩnh. Chỉ có cô biết bộ mặt thật sự của anh. Cô biết anh trong chuyện riêng tư, lúc thuộc về cô thì tình cảm dường như dịu dàng lại cuồng dã dâng trào. Khi có chút thời gian lại đầy sự kiên nhẫn, dụ dỗ cô chỉ bảo cô một lần lại một lần để cho cô thử nghiệm nhiều kiểu khác nhau suy nghĩ thoáng qua làm cho cô lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên hoàn toàn quên mình đang trong phòng học sương mù trong đôi mắt phượng trên gương mặt trái xoan nhiễm đỏ ửng nơi khoe mắt đều là vẻ mặt mềm mại rõ ràng mà nói đây là một người được cưng chiều cô gái nhỏ được yêu thương gương mặt đỏ của cô dường như là vừa mới ăn xong nồi lầu cay cô bị một động tác bóc mũi vô cùng thân thiết làm giật mình ơ ơ ờ cái gì đã tan học rồi tiếng nói hơi thấp bao hàm ý cười em thật sự là không có tiếp thu từ đầu tới cuối cũng không hề nghe giảng nói đang suy nghĩ cái gì hạ hiểu úp ngẩng đầu nhìn bốn phía quả nhiên trong phòng học đám người đã tản cả ra chỉ còn top năm top ba học sinh đang thu dọn laptop ngẫu nhiên tò mò mà nhìn lén bọn họ bên này giáo sư du lịch sự lại đẹp trai hóa ra đã xa lưới không có không nghĩ cái gì Hạ Hiểu Úc đối mặt với ánh mắt tò mò hay mang một chút ghen tị chỉ là thản nhiên cười Cô tập mãi cũng thành thói quen rồi Không nghĩ cái gì, sao mặt lại hồng lên như vậy Bàn tay to của Du Chính Dung khẽ vuốt lên khuôn mặt đang nóng lên của cô Vẫn còn nóng Em không thoải mái sao Muốn về nhà nghỉ ngơi hay không Cô ngừng mặt Em không sao, hồi nữa chúng ta không cần phải đi sao Du Chính Dung nhìn xem đồng hồ Ừ, nên đi rồi Nếu không sẽ không kịp chuyến bay nói anh xoay người nhấc túi du lịch to đặt ở bên chân hạ hiểu úc sau đó một tay nắm lấy tay cho cô đứng dậy nắm thật chặt không buông ra cô phát hiện lòng bàn tay của anh đổ mồ hôi đi đến bên ngoài khoa hạ hiểu úc nhị không được nghiêng đầu hỏi anh không phải là đang khẩn trương chứ khẩn trương làm sao có thể tuy rằng nói là nói như vậy hạ hiểu úc vẫn là một mặt đi một mặt nghiêng đầu quan sát gương mặt dưới ánh mặt trời gương mặt tuấn mỹ động lòng người khiến tim đập nhanh hơn cô chớp mắt chăm chú nghiên cứu một lúc lâu từ lòng bàn tay của anh đổ mồ hôi đến ánh mắt của anh lông mày rậm của anh cũng nhíu lại suy đoán anh thật sự đang khẩn trương cô tuyên bố nói không cần gạt em em nhìn ra được được em nói đi nghĩ muốn phần thưởng gì dù chính dung đơn giản cúi người xuống hôn một cái xuống khuôn mặt của cô ý đồ rời đi lực chú ý của cô đáng tiếc không có thành công anh lại có thể khẩn trương mỗi ngày đối mặt với bao nhiêu học sinh giáo sư du còn tiếp xúc với truyền thông lại có thể khẩn trương dù chính dung cố gắng che giấu xấu hổ của mình chỉ là nắm chặt tay cô ra sức mà đi về phía trước là anh tự mình nói muốn cùng em đến singapore gặp ba em anh rõ ràng không rảnh lại nhiều việc còn muốn cùng em bay một chuyến như thế khiến cho bản thân mình khẩn trương lên như vậy hà cớ gì phải làm như vậy cô hơi oán giận khiến cho dù du chính dung mỉm cười rộ lên hiểu úc thật sự thay đổi tuy rằng ngốc tuy rằng vẫn là thường không biểu đạt nhưng mà khi ở trước mặt anh trong sự che chở cùng yêu thương của anh cô đã dũng cảm yên tâm mà bộc lộ quan tâm cùng cảm xúc của cô với người khác là chuyện rất dễ dàng với anh và cô mà nói lại trải qua một quãng thời gian học tập cùng tìm kiếm vất vả mới có thể từ từ đạt tới mục tiêu anh đương nhiên sẽ khẩn trương nhưng mà vẫn là không thể không đi anh dứt khoát kéo cô đến gần, cánh tay dài vòng qua vai của cô, cúi đầu ở bên tai cô nói: nào có người đi bàn chuyện cầu hôn chỉ dùng điện thoại để nói. anh dĩ nhiên muốn tự mình đi thăm hỏi bác trai. cái gì cầu hôn em sao không biết? vẻ khiếp sợ giống như bị sét đánh tới, hà hiểu úc bị đóng đinh tại chỗ, di chuyển cũng không có khả năng. thật sự là học sinh không chịu nghe lời, ngay cả cầu hôn là cái gì cũng không biết. dù chính dung thở dài, cố ý dùng dọc điệu cảm thông nói che giấu khẩn trương cùng vẻ đỏ mặt của anh đợi khi xuống máy bay thầy lại giải thích với em thật rõ thầy hạ hiểu úc quả thực nói không ra lời tuy rằng chỉ dạy hai tuần anh vẫn là đã dạy em nhưng mà việc này sẽ không thể dùng để nói với ba em dù chính dung nở nụ cười đó là nụ cười mang một chút ngại ngùng cùng thoải mái tiếng cười lanh lảnh sung sướng mà trầm ổn anh ôm chặt vai của cô một lần nữa lại bắt đầu bước đi chỉ cần có cô ở bên cạnh trong lòng con đường này nhất định có thể đi được rất dài rất xa, ngọt ngào đầy hạnh phúc. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.